Loại cấm chế này há cũng không xa lạ gì, trong rất nhiều bí cảnh đều có, ví dụ như cấm chế đối với tuổi của Tu Di Sơn cũng thuộc về cực trị xúc phát. Mục Trinh nói, là cực trị một loại lực lượng, chính là lực lượng trong khu vực này phải đạt tới trình độ nhất định, mới có thể tự động chuyển đổi qua. Nhưng trình độ lực lượng này đến cùng bao nhiêu, không ai biết rõ cả. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói, nếu lực lượng cực trị kia cực lớn, vậy chẳng phải sẽ vĩnh viễn bị khốn ở đây sao? Đoan Mộc Thương cười nói, nhân lực có hạn, giá trị cực trị này có lớn cũng sẽ không vượt qua thực lực người bố trí năm đó, cấm chế chi lực cũng sẽ đại giảm. Sau khi đủ một chỗ người vẫn không thể xuyên qua thì chúng ta sẽ cưỡng ép phá vỡ. Thái Thúc Tà Đình cũng nói, lão Phu đã xem qua rồi, chỗ mấu chốt của phiến khu vực này nằm ở 18 căn ngọc trụ, đến lúc đó nếu có khó khăn thì mọi người liên thủ phá cấm, có lẽ vấn đề không lớn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, thì ra là thế. Hắn cũng an tâm chờ đợi, phục dụng một ít thiên tài địa bảo, điều dưỡng một chút. Thỉnh thoảng có cường giả xuất hiện trên hải vực, sau khi thấy mọi người, cũng có nghi hoặc giống vậy, có người quen sẽ tới giải thích một chút. Sau khi qua nửa ngày, trên hải vực tụ tập 70-80 người. Thực lực mọi người không đều, quả nhiên là ảo cảnh gặp phải mạnh yếu bất đồng, cũng không phải là thực lực càng mạnh thì càng dễ thông qua. Tất cả mọi người im im lặng lặng đứng trên không hải vực, các loại thấp giọng nghị luận liên tục vang lên. Trên ngọc thạch trụ lại chia làm 18 người, đều bình tĩnh tu luyện mặt không biểu tình. Đột nhiên trên không gian lại thoáng chấn động, một gã đại hán áo gai vừa cao vừa gầy xuất hiện trên hải vực, vốn sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày lại. Mấy võ giả bên người vừa thấy người này, lập tức cả kinh, vội vàng thối lui. Đại hán áo gai khóe miệng cười cười, lăng không chụp lấy, liền nhiếp một gã cường giả võ đế đê dai lại, âm thanh hung dữ nói. Tới, nói cho bản gia biết nơi này là sao. Tên võ đế đê dai kia sắc mặt trắng bệch, tựa hồ cực kỳ sợ hãi người này, nâng vâng dạ dạ nói lại những điều mình biết một lần. Thì ra là thế. Đại hán áo gai nhìn qua mọi nơi, nhíu mày ra, khẽ nói. Nhiều người như vậy rồi, còn không thấy không gian mở ra, có trời mới biết phải đợi tới khi nào. Ánh mắt của hắn vừa quét qua, 18 người kia từng người dẫm trên cột đá, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không để ý tới ngoại sự. Ân, thân ảnh hắn lóe lên, liền xuất hiện ở bên người Lý Vân Tiêu, khí tức trên thân phóng ra ngoài, áp tới, quát. Tên kia, Lý Vân Tiêu nhướng mày, chậm rãi mở mắt ra, nói. Chuyện gì? Đại hán áo gai hừ lạnh một tiếng, nói. Đại gia bay hơi mệt chút, cây cột này tặng cho ta, người cút. Hắn duỗi ra một cái ngón giữa, mỉa mai nói. Võ đế thất tinh cũng muốn chiếm một chỗ. Trong 18 người này thì thực lực ngươi cặn bã nhất, vị trí này là của ta. Lý Vân Tiêu lười quả đến hắn, tiếp tục nhắm hai mắt lại điều tức, nguyên lực hao phí do thi triển thần kỹ trước kia chỉ vừa khôi phục được một chút mà thôi. Đại hán áo gai sắc mặt trầm xuống, trong hai mắt tuôn ra vẻ giận dữ, hàn quang lóe lên, liền đá ra một cước. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, cước pháp hắn cực nhanh, không khí trực tiếp nổ bung, lực trùng kích hóa thành một đạo ánh sáng, lập tức đánh về phía đầu Lý Vân Tiêu. A! À, không ít người trong lòng chấn động mãnh liệt, đầu thiếu niên trước mắt kia sắp bị đá nát, không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng xoay mặt đi. Phanh! Nửa người trên của Lý Vân Tiêu trực tiếp nổ tung, nhưng cũng không huyết nhục mơ hồ như mọi người tưởng tượng, mà tuôn ra vô số thanh lôi. Những thanh lôi kia như từng đạo long hình tản ra, lóe lên trên không trung lại hội tụ lại, hóa thành bộ dáng Lý Vân Tiêu, trong mắt bắn ra sát ý. Lôi thủ cực lớn nắm chặt năm ngón tay, lập tức vô số lôi quang thoáng cái hội tụ đến, một đạo lôi hoàn rơi xuống, nhiếp lấy đại hán áo gai kia. Cái gì? Trong mắt đại hán áo gai tràn đầy hoảng sợ phát hiện mình dưới thanh lôi kia vậy mà không hề có chút lực phản kháng. Hơi mệt chút, có thể đi chết nha. Sát khí trên người Lý Vân Tiêu bùng lên, một đạo lôi cầu bay ra khỏi tay, vô số lôi đình như mở giả, còn có phù văn đầy trời bay múa trên đó. A à, không, không muốn a. À. Ầm ầm. Lôi cầu trực tiếp nổ bung trên người đại hán áo gai, vô số đạo lôi điện nhập vào cơ thể hắn bắn ra. Cả người đại hán áo gai giống như bị định lại vậy, giữ nguyên bộ dạng há to mồm hoảng sợ, chỉ có điều sinh cơ trên người dần dần biến mất, từ không trung rơi xuống dưới. Dầm ào ào. Thi thể rơi trên biển,
tóe lên một vòng bọt nước liền chìm không thấy đâu nữa. Gần trăm người đứng thẳng trên không trung đều hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí lan lên từ sống lưng, trong khoảnh khắc cả người chợt lạnh buốt. Một gã cường giả võ đế bát tinh, bị đối phương một chiêu diệt trong nháy mắt. Không ít người dốc sức liều mạng nuốt nuốt nước miếng, ghi khắc kỹ khuôn mặt Lý Vân Tiêu trong đầu, nhắc nhở bản thân ngàn vạn không thể gây người này. Mọi người trên 18 cây cột cũng đều mở mắt ra, ánh mắt lộ ra thần sắc. Có thể một chiêu đơn giản gạt bỏ võ đế bát tinh, thực lực kia ít nhất cũng đạt tới cấp độ võ đế cửu tinh, nhưng người trước mắt này rõ ràng chỉ có tu vị thất tinh a. Đoan Mộc Thương trong mắt chớp động hào quang, cũng không nói gì thêm, tựa hồ đều trong dự đoán của nàng. Sắc mặt Bắc Minh Nguyên Hải lại âm trầm xuống, sát ý càng đậm thêm vài phần. Mục Trinh thì cười hắc hắc nói. Giết một gã võ đế bát tinh, lại phải chờ lâu không ít rồi. Sau khi đại hán áo gai bị giết, trên toàn bộ hải vực an tĩnh không ít, tất cả mọi người im im lặng lặng chờ đợi, lại không người nào dám sinh sự nữa. Nhân số còn đang không ngừng tăng thêm, lúc đến hơn 100 người thì, Duẫn Ngôn và Dịch Phong cũng xuất hiện ở trên không hải vực. Ba người thuần thú sư mắt tam giác kia lại một mực không thấy xuất hiện. Theo lại một gã cường giả võ đế tiến vào. Toàn bộ 18 căn ngọc trụ đột nhiên thoáng cái phát sáng lên. Hơn 100 người đều biến sắc, kinh nghi bất định nhìn qua. Trên cây cột bắn ra từng đạo hào quang, không ngừng kết nối với nhau, tạo thành các loại đồ án phức tạp, diễn sinh trên mặt biển. 18 người đều im im lặng lặng không nhúc nhích, cũng không bị dị tượng trước mắt quấy nhiễu, trận quang diễn biến ngay dưới chân bọn hắn, rất nhanh hào quang phóng ra bốn phía, chừng trăm mẫu. Trong nháy mắt, trận quang gợn sóng lăn tăn kia đột nhiên biến mất. Toàn bộ không gian biến đổi, biển cả cũng không thấy đâu nữa, tất cả mọi người đều ngạc nhiên sững sờ. Tất cả mọi người ở trong một tòa đại điện chiếm diện tích trăm mẫu, mà đại điện này bọn hắn cũng không xa lạ gì, đúng là chủ điện của Huyền Vũ Tinh Cung. Cái gì, chẳng lẽ quấn một vòng, trải qua cửu tử nhất sinh lại trở về chỗ cũ sao? Con em người đấy, đại gia phải mất một cánh tay mới tới được đây. Là trò đùa nghịch xúc sinh nào bố trí ra trêu người thế? Lão tử muốn hủy nơi này, một kiện bổn mạng huyền khí của ta cũng tổn thất trong ảo cảnh kia đấy. Các loại thanh âm tức giận mắng và phàn nàn nổi lên bốn phía, một loại phẫn nộ lan tràn trong lòng mọi người. Nhưng thanh âm mọi người dần dần nhỏ đi, cuối cùng trở nên thập phần yên tĩnh. Bởi vì bọn hắn phát hiện 18 người đứng trên đại điện đều đang cẩn thận quan sát bốn phía, cũng không luống cuống như bọn họ. Mọi người lúc này mới phát hiện, đại điện này tuy rằng giống như đúc chủ điện trước kia, nhưng cũng không phải là một nơi. Thái Thúc Tà Đình chậm rãi nói ra. Nơi này có lẽ chính là không gian trọng điệp, cũng là Huyền Vũ Tinh Cung chính thức rồi. Hiện giờ xem ra bố trí cũng rất đơn giản, ở đại điện Tinh Cung về bố trí xuống một tầng thiên mê trận, lại khiến Tinh Cung đại điện xuyên thấu qua thiên mê trận hình chiếu đến bỉ ngạn. Bắc Minh Nguyên Hải mặt âm trầm, nói. Thế nhưng trong đại điện này không có vật gì a? Thái Thúc Tà Đình nói. Cũng không hẳn vậy, chỗ đó không phải có một tấm bia đá sao? Có lẽ sẽ có ghi lại. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên ở trong một góc khuất, sừng sững lấy một khối bia đá lớn 7 xích, không thấy rõ trên đó khắc gì. Tất cả mọi người bay đi, không khỏi bắt đầu sững sờ. Chỉ thấy trên bia đá kia bóng loáng như ngọc, một chữ cũng không có. Chỉ là trên đỉnh bia có một tấm phù lật màu vàng nhạt. Dừng tay. Chỉ thấy có người vươn tay muốn gỡ phù lật kia, Thái Thúc Tà Đình đã quát to, bảo hắn ngưng lại. Người nọ hậm hực thu tay lại, trên mặt có chút bất mãn. Phù này thật kỳ quái a, phù văn trên đó ta vậy mà không nhận ra cái nào cả. Mục Trinh không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, nhìn chằm chằm vào phù lật kia sững sờ. Hai mắt Lý Vân Tiêu lại tỏa sáng, trong nội tâm thoáng cái đại chấn. Ký hiệu ấn ký nhàn nhạt trên phù lật, đúng là ma ha cổ tự thiếu nét, tựa như một ít chữ khác trên cột đá ở Hải Hoàng Điện vậy. Bởi vì ma ha cổ tự chính là ngưng tụ quy tắc mà sinh, vật bình thường không cách nào chịu tải, cho nên lúc khắc phải giảm đi một số nét. Thái Thúc Tà Đình nhìn chằm chằm vào phù lật kia một hồi, im lặng không nói. Đoan Mộc Thương nói, nơi đây không có vật gì, có lẽ giấu giếm cơ quan, hiện giờ chỉ có thể tìm manh mối từ trên bia đá này thôi. Thái Thúc Tà Đình nói, khối phù này cực kỳ chân quý, hẳn là thần phù ẩn chứa thập giai chi lực, chỉ là không biết hiện giờ còn mấy phần lực lượng.
thập giai thần phù. Tất cả mọi người là kinh hãi, ánh mắt đều tỏa sáng. Tên một gỡ trước kia thì ảo não, nói. Vật vô chủ, ai gặp thì được. Thái thúc Tà Đình nhìn hắn một cái, nói. Đã như vậy, nếu ngươi còn muốn thì cứ gỡ thử đi. Người nọ khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, cười nói. Tốt, hy vọng các ngươi không nên đổi ý, trên tấm bia đá này căn bản không có bất luận linh khí chấn động gì cả, hẳn là lực lượng sớm đã hao tổn không còn rồi. Hắn đưa tay qua, thoáng cái chụp lấy phù kia dùng sức gỡ xuống, lại phát hiện không chút sức mẻ. Người nọ biến sắc, lập tức vận chuyển đế khí, lúc này liền nhẹ nhõm gỡ phù xuống, chỉ thấy trên phù lật lóe lên ánh sáng màu vàng, những ma ha cổ tự không trọn vẹn kia bắt đầu biến hóa, một số nét thiếu khuyết dần dần tăng thêm. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ lực lượng minh mông bành trướng tuôn ra, hai mắt đều trừng trừng. Trong lòng người nọ cũng có chút sợ hãi, nhưng chợt kinh hỉ, chỉ thấy lực lượng trên phù lật dần dần ổn định lại, cuối cùng nhất tất cả ma ha cổ tự chợt lóe lên rồi biến mất, hóa thành một tấm phù lật bình thường. Ha, ha ha, quả nhiên không có việc gì. Người nọ đại hỉ, đơn thủ vừa lộn, liền thu phù kia vào, đắc ý nhìn qua mọi người, nói. Không có ý tứ, đa tạ rồi, kiện bảo bối đầu tiên của tinh cung thuộc về tại hạ. Tuy rằng hắn cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ác ý và ác độc, nhưng chỉ cần vừa ra đại điện này, hắn liền có tự tin có thể thuận lợi rời khỏi. Chữ, trên tấm bia đá có chữ viết rồi. Đột nhiên không biết ai kêu một tiếng, mọi người vội vàng rời mắt tới, chỉ thấy chỗ gỡ phù lật, quả nhiên xuất hiện 9 chữ nhỏ. Đoan Mộc Thương xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua 9 cái chữ nhỏ kia, nhẹ giọng nói. Ngàn vạn lần không nên gỡ thần phù xuống. Ngàn vạn lần không nên gỡ thần phù xuống. Mọi người. Mục Trinh trừng mắt, mắng. Đây là ý gì? Mấy chữ này ở dưới hoàng phù kia, phải gỡ phù ra mới xem được, cố ý đùa nghịch chúng ta sao? Đúng đấy, hiện giờ gỡ cũng đã gỡ rồi, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người bắt đầu thì thầm, không ít người hô. Nếu không chúng ta dán lại đi. Tên nam tử được thần phù kia sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Vật ấy đã thuộc về ta, mơ tưởng. Thái thúc Tà Đình cũng nâng cằm vào trầm tư, nói. Thật có chút tà môn. Hắn vừa mới dứt lời, trên tấm bia đá vốn bóng loáng như ngọc đột nhiên hiện ra hai chữ to, chấn tà. Chữ to do cổ thể tạo thành, lộ ra màu vàng nhàn nhạt, đột nhiên tản ra địa diệt. Két! Toàn bộ trên tấm bia đá xuất hiện một đạo vết rạn rất nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, chỉ nháy mắt, toàn bộ tấm bia đá đã rậm rạp chẳng chịt các vết rạn. Phanh! Dưới ánh mắt mọi người, nó phát ra tiếng nổ rất nhỏ, thoáng cái đã hóa thành một đống bột mịn. Cái này! Lý Vân Tiêu lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Có cảm giác xấu a. Mục Trinh nói. Ta cũng thế. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên trên đại điện truyền đến âm cổ nặng nề, một cổ mục nát chi ý lan tràn ra, giống như cự thú ngủ say đã lâu chợt thức tỉnh vậy. Tất cả mọi người tâm thần đại chấn. Thoáng cái trở nên cảnh giác, thậm chí còn có chút bối rối. Bắc Minh Nguyên Hải trầm giọng nói. Đều chấn định cho ta, 10 vạn năm qua đi, thứ có lợi hại hơn nữa cũng thành cặn bã rồi. Đúng vậy, Nguyên Hải đại nhân nói rất đúng. Đoan Mộc Thương tỉnh táo nói. Dùng thực lực mọi người chúng ta, trừ phi là cường giả thần cảnh đích thân tới, nếu không thực không có gì phải sợ cả. Mà dưới phiến thiên không này, cường giả thần cảnh sớm đã tuyệt tích rồi. Hai người vừa ra lên tiếng, mọi người lập tức yên tĩnh lại, tùy ý đạo âm cổ kia quanh quẩn khắp đại điện. Thê lương bi thương, du du. Cẩn thận lắng nghe, một loại cảm giác trầm mặc thê lương lan tràn trong lòng mọi người, phảng phất tất cả trôi qua, tuế nguyệt đã sớm đi xa, trong thiên địa chỉ còn lại đạo tà âm này. Bỗng nhiên, trên đại điện chớp động một đạo lục quang, xuất hiện một cỗ hủ thi, toàn thân thối rữa đến biến dạng. Nháy mắt khi xuất hiện. Hủ thi kia thoáng cái mở ra hai mắt, trống chân căn bản không có tròng mắt, hét lớn một tiếng liền vọt tới. Có miêu tả của Lý Vân Tiêu trước kia, mọi người đối với hủ thi này cũng không để ý lắm, cũng không cảm thấy có gì đáng sợ cả. Ngược lại Mục Trinh trong mắt sáng ngời, ngược lại chớp động lên tinh mang. Trong khi tất cả mọi người cảnh giác vạn phần thì hắn thoáng cái bắn lên, trong tay bay ra một vòng quang hoàn màu xanh, đập mạnh một chưởng lên trên thân hủ thi. Phanh! Trường lực đánh lên lồng ngực, đánh ra một cái động lớn.
ánh sáng màu xanh lập tức lan tràn đến toàn thân Hủ Thi, càng nổ bung tới bốn phía, trực nổ nát bấy. Đồng tử Mục Trinh hơi co lại, một tầng hào quang cho mông hiển hiện trong mắt, tựa hồ nhìn thấy gì đó, năm ngón tay liên đạn, từng đạo hào quang bay ra khỏi tay. Những hào quang kia đột nhiên tản ra, hóa thành mạng nhện chừng lòng bàn tay, tổng cộng hơn 10 tấm, lăng không thu lại. Chỉ thấy trong mỗi tấm đều có vài con sâu nhỏ, đang nhúc nhích lấy. Mục Trinh vui vẻ, vung tay bấm niệm pháp quyết, lăng không thu lưới lại. Ánh sáng màu xanh lóe lên, hơn 10 tấm lưới cùng thu lại. Bỗng nhiên những côn trùng kia phốc 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 nguyên một đám tự động nổ bung, hóa thành độc khí màu xanh lá nồng đậm, tán trên không trung. Cái gì? Mục Trinh cả kinh, lưới lớn kia bao phủ một đoàn độc khí rơi xuống, hắn tức giận hừ một tiếng, cánh tay hất lên. Thanh lưới lập tức co rút lại thành đoàn, hóa thành một đạo mũi tên nhọn bắn đi. Phanh! Mũi tên nhọn trực tiếp đánh cho hư không phía xa nổ bung, độc khí màu xanh lá tuôn ra, chậm rãi trở thành nhạt. À, vật này là bất tử chi thân. Một gã võ giả kinh hô lên, chỉ thấy Hủ Thi bị Mục Trinh một chưởng đánh nát trên mặt đất, như một đoàn thịt nhão giờ lại chợt nhúc nhích, thời gian dần qua lại hội tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một cỗ Hủ Thi. Chỉ có điều so với trước càng thêm đáng sợ buồn nôn, còn tản mát ra hủ vị gai mũi, khiến cho người cảm thấy buồn nôn. Đoan Mộc Thương ngưng giọng nói. Mục Trinh đại nhân, đây là có chuyện gì? Mục Trinh sắc mặt cực kỳ âm trầm, lạnh giọng nói. Quả nhiên không ngoài lão phu sở liệu, những thi thể này là bị một loại thi lễ cực kỳ lợi hại khống chế. Thi lễ không, hủ thi không ngã. Đoan Mộc Thương nói. Thi lễ là côn trùng lúc trước hóa thành độc khí kia sao? Phải làm sao mới có thể giết chết những thi lễ này? Mục Trinh nói. Những thi lễ này khác với ta dự đoán, cũng không quá lợi hại. Nhưng cũng không phải dễ dàng giết chết như vậy, biện pháp tốt nhất chính là dùng hỏa công. Hỏa, thủ đoạn mạnh nhất của bổn tọa chính là hỏa thuật. Một gã võ giả trong mắt hiện lên kinh hỉ, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, mở to miệng phun ra. Một đạo hỏa tuyến cự đại bị phun ra ngoài. Vù vù vù. Hỏa diễm lập tức cắn nuốt hết Hủ Thi, cả người đều đốt lên, không ngừng truyền ra tiếng chảy nổ đùng đùng. Một lát sau, Hủ Thi đã cháy đen như mực, chỉ còn lại nhân hình, còn bốc lên đầy khói đặc. Nhưng khiến cho người hoảng sợ chính là, nhân hình nó bỗng nhúc nhích, sau đó liền giơ tay lên, hai chân có chút cong, bắn ra, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới người kia. À! Người nọ quát to một tiếng khủng bố, trên Hủ Thi tản mát ra uy áp rất mạnh, không gian bốn phía đều bị khóa lại. Trong mắt Đoan Mộc Thương lóe lên hàn quang, tay giơ lên, ưu nhã nặn ra hoa sen chỉ, điểm tới. Phanh! Đầu cổ Hủ Thi kia lập tức bị điểm nát, cả người cũng nổ bay ra ngoài. Nhưng Hủ Thi không đầu rơi trên mặt đất lại lần nữa đứng lên. Lần này gương mặt tất cả mọi người đều phát xanh rồi, há to mồm, cái này còn đánh thế nào đây? Mục Trinh hừ lạnh nói. Hỏa diễm bình thường cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ nữa, ít nhất cũng phải là yêu hỏa bát giai mới có thể khiến những thi lễ này sợ hãi. Đây vẫn chỉ là thi lễ cấp thấp nhất, mà nơi đại lượng loại thi lễ cấp thấp này hội tụ, tất nhiên sẽ có tồn tại cao giai. Hừ, ta cũng không tin cần phải dị hỏa mới có thể gây tổn thương cho nó. Bắc Minh Nguyên Hải hừ lạnh một tiếng, trong tay tràn ra một đoàn âm lãnh chi khí, năm ngón tay chụp vào không trung, uống. Không trung hội tụ một đoàn thủy vân, răng rắc một tiếng liền đóng băng lấy Hủ Thi không đầu kia. Sau đó phanh thoáng một phát nổ bung, hóa thành vô số băng tinh, trực tiếp hài cốt không còn. Ánh mắt Mục Trinh ngưng tụ, nói. Hàn âm chi khí của Bắc Minh Huyền Cung quả nhiên lợi hại. Trên mặt Bắc Minh Nguyên Hải hiện lên một tia ngạo sắc, nói. Nếu chỉ là Hủ Thi trình độ này này thì đến 1.000-1.000, có mình lão phu là đủ rồi. Cổ Hủ Thi kia sau khi tiêu vong, đại điện lần nữa chớp động ra một đạo lục quang, ngay sau đó hai đạo, ba đạo. Bắt đầu không ngừng có lục quang chớp động, mỗi một đạo hào quang hiện ra, đều hiện ra một cỗ Hủ Thi. Trong khoảnh khắc, trên trăm cỗ Hủ Thi đã rậm rạp chẳng chịt trải rộng trên không đại điện, thoáng cái vây quanh lấy tất cả mọi người. Mỗi người đều dựng tóc gáy, một hồi da đầu run lên. Bọn hắn cũng không phải sợ bộ dáng những Hủ Thi này. Mà trước kia được kiến thức bất tử chi thân, giờ lại thoáng cái gặp hơn trăm cỗ. Lý Vân Tiêu cười nói. Mọi người đừng sợ, vừa tới Nguyên Hải đại nhân không phải đã nói rồi sao, đến 1.000-1.000,
có lão nhân gia ông ta cũng đủ rồi. Mọi người sợ hãi chính là không tín nhiệm Nguyên Hải đại nhân rồi. Đúng đúng đúng, có Nguyên Hải đại nhân ở đây, các ngươi sợ cái gì? Mục Trinh cũng nở nụ cười. Bắc Minh Nguyên Hải hai tay thả lỏng phía sau, lạnh lùng nói. Giết những hủ thi này tự nhiên không thành vấn đề, nhưng lão phu tại sao phải giúp đám cặn bã các ngươi chứ? Cái này, Nguyên Hải đại nhân lời này quá đả thương người rồi, mọi người cùng bị vây ở tinh cung, không chừng phía sau còn nguy hiểm gì cũng nên, giúp đỡ cho nhau không phải nên làm sao? Một gã võ giả dưới tình thế cấp bách, nhịn không được nói, lập tức đã nhận được mọi người hưởng ứng, đều trách móc nặng nề. Ha ha, thiên hạ này làm gì có cơm trưa miễn phí chứ? Bắc Minh Nguyên Hải cũng không tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở nói. Nếu muốn được lão phu che chở, có thể đến sau lưng lão phu, nhưng sau khi rời khỏi tinh cung liền thiếu nợ lão phu một cái nhân tình, phải thay lão phu làm một chuyện. Cái này, thanh âm mọi người thoáng cái nhỏ lại, trầm mặc không nói lên. Mặc dù không thích cách làm trơ trẽn này của hắn, nhưng không biết nói gì cả. Dù sao tất cả đều tự do, cũng không có ai bắt buộc ngươi. Sau khi những hủ thi kia xuất hiện, tựa hồ vừa mới tỉnh lại từ giấc ngủ say, bắt đầu dần hoạt động lấy tứ chi, trong miệng nhổ ra từng đoàn độc khí. Đầy trời đều là mùi hôi thối, khiến người vừa ngửi đã thấy buồn nôn. Không ít người bắt đầu chuyển động, trực tiếp đứng ở sau lưng mọi người Bắc Minh Huyền Cung, hơn phân nửa là những võ giả dưới võ đế, còn có một ít võ đế đê giai không tin tưởng bản thân cũng mặt âm trầm đứng qua. Trên mặt Bắc Minh Nguyên Hải đã cười đến nở hoa, nhìn những hủ thi kia, nhìn thế nào đều cảm thấy rất đáng yêu. Phương Sử, bảo vệ mọi người, những cao thủ tự cho là đúng, lại không cảm thấy đủ thì cứ để mặc bọn hắn. Bắc Minh Nguyên Hải phân phó, cười nói. Bất luận vị bằng hữu nào cũng có thể tùy thời thay đổi chủ ý. Vâng. Phương Sử từ phía sau đi ra, trong tay lóe lên hàn quang, trường thương quét thẳng qua. Một đạo băng ngấn hóa ra trên không trung, ngưng tụ thành một cái vòng lớn, tràn ra hàn khí khủng bố, hộ ở sau lưng mọi người. A a a! Hủ thi đầy trời dần trở nên sinh động, nguyên một đám mở hai mắt ra, bắt đầu phóng tới phía dưới. Mục Trinh nói, kỳ thật cũng không cần quá sợ hãi, chỉ cần thực lực đủ mạnh, chấn cho bọn chúng phấn thân toái cốt cũng được. Hắn không đếm xỉa tới đánh ra một chưởng, một đạo ánh sáng màu xanh bỗng nhiên khuếch tán, đánh vào một cỗ hủ thi. Oanh! Lực lượng khổng lồ nổ tung, ánh sáng màu xanh tuôn ra, trực tiếp đánh những hủ thi kia tan thành mây khói. Nhưng mấy người có thực lực như hắn, sau khi chống lại hủ thi mấy chiêu sắc mặt đã đại biến bay tới chỗ Phương Sử. Nếu là một versus một mọi người còn dám đánh một trận, nhưng hiện giờ số lượng hủ thi rõ ràng chiếm thượng phong. Dưới vòng quỹ tích băng thương cực lớn kia, hàn khí phóng ra ngoài, những hủ thi kia tựa hồ có chút kiêng kỵ, không dám phi thân tới. Đoan Mộc Thương sau khi đập nát mất cỗ hủ thi, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Muốn triệt để giết chết những thi lễ này, mỗi lần ra tay đều phải hao phí nguyên lực thật lớn, còn mệt mỏi hơn giết chết võ giả cùng giai nhiều, cho dù bọn hắn thực lực có cường hoành thế nào, tiếp tục như vậy cũng căn bản không gánh được. Đoan Mộc Thương nói, Mục Trinh đại nhân, có cách để giải quyết những hủ thi này trên phạm vi lớn không? Mục Trinh nói, hắc hắc, ngoại trừ công kích loại băng hỏa ra, sợ rằng rất khó. Hắn chậm rãi đi qua đi lại giữa hủ thi, rất thành thạo, cũng không ra tay bao nhiêu, hiển nhiên cũng phát hiện ra vấn đề giống với Đoan Mộc Thương. Lực lượng những hủ thi này cao thấp bất đồng, tựa hồ có quan hệ với thực lực khi còn sống, nhưng phổ biến so với hủ thi mới hóa thành phải kém rất nhiều, hẳn là lực lượng đã bị sói mòn đi cực kỳ nghiêm trọng. A! À, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một gã cường giả võ tôn bát tinh một chiêu vô ý, bị một cỗ hủ thi đập trúng bả vai, lập tức biến thành một mảnh xanh lục. Sắc tố không ngừng lan rộng, càng tuôn ra độc huyết ra, toàn bộ bả vai bắt đầu bị thối rửa đi. Hơn nữa cổ, gương mặt của người nọ, trong khoảnh khắc cả người đều hóa thành màu xanh lá, hai tay chụp lấy cổ mình, trong miệng nhổ ra bọt mép. Trong mấy cái nháy mắt, thần sắc kinh khủng của người nọ đã biến mất, trở nên ngốc trệ và mục nát, trong miệng thốt ra hủ khí, bắt đầu công kích đồng bạn. A, a, biến hóa của hắn lập tức gây ra khủng hoảng, thoáng cái nhao nhao có người bị đánh trúng hóa thành hủ thi. Lần này người vẫn còn đau khổ trèo trống lập tức luống cuống. Vội vàng bỏ chạy về phía Phương Sử, hòng được Bắc Minh Huyền Cung che chở.
Đoan Mộc Thương vội hỏi. Vân Thiếu, lôi hệ thần thông của ngươi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng chìm xuống ra, hắn cũng không phải người lương thiện gì, chuyện không công đi ngăn cản hủ thi cho mọi người hắn cũng sẽ không chủ động đi làm. Nhưng hiện giờ tất cả mọi người đã bắt đầu đầu nhập vào Bắc Minh Thế Gia rồi, đối với hắn thì đây cũng là một chuyện thập phần bất lợi. Lưu ly như hỏa. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra chút hàn tinh, trên mặt một mảnh lạnh băng, trên người hô thoáng một phát liền bốc cháy lên, ánh lửa hừng hực khuếch tán đầy trời. Hai tay của hắn hợp lại, tách ra phía dưới, thái cổ cương phong xoáy ra, toàn bộ quanh thân hỏa diễm ẩm ẩm thoáng cái tăng vọt, gương mặt không ngừng chớp động lắc lư dưới ánh lửa. Đại phong xa. Hỏa diễm đầy trời thoáng cái vù vù xoáy lên, toàn bộ vòng trời đại điện lập tức bị phong hỏa bao phủ, ánh khiến gương mặt mỗi người đều lập lòe, biểu lộ không đồng nhất. Trong lòng Mục Trinh giật mình không thôi, tuy rằng hắn đoán được hỏa diễm của Lý Vân Tiêu tuyệt không phải phàm hỏa bình thường, nhưng không nghĩ đến lại có uy lực kinh thiên thế này, ngay cả hộ thể đế khí trên người hắn dưới nhiệt độ ngọn lửa kia cũng đang chậm rãi nóng chảy. Người còn lại cũng khiếp sợ vạn phần. Lý Vân Tiêu lăng không đứng ở mắt vòng xoáy, hỏa diễm đầy trời giống như thực thể hóa của khí chất cao ngạo kia, một vòng thân ảnh của hắn vây. A a a! Vô số tiếng kêu thảm thiết của hủ thi liên tiếp phập phồng, tất cả hương vị buồn nôn dưới hỏa diễm kia đều bị đốt rụi toàn bộ. Trong đại phong xa xoay tròn, vô số cỗ hủ thi đều hóa thành cho tàn. Đồng tử Bắc Minh Nguyên Hải đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời, hàn âm chi khí của Bắc Minh Huyền Cung. Vạn hỏa khó dung. Dưới ngọn lửa kia, băng quỹ mà Phương sử dụng chiến thương vẽ ra cũng mở. Loại khí tức hỏa diễm kia, khiến hắn tu luyện cực âm hàn khí cảm thấy cực kỳ khó chịu và chán ghét. Trong mắt bắn ra đạo đạo sát khí, ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu càng ngày càng lạnh. Sau mấy hơi thở, hủ thi đầy trời đều đã bị quét sạch. Lý Vân Tiêu thu quyết ấn lại, tất cả hỏa diễm đều tán đi. Toàn bộ thế giới thanh tĩnh rồi. Trong mắt Đoan Mộc Thương cũng chớp động dị sắc, nói. Vân Thiếu, lửa này. Lý Vân Tiêu sắc mặt như thường, đáp lại. Mọi người không nên chủ quan, những hủ thi này cơ bản không có lực công kích gì, hẳn là tàn khu lưu lại từ 10 vạn năm trước. Hủ thi võ đế thất tinh bạch tử phong ta gặp phải trước kia phải mạnh hơn đám này gấp trăm lần. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại từ khiếp sợ và đại hỉ, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu trở nên càng thêm kính sợ. Đoan Mộc Thương nói, hẳn là niên đại càng lâu, lực lượng càng yếu, những hủ thi này vào 10 vạn năm trước chỉ sợ cũng là tồn tại kinh thiên vĩ địa. 10 vạn năm qua Huyền Vũ Tinh Cung một mực phiêu đãng trong hư vô, cũng không có thi thể bổ sung vào, đằng sau có lẽ không còn bao nhiêu nguy hiểm nữa rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nói, Thương đại nhân tựa hồ đã quên thiên mê ảo cảnh a. Thân hình Đoan Mộc Thương đột nhiên run lên, trong mắt lộ ra thần sắc. Người còn lại cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, đều há to mồm, trở nên hoảng sợ. Sắc mặt Thái Thúc Tà Đình trầm trọng nói. Thiên mê cung tuy là ảo cảnh, nhưng bằng hữu vẫn lạc ở bên trong, liền thật sự vẫn lạc. Mục Trinh nói. Khó trách những thi lễ này đều là cấp thấp nhất, rất chênh lệch với ta nghĩ trước kia. Rất có khả năng là những thi lễ cao cấp kia sẽ khống chế những thi thể mới. Trong mắt Thái Thúc Tà Đình một mảnh lo lắng, khẽ nói. Nếu nói thế, vậy thì bố trí thiên mê cung, hoàn toàn là vì chế tạo tử thi. Nếu thật sự là như thế, vậy chủ nhân Huyền Vũ Tinh Cung này không khỏi quá mức tà ác đi nha. Đoan Mộc Thương nói, tất cả đều vẫn chỉ là suy đoán, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Hô, đột nhiên một tiếng hít thở trầm trọng vang lên, trầm thấp mà mục nát. Còn sống ta sống. Không gian chấn động, một thân ảnh hiện ra, toàn thân cháy đen. Sắc mặt khủng bố. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, người nọ chính là tên võ đế bát tinh trước kia muốn đoạt vị trí bị hắn giết chết. Là ngươi giết ta còn ta sống. Trong mắt hủ thi nổ bung, bắn ra hàn mang u lục, trong làn da trên mặt giống như có côn trùng đang bò lấy vậy. Phanh! Thân thể của hắn khẽ động, liền ép nổ không khí, lăng không chụp xuống. Một vòng xoáy màu xanh lá tràn đầy hủ khí xoáy trong tay, căm hận vọt lên. Đập xuống đỉnh đầu Lý Vân Tiêu, hét lớn. Chết, chết đi. Người đã chết, vì sao vẫn còn chấp niệm như vậy? Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, trong lòng bàn tay xoáy lên phong hỏa, lại đánh qua một chiêu đại phong xa. Phanh! Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau,
dư âm còn lại tán khắp bốn phương tám hương, trong đại điện lắc lư không thôi. Ngọn lửa kia rơi vào trên hủ thi, đốt khiến hắn nhe răng trợn mắt, cực kỳ thống khổ. Hắn lại cắn ra một cái, trong mắt bắn ra vẻ hung ác, chống lấy lực lượng ngọn lửa kia tiếp tục vọt lên. Xùy! Trên 10 ngón tay hủ thi bắn ra móng vuốt sắc bén. Đi chết đi! Oanh! Cánh tay kia khẽ huy động, trực tiếp biến thành như con giun khổng lồ, to đến một người ôm hết, rơi xuống chỗ đỉnh đầu Lý Vân Tiêu. Móng vuốt sắc bén càng cầm ra năm đạo vết cào đen kịt, trực tiếp cắt đứt cả không gian. Năng lực khủng bố chấn động ra, tầng tầng lớp lớp như sóng biển, một lớp còn hơn một lớp. Tuy rằng trở nên hung ác hơn không ít, nhưng thực lực cũng không tăng lên, sao có thể giết ta chứ? Lý Vân Tiêu dưới nguyên lực trùng kích kia, mặt không biểu tình, không loạn chút nào, chỉ một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo kiếm ý lạnh như băng chợt hiện ra. Nhất kiếm trảm thiên. Lãnh kiếm băng xương lóe lên ánh sáng màu lam, một tầng xương lạnh bỏ ra, kiếm ý bao la bát ngát. Xùy. Năm vết nứt không gian lập tức chôn vùi dưới kiếm khí, một đạo quang mang lam sắc ngang trời mà đi. Phanh. Cánh tay cực lớn kia cũng bị chém, liên tiếp nổ bung, vô số tiểu côn trùng như giáp xác từ bên trong chui ra, chạy loạn trên cánh tay đứt kia. Hủ thi thống khổ há to mồm, nhổ ra một ngụm thi khí. Vô số giáp xác trùng trên cánh tay thoáng cái mở ra cánh sau lưng, ông bay lên, như vô số con ruồi đánh tới trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nơi mi tâm mở ra thiên mục, dựng thẳng mắt, bắn ra ngoài một đạo hỏa tuyến. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Hỏa tuyến va chạm vào thi lễ, lập tức cháy lên, trong hỏa đoàn liên tục vang lên tiếng bạo liệt. Đột nhiên hai mắt Lý Vân Tiêu n co lại, bắn ra một đạo hàn quang. Cánh tay chộp mạnh tới trước. Ông! Năm ngón tay hư nắm lấy, không gian khẽ run lên, dưới lòng bàn tay được đế khí bao bọc của hắn, một đầu thi lễ u lục sắc đang liều mạng chớp động lấy cánh mỏng, muốn lao ra ngoài. Nó đúng là từ trong miệng hủ thi vọt ra, muốn vụng trộm xâm nhập chui vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Hủ thi sau khi mất đi thi lễ, thần sắc trên mặt thoáng cái đã ngây dại ra, trực tiếp rơi xuống từ trên không trung. Trong thân thể thối nát kia lập tức có đại lượng thi lễ đề dai lao ra, ông thoáng một cái tản khắp bốn phía. Đoan Mộc Thương ngưng tụ đôi mắt đẹp, phất tay chụp lấy. Bốn phía lòng bàn tay nổi một tầng sương mù hơi mỏng, như mộng như huyễn, có thải quang thoáng hiện, khiến cho người không thấy rõ bàn tay nàng. Phanh! Trường lực kia đánh lên hủ thi, sương mù chi khí lập tức tản ra, bắn xuyên qua bốn phương tám hướng, chụp chết hết tất cả thi lễ đầy trời. Toàn bộ hủ thi cũng thoáng cái văng tung tóe, chậm rãi tan rã trong sương khói kia, ngay cả hải cốt cũng không còn. Trong mắt Bắc Minh Nguyên Hải xẹt qua một tia kiêng kỵ, chậm rãi nói. Mờ ảo nhẹ nhàng, thay đổi bất ngờ, Ngũ La Khinh Yên trưởng thật là lợi hại, không biết Thương đại nhân và Ngọc công tử có quan hệ thế nào. Đoan Mộc Thương thu trưởng mà đứng, lạnh nhạt nói. Chính là gia huynh. Cái gì? Bắc Minh Nguyên Hải toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc kinh hãi, biểu hiện trên mặt thoáng cái biến ảo bất định. Người còn lại cũng quá sợ hãi, nhìn qua Đoan Mộc Thương tự đáy lòng bay lên kính sợ và kiêng kỵ cực độ. Một trong thập đại phong hào võ đế, thiên diễn võ đế Đoan Mộc Hữu Ngọc, lại là ca ca của nàng. Trong mọi người ở đây, ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, không ai mà không thấy sợ hãi. Bắc Minh Nguyên Hải lập tức cảm nhận được một loại áp lực không hiểu, toàn thân dâng lên cảm giác khô nóng. Ánh mắt Đoan Mộc Thương lại nhìn qua đầu thi lễ trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu, kinh hỉ nói. Vân Thiếu, đây chính là thủ lĩnh thi lễ sao? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, nói. Cái này phải hỏi Mục Trinh đại nhân rồi. Mục Trinh cũng nhìn chằm chằm vào đầu thi lễ kia, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nói. Chỉ tốt ở bề ngoài, ta cũng không dám khẳng định, sau khi nghiên cứu một phen mới có thể xác định. Lý Vân Tiêu nói. Vừa vặn, vậy đầu thi lễ này liền giao cho Mục Trinh đại nhân xử lý, đừng quên ước định giữa ta và ngươi đấy. Năm ngón tay hắn khẽ đảo. Một đạo kim quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một cái kim cầu bao lấy thi lễ kia, sau đó ném qua. Mục Trinh đại hỉ, hắc một tiếng liền chụp lấy, nắm ở trong tay quan sát, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Người còn lại sắc mặt đều cổ quái, lộ ra thần sắc xem thường. Loại vật này người bình thường đều tránh không kịp, hắn rõ ràng vui mừng, bộ dáng tràn đầy hứng thú như thế,
Ân. Mục Trinh đột nhiên nhíu mày, chỉ thấy Thi Lễ vốn đã an tĩnh trong tay đột nhiên trở nên luống cuống, dốc sức liều mạng vỗ cánh mỏng. Một cổ thi khí nhàn nhạt từ trên người đầu côn trùng kia tràn ra, hóa thành ánh sáng lăng liệt, chém tới tứ hướng, muốn phá tan kim cầu do đế khí ngưng tụ thành. Chuyện gì xảy ra, trên người thứ này truyền đến cảm xúc cực kỳ luống cuống và thô bạo. Mục Trinh một tay nâng cầm lên, có chút khó hiểu. Đùng đùng. Trên đại điện cách đó không xa đột nhiên truyền đến thanh âm, một đạo ánh sáng ngăm đen hiển hiện trên không trung, như một hạt vừng, không ngừng tản mát ra hắc mang như lôi điện. Điểm đen kia ngày càng lớn, mấy hơi thở đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như một cái miệng đen kịt, bên trong truyền đến thanh âm ông ông. Phốc! Thi Lễ trong tay Mục Trinh tựa hồ lực lượng tăng mạnh, thoáng cái đã phá tan tiểu cầu màu vàng cai, từng vòng hủ khí tản ra dưới tần suất vỗ cánh cực cao của nó. Thi Lễ sau khi thoát ra, không chỉ có không trốn, ngược lại trực tiếp chui vào trong cánh tay Mục Trinh. Mục Trinh biến sắc, cũng không bối rối, chỉ nói khẽ. Khải! Trên cánh tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thủ tí màu nâu đậm, Thi Lễ thoáng cái đâm lên thủ tí, chấn ra kim quang yếu ớt, liền bị bắn ra. Thi Lễ kia tựa hồ có chút linh tính, sau khi bắn ra liền không tiếp tục công kích nữa, mà vỗ cánh bay đi xa xa. Hừ, để ngươi chạy đi vậy thì thật là trò cười rồi. Khóe miệng Mục Trinh nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng, năm ngón tay chụp tới trước. Bắn ra năm đạo ánh sáng màu xanh, phi tốc đan vào trên không trung, hóa thành một tấm mạng nhện bao phủ lấy Thi Lễ kia, tùy ý nó giãy giụa như thế nào cũng khó có thể thoát được trói buộc. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Mục Trinh đại nhân, đầu Thi Lễ này nếu bị bóp chết đi, chỉ sợ giá trị cũng không lớn. Ân. Mục Trinh khó hiểu hừ một tiếng, đồng tử liền co lại, một tầng cho mông chi khí hiển hiện trong hai mắt, nhìn vào trong đoàn hào quang đen kịt ở phía xa xa. Chỉ thấy lỗ đen lớn cỡ nắm tay kia còn đang không ngừng mở rộng, bên trong truyền đến đại lượng thanh âm ông ông. Nháy mắt một cái, liền phát hiện hàng trăm hàng ngàn Thi Lễ hiển hiện, giống như đúc đầu lúc trước. Sao lại nhiều như vậy? Lúc này dù là hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Võ giả còn lại cũng bắt đầu kinh hãi, nghĩ đến sự lợi hại của Thi Lễ, toàn thân chợt phát lạnh. Ở sau lưng hàng trăm hàng ngàn Thi Lễ kia chậm rãi hiện ra đại lượng bóng người. Nguyên một đám lộ ra chân dung, đúng là những võ giả cùng bọn họ đi đến lưỡng giới sơn. Giờ phút này mặt mày đều âm trầm, mang theo màu xanh nhạt, trong hai tròng mắt đều là hủ khí, không có một tia sinh cơ. Ọt ọt, không người khẽ nuốt nước bọt, những Thi Lễ này và võ giả này vừa xuất hiện, liền mang đến cho bọn hắn áp lực cực lớn, như một ngọn núi đè lên ngực mỗi người, khó có thể hô hấp. Thì ra là hàng vỉa hè. Sắc mặt Mục Trinh cũng trở nên ngưng trọng, nhưng năm ngón tay vẫn chụp xuống, lập tức thanh lưới hóa thành lưỡi dao sắc bén, rảo sát tới chính giữa. Phanh một tiếng, con Thi Lễ kia lập tức phấn thân toái cốt. Lần này phiền toái lớn rồi. Thái Thúc Tà Đình trầm giọng nói. Hy vọng mọi người có thể buông các loại thành kiến, toàn lực ứng phó, chính thức liên thủ kháng địch, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Đoan Mộc Thương nói. Tà Đình đại nhân nói rất đúng, đặc biệt là cường giả võ đế cao giai, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Mục Trinh ngẩng đầu lên, nói. Vân Thiếu, chiêu đài phong xa vừa rồi của ngươi, có thể khắc chế những Thi Lễ và hủ thi này sao? Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Hiệu quả khắc chế tự nhiên có, chỉ là những Thi Lễ và hủ thi này so với trước đều cường đại hơn, không có hiệu quả kinh người như vậy đâu. Hơn nữa khiến cho ta lo lắng chính là... Trong hắc động kia tựa hồ còn thứ lợi hại hơn nữa. Đoan Mộc Thương nói. Vân Thiếu suy nghĩ giống ta, đầu não của những Thi Lễ này sợ rằng vẫn còn trong lỗ đen kia. Hừ, trước hết nghĩ xem làm sao đối phó những vật này đã, thực lực chỉnh thể của đối phương tựa hồ còn hơn chúng ta a. Bắc Minh Nguyên Hải hừ lạnh nói, trên mặt một mảnh lạnh như băng, nói. Ta thập phần đồng ý với lời Thương đại nhân, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Những cường giả võ đế cửu tinh như hắn căn bản không chút hoang mang, cũng không có nguy hiểm mang tính thực chất nào xuất hiện, nhưng đối với những võ giả khác mà nói, nguyên một đám đã sớm biến sắc rồi. Nếu không được che chở thì đối mặt với hàng trăm hàng ngàn Thi Lễ và hủ thi buông xuống, không ai có thể nắm chắc mình sống sót được cả. Bắc Minh Nguyên Hải đột nhiên đưa ra vấn đề này, là vì hiện giờ có hơn một nửa võ giả, đều nằm dưới sự che chở của Bắc Minh Huyền Cung hắn rồi,
bằng vào lực lượng một mình hắn rất khó làm được gì. Mục Trinh mỉa mai nói. Thật có lỗi, tại hạ thực lực có hạn, chỉ vừa đủ bảo vệ mình thôi. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh nhạt nói. Mục Trinh đại nhân thực lực thông thiên, thần thông mục gia càng khiến cho người ghé mắt mà nhìn, có thể đảm đương trách nhiệm được. Hắn rất rõ tính nét Mục Trinh, lập tức đánh ra một cái mã thí tâng bốc. Mục Trinh biết rõ là mã thí tâng bốc, nhưng vẫn tay phải nắm tay, đặt ở bên miệng ho khan vài tiếng, nói. Quá khen, dễ nói dễ nói. Đoan Mộc Thương vui vẻ nói. Huyền âm chi khí của Nguyên Hải đại nhân, tăng thêm thần hỏa nghịch thiên của Vân Thiếu, phối hợp lại tất nhiên có thể tạo được kỳ hiệu. Thêm vào những võ đế cao giai chúng ta, trận chiến này tất thắng. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Vừa rồi trên căn bản là một mình ta ra tay, hiện giờ ta cũng nên nghỉ ngơi, xem Nguyên Hải đại nhân phát huy rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, liền từ bay xuống từ không trung, trực tiếp ôm hai tay trước ngực đứng trên mặt đất, tựa hồ không có ý định xuất thủ. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh lùng nói. Thiếu đi ngươi lão phu không thể thu thập những cặn bã này sao? Chẳng qua chỉ biết phun lửa mà thôi, ngươi không khỏi quá đề cao bản thân rồi. Đoan Mộc Thương có chút đau đầu, biết rõ hai bên có ân oán sâu đâm, cũng không bắt buộc, nói. Tà Đình đại nhân, có thể bố xuống một đạo cấm chế, bảo đảm an toàn cho mọi người không? Nàng còn có một băn khoăn, bên phía mình nếu chết nhiều một người, đối phương liền nhiều ra một người tương ứng, thật sự vô cùng hậu hoạn. Thái thúc Tà Đình tự nhiên cũng nghĩ đến này điểm, nói. Lão Phu có thể bố trí xuống một bộ ngũ lệnh kiếm kỳ trận, có lẽ sẽ có hiệu quả. Đoan Mộc Thương đại hỉ nói. Vậy thì tốt quá. Thái thúc Tà Đình gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp dài, đánh mấy đạo quyết ấn vào đó, lập tức bay vụt ra năm đạo hào quang. Trong hào quang hiện ra năm chuôi bảo kiếm, long cong thoáng một phát liền cắm ở bốn phía, trong đó một thanh lưu ở chính giữa, du du lắc lắc rơi xuống, bị Thái thúc Tà Đình chụp vào tay. Trong tay kia lại một mặt tử kỳ, lăng không triển khai. Ngũ kiếm theo đó đua tiếng, từng đạo kiếm khí dâng lên, hội tụ thành biển trên không đại điện, chậm rãi trải rộng ra, ngưng tụ thành một đạo kết giới, chợt lóe lên rồi biến mất. Sau khi làm xong tất cả, Thái thúc Tà Đình cắm tử kỳ lên mặt đất, trong tay niết kiếm quyết, hai mắt khép hờ lại. Trên mặt tất cả võ giả đều lộ vẻ vui mừng, trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của trận này, đều cực kỳ cảm kích đối với Thái thúc Tà Đình. Mục Trinh lại chằm chằm vào phía trước, nói. Kỳ quái, những vật này sao vẫn không nhúc nhích, thật giống như thời gian tĩnh chỉ vậy, không đến mức sợ chúng ta đấy chứ. Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng hơi co lại, hồ nghi nói. Vừa rồi trong lỗ đen còn mơ hồ có khí tức khủng bố tràn ra, nhưng bây giờ tựa hồ đã biến mất vô tung rồi. Đoan Mộc Thương nhíu mày lại. Một tay bấm niệm pháp quyết trên không trung, mỗi một động tác đều thật chậm, sau 9 lần biến hóa liền lăng không điểm xuống. Lập tức chỉ mang chớp động, đột ngột xuất hiện một cái phù văn màu bạc cổ quái, chợt lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt phù văn màu bạc xuất hiện, trong mắt Đoan Mộc Thương khẽ hoảng hốt, thân hình nhìn không được run lên một cái, quát. Tất cả mọi người cẩn thận. Bắc Minh Nguyên Hải trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Đoan Mộc Thương ngưng trọng nói. Vừa rồi ta tính toán qua, là đại hung thi cốt như núi hiện ra. Vì sao lại vậy? Bắc Minh Nguyên Hải cả kinh, những thi lễ và hủ thi trước mắt, tuy rằng số lượng đông đảo, hơn nữa khí thế kinh người, nhưng khuyết thiếu cao thủ tuyệt đỉnh, muốn diệt cũng chỉ tốn nhiều tay chân một chút thôi. Đột nhiên trong trận pháp đùng thoáng một phát chớp động. Một đạo hắc mang hiển hiện, bắn ra hồ quang như tia chớp, ngưng tụ thành một cái tiểu cầu màu đen. A. Trong nháy mắt tiểu cầu xuất hiện, một gã võ giả gần đó nhất lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể không hiểu thoáng một cái bị hủ hóa, trở nên âm trầm đáng sợ. Không tốt, mọi người kinh hãi, xôn xao thoáng một cái liền tản ra, rời xa quang cầu màu đen kia. Quang cầu truyền đến tiếng ông ông, trong chốc lát đã bay ra từng phiến thi lễ, phóng đi khắp tứ phía. Nguy rồi, thứ này trực tiếp truyền tống vào được. Tất cả mọi người đều dùng mình, hoảng hốt tán đi bốn phía. Nhưng tốc độ thi lễ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã có đại lượng võ giả trúng chiêu, liên tiếp kêu lên thảm thiết. A, à, mọi nơi lập tức hỗn loạn, bọn người Đoan Mộc Thương cũng trợn mắt há hốc mồm, thoáng cái không kịp trở tay, mà ngũ lệnh kiếm kỳ trận Thái thúc Tà Đình bố trí càng triệt để vô dụng. Không tốt, bên ngoài cũng bắt đầu tiến công.
chỉ thấy xa xa đám thi lễ và hủ thi, cũng thoáng cái hành động, tốc độ cực nhanh, lách mình mấy cái đã vọt tới trước. Mà trong trận pháp ngoại trừ thi lễ công kích, những cường giả bị hủ hóa cũng bắt đầu biến thành địch nhân, dương nanh múa vuốt tìm kiếm mục tiêu khắp nơi. Cả đám người lập tức hỗn loạn, các loại hào quang bắn lên, tiếng quát chói tai và kêu thảm thiết lan tràn, thoáng cái đã chém giết thành phiến. Súc sinh, tất cả chết đi. Bắc Minh Nguyên Hải dưới cơn kinh sợ, trong mắt tuôn ra hàn tinh, trong song trưởng một mảnh huyền âm chi khí, nhẹ nhàng múa lên trong đám người. Hủ thi bị trưởng lực của hắn đập trúng, lập tức đông lại, cả người hoàn toàn mất đi cơ năng, mà ngay cả thi lễ cũng bị chết cóng. Thái Thúc Tà Đình cũng kinh sợ hét lớn một tiếng, trong tay vũ động bảo kiếm, kiếm thế bốn phía hợp lại, lập tức hóa ra vô số kiếm quang, mạnh mẽ vọt tới đám thi lễ và hủ thi ở bên ngoài. Mọi người không nên giấu giốt, đều liều mạng đi. Phương Sử cũng hét lớn lên, chiến thương vừa ra, dùng tốc độ cực nhanh đâm tới đám thi lễ bay tới ở trên không trung. Lần này ngay cả Lý Vân Tiêu cũng ngồi không yên nữa, đang định ra tay thì đột nhiên toàn thân chấn động. Chỉ thấy lỗ đen vốn cỡ nắm tay bên trong trận pháp thoáng cái lớn như cối xay, từ bên trong truyền ra khí tức khủng bố. Theo cổ hơi thở này xuất hiện, những thi lễ và hủ thi kia thoáng cái trở nên càng thêm thô bạo, chiến lực tăng mạnh. Thi lễ vương, trong đó là thi lễ chi vương. Mục Trinh hai mắt sáng ngời, vừa mừng vừa sợ, nhưng càng nhiều nữa là hưng phấn. Đột nhiên một đạo bạch quang chớp động, trên không hắc động hiện ra thân ảnh Đoan Mộc Thương, quát. Không thể để cho nó đi ra. Đoan Mộc Thương hai tay bay múa, từng đạo quyết ấn màu vàng đánh vào trong hắc động, lập tức một tầng kim quang mông mông bịt trước hắc động, phong tỏa khí tức thi lễ chi vương lại. Tà Đình đại nhân, nàng sau khi đánh vào một đạo quyết ấn cuối cùng chợt hô to một tiếng. Thái Thúc Tà Đình thu lại kiếm thế trên tay, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm nghị, quát. Thi ẻo rõ, trường kiếm hắn đâm vào mặt đất, lập tức mặt tử kỳ kia bay lên, vọt tới chỗ hắc động. Tử kỳ phấp phới, trên đó hiện ra một đoàn kim tuyến, chậm rãi kéo dài ra. Một cái hô hấp phía dưới đã hiện ra một hung thú đồ, giống như đang sống vậy, truyền đến trận trận tiếng hô. Đồng thời kiếm quang bốn phía ngưng tụ, trong chốc lát dũng mãnh lao tới trung ương. Bốn thanh trường kiếm thoáng cái hiển hiện ở chung quanh lỗ đen, ánh sáng lạnh diệu diệu, kết xuất một đạo kiếm phù, đặt ở phía trên lỗ đen. Xu thế mở rộng của lỗ đen bỗng chốc bị kềm chế lại. Phanh! Ngay khi mấy người nhẹ nhàng thở ra thì đột nhiên lồng ngực một gã võ giả lập tức nổ bung, tạc ra một cái lỗ đen giống như đúc. Sau đó cả người thoáng một phát bị hút vào trong động, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lúc hắc động kia xuất hiện chỉ chừng cỡ nắm tay, thoáng cái đã bành trướng thành như cối xay, hai đạo hào quang u lục sắc chớp động ở trong đó. Thái Thúc Tà Đình đột nhiên cảm thấy một cổ hơi lạnh bốc lên từ sướng sống lưng, da chợt run lên không hiểu, đây là một loại tính cảnh giác bản năng võ giả. Xuy, hắc động kia lập tức biến mất, như hóa thành một đạo hắc mang chạy, dùng tốc độ cực nhanh lóe lên rồi biến mất. Nguy hiểm, vài đạo thanh âm đồng thời vang lên, đều hoảng sợ nhìn về phía Thái Thúc Tà Đình. Đạo hắc mang kia lập tức xuất hiện ở trên không Thái Thúc Tà Đình, đập mạnh xuống. Thái Thúc Tà Đình mặc dù không bắt kịp tốc độ hắc mang, nhưng trước kia đã sớm có dự cảm, cho nên vẫn một mực cảnh giác. Giờ phút này trường kiếm dương lên, mấy đạo ấn quyết bắn ra từ thân kiếm, bốn chuôi bảo kiếm áp chế bên hắc động kia cũng thoáng cái bay lên, năm kiếm lăng không, liền chém tới hắc mang kia. Phanh! Trên thân năm kiếm tách ra cường quang chói mắt, bị hắc mang kia ép xuống. Ở trong kiếm quang, hắc mang đã sớm không thấy nữa, chỉ một đầu thi lễ lớn chừng trẻ mới sinh, lợi cánh mở ra, trên đó chớp động lên hắc sắc chi khí, vô số chân mảnh khảnh đặt ở kiếm. Sắc mặt Thái Thúc Tà Đình đại biến, chỉ cảm thấy lực lượng trên năm kiếm quá nặng, khiến hắn khó có thể trèo chống, liền lui về sau một bước, phanh một tiếng dẫm nát mặt đất dưới chân. Thi lễ chi vương. Mục Trinh hưng phấn kêu to lên, trong mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nháy mắt khi thi lễ chi vương hiện thân, tất cả thi lễ và hủ thi trong đại điện tựa hồ không tự chủ được run lên. Năm kiếm chi quang thoáng cái đã bị áp chế xuống, Thái Thúc Tà Đình sắc mặt đại biến nắm lấy tử kỳ bên người, tế tới. Trên tử kỳ truyền đến tiếng gầm gừ của hung thú. Phốc phốc, thi lễ chi vương chấn động hai cánh, không gian bốn phía lập tức nghiền nát, vô số khe hở rậm rạp chẳng chịt kéo dài ra, cờ xí lập tức bị cắt đứt nát bấy.
rầm 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 phanh, bốn thanh trường kiếm cũng bị chấn khai ra. Ngay khi Thái Thúc Tà Đình sinh tử một đường, đột nhiên sương mù bạch mông mông từ bốn phía bay lên. Một bàn tay ngọc phấn trắng nõn xuyên thẳng qua trong đó, hai ngón tay nhặt hoa, không phải hoa không phải vụ, nhẹ nhàng xinh đẹp đánh tới trên người Thi Lễ Chi Vương. Thi Lễ Chi Vương kia tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, hai cánh chấn động, vô số không gian vỡ vụn, cắt tới chỗ ngọc thủ. Nhưng khiến cho người kinh hãi chính là, bàn tay như ngọc trắng chụp xuống, những nơi xương trắng đi qua, những vết nứt không gian kia đều bị vuốt lên, giống như bàn ủi ủi thẳng nếp gấp vậy. Thân hình Thi Lễ Chi Vương run lên, liền xông lên, trong miệng lộ ra cưa răng sắc bén như nhận, vừa mới động đã cắt nứt không gian, đón lấy xương trắng lao lên. Phanh! Không gian đại chấn, hắc bạch nhị sắc chi lực khủng bố kích động ra, vô số linh áp chân khắp bốn phương tám hướng, trong đại điện một mảnh run rẩy. Hai cổ lực lượng bất phân thắng bại, trực tiếp phân đại điện thành hắc bạch song sắc. Xèo, xèo CKIT, T, T. Thi Lễ Chi Vương kia tự hồ bị tổn thương, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm bén nhọn, hai cánh chấn động cao tần, gần như trong suốt. Vô số Thi Lễ và Hủ Thi đều bỏ qua chiến đấu, từ bốn phương tám hướng bay tới, xông đánh tới Đoan Mộc Thương. Đặc biệt là trên trăm Hủ Thi kia, chúng lập lòe trên không trung, nhiều như cá giết sang sông, mang đến cho người một loại trùng kích thị giác cực kỳ buồn nôn. Giữa Hủ Thi chính là hàng ngàn Thi Lễ, tiếng vang ông ông tràn khắp trong điện. Tất cả võ giả đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vô luận như thế nào cũng không nhẹ nhõm được, hoảng sợ nhìn qua những xương trắng bị Hủ Thi nhảy vào. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân run lên, không tự chủ được giật mình một cái, chỉ cảm thấy vô cùng băng hàn, giống như lập tức rơi vào hầm băng vậy. Băng hóa ngọc thủy! Thanh âm Bắc Minh Nguyên Hải sâu kín vang lên, toàn bộ không gian tựa hồ lập tức ngưng kết. Động tác tất cả Hủ Thi thoáng một cái trở nên chậm chạp lại. Sắc mặt hắn âm trầm, trong hai tròng mắt tuôn ra hàn tinh, năm ngón tay lăng không chụp xuống, một cổ sức mạnh to lớn mênh mông kích động ra, hàn khí khủng bố đánh tới bốn phía. Vân như nhứ, toàn bộ đại điện đột nhiên rung động lắc lư, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một mảnh trắng xóa, toàn bộ hầm băng lập tức sụp đổ, như hoàn vũ điên đảo, càn khôn trọng tẩy. Rầm rầm rầm. Vô số Hủ Thi và Thi Lễ lập tức bạo chết, còn những đầu cường đại thì mặt ngoài làn da đều bao trùm một tầng băng xương, không ít nơi đều bị rạn nứt. Bắc Minh Nguyên Hải sau một kích, trong mắt tàn khốc không giảm, hai tay giao nhau trước người, một đạo băng hoàn hiện ra, chìm nổi bất định. Ngàn dặm giang sơn, tóc dài phiêu động phía sau hắn, trên người lóe lên hàn tinh, sát ý ngang nhiên. Năm ngón tay chướng lên, khắp thành một ấn quyết cổ quái, điểm tới Thi Lễ Chi Vương kia. Không biệt chướng. Vù vù. Trong băng tuyết thiên địa, tựa hồ có gió lạnh gợi lên, vô số băng tinh ngưng kết lại, hóa thành một cây trường trụ, đâm mạnh tới trước. Ầm ầm. Hai cổ linh áp chi lực của Đoan Mộc Thương và Thi Lễ Chi Vương lập tức mất đi cân đối, hắc quang đột nhiên tan vỡ, vỡ vụn trên bầu trời. Băng trụ ngang trời mà qua, két thoáng một phát đâm vào vỏ cứng sau lưng Thi Lễ, không ngừng nghiền nát, hơn nữa ép Thi Lễ Chi Vương lui ra xa vài trăm thước. Giống giống. Trên bầu trời còn có vài chục cỗ Hủ Thi còn chưa chết, tuy rằng toàn thân như cháo băng xương, nhưng đều gào thét lớn phóng tới Bắc Minh Nguyên Hải. Xương trắng mông mông tản ra, thân ảnh Đoan Mộc Thương hiện ra, tuy rằng mặt được che bởi lụa mỏng, nhưng trên trán vẫn chảy ra chút mồ hôi lạnh, trong đôi mắt cũng xẹt qua một tia mỏi mệt. Hừ, một đám phế vật, lúc còn sống bổn tọa cũng chưa từng để mắt các ngươi, hiện giờ chết rồi, càng chẳng làm nên chuyện gì được. Bắc Minh Nguyên Hải hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người bỗng nhiên ngưng ra một thanh bích sắc đao ảnh, vòng quanh chém tới bốn phía. Hóa ảnh đao. Một đạo bích ảnh xoáy ra, bang bang, chém qua mấy cỗ Hủ Thi kia, toàn bộ không gian trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Mấy chục cỗ Hủ Thi lập tức vỡ ra, nhưng lại không, nửa người trên vẫn dương nanh múa vuốt, nửa người dưới hai chân đạp loạn. Trong lúc đó xa xa đầu Thi Lễ Chi Vương kia toàn thân run lên. Trong miệng thốt ra tiếng kêu xèo. Xèo chói tai. Động tác tất cả Hủ Thi thoáng cái ngừng lại. Mặt ngoài làn da bao trùm một tầng băng xương, ba cái vỡ tan, từ bên trong chui ra vô số tiểu Thi Lễ, phát ra tiếng vang ông ông. Những Thi Lễ này bởi vì trốn trong Hủ Thi cường giả nên đã tránh được hàn âm chi khí trước kia. Bắc Minh Nguyên Hải ngưng tụ ánh mắt, năm ngón tay chụp vào hư không,
lập tức một đoàn băng vân hiển hiện bốn phía tay hắn, đánh mạnh tới trước. Ầm ầm, giống như tuyết lở, sương bay đầy trời. Trên người những tiểu thi lễ kia đột nhiên hiện ra gợn sóng màu đen, từng vòng nhộn nhạo ra, vô số đầu trọng điệp cùng một chỗ, như nước ao bị thổi gợn lên vậy. Lý Vân Tiêu trong lòng hơi kinh, dưới gợn sóng màu đen nhộn nhạo kia, thi lễ đang lần lượt biến mất. Mà xa xa trên người thi lễ chi vương cũng tản ra lực lượng, tựa hồ sinh ra cộng minh. Xôn xao, sương bay đầy trời, sương thoáng cái chấn lên những hủ thi kia, nguyên một đám như nhân hình băng điêu, đã triệt để đóng băng ở đó rồi. Những thi lễ còn chưa kịp biến mất cũng lập tức kết thành băng tinh, triệt để mất đi sinh cơ. Không gian bốn phía thi lễ chi vương như hạt mưa rơi xuống, gợn sóng màu đen tản ra, những tiểu thi lễ kia nguyên một đám hiện ra. Ông ông ông, tiếng hô đầy trời vang lên, hàng hàng thi lễ bay tới bay lui, sau khi quấn vài vòng đều bay thấp tới trên người thi lễ chi vương, lóe lên vậy mà toàn bộ đều không thấy đâu nữa. Thân hình thi lễ chi vương lại run rẩy vài cái, lên nhanh mấy vòng, hóa thành chừng cái cối xay, chi tiết cấu tạo trên người đều hiện lên rõ ràng. Liếc nhìn lại, bộ dáng cổ quái buồn nôn kia thật khiến cho người sởn hết cả gai ốc. Lại bị nó hấp thu mất, có chút ý tứ. Ngay khi mọi người buồn nôn và sợ hãi, Mục Trinh lại có chút hăng hái quan sát, khiến mọi người đều cảm thấy khinh thường. Đoan Mộc Thương biến sắc, nói. Lực lượng của nó tăng lên thật lớn, mọi người phải cẩn thận. Nàng trước kia đánh một chiêu với thi lễ chi vương, cơ hồ là tám lạng nửa cân, hiện giờ lại tăng lên sợ rằng khó chống lại được nữa. Thái Thúc Tà Đình nói. Như thế cũng tốt, tránh cho phân ra vô số con sâu nhỏ. Nếu khó đối phó như vậy thì mọi người cùng nhau xông lên đi, mục tiêu giờ chỉ có một thôi. Tất cả mọi đều đồng cảm, không có những thi lễ kia, lòng đều thoáng an định lại không ít. Lúc tiến vào đại điện thời điểm có hơn trăm người, trải qua một hồi ầm ĩ, đã trực tiếp vẫn lạc non nửa, chỉ còn 7-80 người, nhưng đều là cường giả chân chính cả. Mục Trinh kêu lên, tất cả mọi người nhớ lưu thủ, ngàn vạn đừng đánh chết nó. Sắc mặt mọi người trầm xuống. Nội tâm đều thầm nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định phải đánh chết nó. Kỳ quái, thứ này sao lại trở nên yên tĩnh rồi? Đoan Mộc Thương cau mày nói. Chẳng lẽ nó cũng hao tổn thật lớn, đang khôi phục thực lực sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không phải, sau khi hấp thu những tiểu thi lễ kia, lực lượng nó hiện giờ đã đạt tới đỉnh phong, cũng không phải khôi phục lực lượng. Ta có một dự cảm bất hảo, có thể phiền toái lớn đã đến rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình, tất cả đều nhìn về phía hắn. Mục Trinh nháy mắt, nói. Phiền toái lớn gì, thứ này tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta chỉ cần phái ra mấy người, là có thể hoàn toàn thu phục nó rồi. Lý Vân Tiêu nói. Đây cũng là chỗ phiền toái lớn mà ta nói. Mọi người có nhớ tới chữ Trần Tà vừa rồi không, thần phù trên Trấn Tà Chi Bi vừa rồi để làm gì? Đây chính là thập giai thần phù. Chẳng lẽ chỉ dùng để trấn áp thứ này thôi sao? Mục Trinh không cho là đúng nói. Thứ này đã sống hơn 10 vạn năm, lực lượng đã sói mòn đi quá nhiều rồi. Đổi lại 10 vạn năm trước, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đánh thắng được đâu. Lý Vân Tiêu nói. Ta ban đầu cũng cho rằng như vậy, nhưng hiện giờ hoàn toàn không dám gật bừa. Các ngươi xem vật ấy có linh trí không? Nếu 10 vạn năm trước nó là vật thần cảnh thì tất nhiên đã mở ra linh trí. Cho dù hiện giờ cảnh giới ngã xuống, ít nhất linh trí vẫn còn. Hơn nữa điểm xấu trước kia thương đại nhân tính toán chỉ có trình độ này sao? Mục Trinh sững sờ, sắc mặt cũng trở nên cổ quái, nói. Ý của ngươi là nói, ở đây còn có thứ lợi hại hơn nữa chưa đi ra sao? Trong lòng Đoan Mộc Thương cũng chấn động, quẻ bói trước kia vẫn còn quanh quẩn trong lòng nàng, chưa từng tán đi. Bất luận như thế nào, trước tiên phải giải quyết đầu thi lễ chi vương này đã. Ai muốn ra tay cùng thiếp thân? Nhiều người tay tạp, chừng 5 người là thích hợp nhất. Mục Trinh nói. Thứ này lão phu có hứng thú, tính ta một người đi. Người còn lại đều bắt đầu trầm mặc, tuy nói cùng thuyền cùng độ, nhưng cũng không ai muốn tự dưng xuất lực dẫn đến nguy hiểm cả. Đoan Mộc Thương nói. Vân Thiếu có hứng thú không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Đương nhiên không có. Trong mắt Đoan Mộc Thương tựa hồ lộ ra vẻ cười khổ. Không thể tưởng được đối phương lại như vậy, nàng đành phải nhìn về phía Bắc Minh Nguyên Hải, nói. Nguyên Hải đại nhân, ngài thân là Túc Lão Bắc Minh Huyền Cung,
hiện giờ phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm đương đại nhiệm đấy. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh nhạt nói. Lão Phu vừa mới ra tay hao phí thật lớn, để Phương Sử đi thôi, dùng năng lực của hắn nhất định có thể trợ thương đại nhân. Phương Sử vừa thu lại chiến thương, dáng người hiên ngang tiến đến, một cổ khí khái hào hùng bức người. Đoan Mộc Thương gật đầu nói. Lại đến hai vị bằng hữu tương trợ đi. Liên tiếp hô vài tiếng, đều không người ứng. Trong mắt Đoan Mộc Thương hiện lên tức giận, lạnh lùng nói. Thiếp thân thân là nữ tử, cũng biết cái gì là đạo nghĩa không chùn bước. Chư vị đều là hán tử, lại không người nào dám nghênh chiến. Nếu như thế, vậy thì thiếp thân cũng chỉ cầu tự bảo vệ mình là được, thì lễ chi vương này cứ để nó đi đi, dùng thủ đoạn thiếp thân, còn sống rời đi vẫn có một phần nắm chắc đấy. Thái Thúc Tà Đình nói. Lão Phu có một đề nghị, không bằng từ giờ lấy thương đại nhân cầm đầu, bất luận kẻ nào cũng phải tiếp nhận thương đại nhân điều khiển. Chỉ có như thế, mới có thể cùng vượt qua cửa ải khó thôi. Lời này vừa ra, mọi người liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lấy, ý kiến không đồng nhất. Bắc Minh Nguyên Hải nói. Thương đại nhân thần cơ diệu toán, lại túc trí đa mưu, chỉ cần có thể xử sự công bình, Lão Phu đồng ý chuyện này. Hắn vừa đồng ý, lập tức mảng lớn người cũng không còn ý kiến nữa. Lý Vân Tiêu cũng nhẹ nhàng gật đầu, dưới loại cục diện này, không có một người nào đứng ra lãnh đạo thì hoàn toàn chính là chia rẽ, trước kia dễ dàng bị Thi Lễ đánh chết non nửa người, chính là ví dụ sờ sờ ra đó. Còn có vài tên cường giả nhíu mày lại, hiển nhiên lòng có không muốn, nhưng đại thế sở hướng, cũng không tiện lên tiếng. Đoan Mộc Thương chớp động mắt đẹp, thấy không có người phản đối, nhân tiện nói. Nếu mọi người đã nguyện đề cử thiếp thân cầm đầu, vậy thiếp thân liền tạm giữ chức này, nếu có người không phục điều khiển, xin mời tự động rời đi. Bắc Minh Nguyên Hải nói. Lão Phu nguyện ý nghe điều khiển. Những người trong lòng hơi có không phục nghe vậy, sắc mặt chợt biến hóa. Đoan Mộc Thương thoáng nhìn qua, tiện tay chỉ tới một gã nam tử râu quai nón, nói. Vị này hẳn là chủ nhân Thành Ngạn Nam, Đỗ Vũ Thành đại nhân đúng không? Bốn phía vang lên tiếng động xôn xao, đều lộ ra kinh hãi. Đỗ Vũ Thành mặt không biểu tình, chỉ tiến lên phía trước mấy bước, nói. Tại hạ nguyện ý nghe theo thương đại nhân điều khiển. Đoan Mộc Thương nói. Làm phiền rồi. Nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người một gã lão giả phúc hậu, nói. Vị bằng hữu kia có lẽ chính là Tất Hạo Đãng đại nhân gần đây thanh danh lên cao a. Lúc này càng xôn xao thật lớn. Tất Hạo Đãng gần đây hung danh lan xa, toàn bộ Bắc vực cơ hồ không người không biết. Tất Hạo Đãng cười hắc hắc, hai tay ôm trước người để xuống, nói. Lão Phu cũng vui vẻ ý nghe thương đại nhân điều khiển. Đoan Mộc Thương nói. Như thế liền đã đủ rồi. Liền do năm người chúng ta đi vây quét Thi Lễ Chi Vương kia, Nguyên Hải đại nhân, Vân Thiếu, hai người các ngươi thì phụ trách lược trận là được. Hai người đều nhướng mày. Hiển nhiên đối với việc bị sai phái cảm thấy có chút không thoải mái. Lý Vân Tiêu nói. Được, thương đại nhân yên tâm. Bắc Minh Nguyên Hải cũng hừ thoáng một phát, cũng không nhiều lời. Đoan Mộc Thương nói. Như thế liền không có sơ hở nào rồi, chúng ta lên đi. Nàng đi đầu thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở hơn 100 mét, đến trên không Thi Lễ lớn chừng cối xay kia, ngưng mắt nhìn xuống. Sau đó liền bấm hai ngón tay. Trực tiếp lăng không điểm xuống. Xuy. Một đạo chỉ mang bắn xuống, tinh hỏa hơi hóe lên. Thi Lễ Chi Vương một mực đều bất động đột nhiên thân thể thoáng một phát hoảng hốt, liền chỉ để lại tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Uống. Không trung xẹt qua một đạo thương mang, kích bắn ra 10 trượng, điểm tới một chỗ hoảng hốt trên không trung. Phanh. Không gian chỗ kia nổ bung, hàn khí bắn ra bốn phía, nhưng không thấy thân ảnh Thi Lễ. Thứ này rất sẽ lẫn mất, Lão Phu có một đồ chơi nhỏ vừa hay có thể phát ra công dụng. Mục Trinh cười cười, trong tay lóe lên bạch quang, một thanh phi đao xoáy lên. Hắn một tay phi tốc kháp chỉ, điểm lên một cái, quát. Đi! Phi đao kia vòng vo vài vòng, liền một bắn đi, chém tới một chỗ không gian. Xùy! Không gian chỗ kia thoáng cái hoảng hốt, thân ảnh Thi Lễ Chi Vương hiện ra, cánh mỏng chấn động. Liền một quạt tới một cổ kình khí, chấn khai phi đao. Sau đó thân thể thoáng cái trở nên bắt đầu mơ hồ, lần nữa biến mất tại chỗ. Phi đao kia sau khi bị đánh bay, quấn một vòng trên không trung, lại cổ quái bổ tới một chỗ không gian khác.
Đương! Một đạo linh áp chấn khai, chỗ phi đao chém xuống, thân ảnh thi lễ chi vương lập tức hiển hiện, giáp sát trên người bị đánh một cái, cũng không có gì lo ngại. Đoan Mộc Thương vui vẻ nói. Đao này thần diệu, có thể tự động truy tung công kích. Hắc hắc! Mục Trinh đắc ý cười ha hả, nói. Đáng tiếc công kích quá yếu, bất quá truy tung chi thuật vô song, tăng thêm chất liệu bản thân cứng rắn dị thường, chuyên phá ẩn nặc thuật. Như thế là đủ rồi. Đỗ Phú Thành thân ảnh thoáng cái chớp động, trực tiếp đánh ra một quyền, phương hướng đúng là chỗ phi đao kia chém xuống. Dưới quyền kình, không gian bốn phía bị đè ép thành phiến, trùng điệp xuống tiết điểm kia. Oanh! Một cổ lực lượng nổ bung, thi lễ chi vương bay ra, hai cánh chấn cực kỳ lợi hại. Tựa hồ đã bị chọc giận, trực tiếp phóng tới Đỗ Vũ Thành. Đỗ Vũ Thành cũng không hoảng loạn, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ thành một phương ấn ký hình tròn, trên đó hiện ra huyết sắc, ấn mạnh xuống. Phanh! Ấn quyết kia trực tiếp đánh lên người thi lễ, ngăn lực trùng kích của nó lại, nhưng không thể ngăn hoàn toàn, thi lễ chi vương bỗng nổ tung vọt ra. Đỗ Vũ Thành biến sắc, hai ngón khép lại bấm niệm pháp quyết, một đạo kiếm quang từ trong hư không bắn ra, chém lên. Phanh! Thi lễ chi vương trong miệng thốt ra một đạo hắc quang, oanh diệt kiếm khí, tựa hồ đã nhắm vào Đỗ Vũ Thành, đuổi sát không buông. Sắc mặt Đỗ Vũ Thành trầm xuống, dưới chân chớp động ánh sáng màu xanh, thoáng cái hóa ra vô số tàn ảnh, phân không rõ chân thân. Phương sử quét chiến thương qua, một đạo băng ngấn xẹt qua trời cao, lập tức điểm lên trên người thi lễ chi vương. 3. Chỗ mũi thương điểm ngưng ra một khối băng tinh. Thoáng cái đông cứng non nửa thân thể thi lễ chi vương. Sau đó một đạo hồng mang lăng không rơi xuống, lại là một khối cục gạch tứ phương, trên đó vàng chói, hơn nữa không ngừng có phủ văn bắt đầu khởi động. Oanh! Cục gạch nện mạnh lên đầu thi lễ chi vương, toàn bộ không gian rung mạnh, một cổ lực lượng kinh khủng tản ra. Không tốt! Không trung hiện ra thân ảnh Tất Hạo Đãng, hắn lăng không chụp một cái liền cầm chặt cục gạch, cấp tốc lui về phía sau, trong miệng vội quát. Thứ này muốn tự bạo rồi. Oanh! Vừa nói xong, trên người thi lễ chi vương đã lóe lên hắc quang, đột nhiên nổ bung. Một cổ lực trùng kích lan khắp bốn phương tám hướng, năm người đều giật mình, vội vàng tránh ra. Cổ xung lượng này kém hơn không ít so với mọi người dự đoán, nhưng khiến cho người hoảng sợ chính là, vừa nổ tung vậy mà tạc ra thiên thiên vạn vạn tiểu thi lễ, phô thiên cái địa phóng vào trong đám người. Mọi người hoảng hốt. Nhao nhao cảnh giác lui về phía sau. Không trung chớp động một đạo nhân ảnh, Lý Vân Tiêu vừa sải bước ra, trên người giấy lên liệt hỏa hừng hực, phần phật dưới cương phong lực, hình thành một đạo hỏa diễm vòi rồng, bay tới bảy thi lễ như mọc thành phiến kia. Đùng đùng, mảng lớn thi lễ đều nổ bung dưới ngọn lửa này. Những vật này vốn đã bị hỏa khắc chế, huống chi là thập giai thần hỏa, còn có sự can trường của thái cổ cương phong, cơ hồ vừa đụng vào đã bỏ mạng. Rầm rầm, những thi lễ kia cũng không phải vật ngu xuẩn, lúc này phát hiện tình huống không đúng liền phi tốc lui về sau. Ánh mắt Lý Vân Tiêu trầm xuống, hai tay huy trưởng, đẩy tới phía trước. Vòi rồng chi diễm cấp tốc đuổi theo đốt lấy bảy thi lễ, đẩy ngàn vạn thi lễ kia vào một góc đại điện, không thể trốn chạy. Mục Trinh vội vàng kêu lên. Đừng đốt cháy hết. Hừ, Lý Vân Tiêu nghĩ đến diệu pháp linh mục, hừ lạnh thoáng một phát liền thu thế lửa lại. Đột nhiên đồng tử hắn co rút lại, một cổ lực lượng kinh khủng nổ bung dưới vòi rồng do bản thân hắn điều khiển. Lập tức sáu đạo kiếm khí cực kỳ lăng lệ ác liệt bắn đến. Không tốt, kiếm khí cực mạnh, nhanh như tia chớp, cực kỳ khủng bố. Trong hai mắt Lý Vân Tiêu hiển hiện dị lực, mạnh mẽ uốn chuyển không gian, thân thể lấy tư thế cực kỳ cổ quái bẻ qua, tránh đi một kiếm. Năm người khác sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thần thông, từng người đón đánh. Lý Vân Tiêu hoảng sợ nhìn lại, dưới ngọn lửa đốt sạch kia, chậm rãi lộ ra một đạo bóng người đen kịt. Mà những thi lễ chưa chết kia lại nhao nhao bay về phía một chỗ, trong khoảnh khắc lần nữa hóa thành thi lễ chi vương, chỉ có điều khí tức yếu đi quá nhiều. Thi lễ chi vương thoáng cái bay thấp xuống, im im lặng lặng dừng lại ở dưới chân đạo nhân ảnh kia, tựa hồ lộ ra thập phần nhu thuận. Đoan Mộc Thương cả kinh nói. Chủ nhân Huyền Vũ Tinh Cung. Người nọ không trả lời. Hỏa diễm dần dần biến mất, tướng mạo người nó cũng hiển lộ ra, toàn thân thối rữa không thôi, lại cũng là một cỗ hủ thi. Chỉ bất quá hắn rõ ràng khác với hủ thi lúc trước, trong đôi mắt thanh tịnh kia không hề bận tâm,
hiển nhiên có linh trí cực cao. Trong miệng thi lễ chi vương không ngừng phát ra thanh âm xèo. Xèo, không biết như muốn tố cái gì, nhưng lộ ra hưng phấn dị thường, đi tới đi lui dưới chân hủ thi. Hào quang trong mắt hủ thi bỗng xoay chuyển, tuy rằng ánh mắt thanh tịnh, nhưng tựa hồ đã rất lâu không gặp người, lộ ra có chút ngốc trệ, một cổ thanh âm ru ru nặng nề từ trong miệng hắn truyền ra. Đã bao nhiêu năm? Đoan Mộc Thương nghiêm mặt nói. Nếu các hạ là chủ nhân Huyền Vũ Tinh Cung, như vậy đã qua 10 vạn năm rồi. 10 vạn năm. Trên mặt hủ thi lộ thịt nhão, nhìn không ra bất luận biểu lộ gì, chỉ có một đôi mắt, mới có thể để lộ ra một chút cảm xúc. Các ngươi tới làm gì? Đôi mắt hủ thi chuyển động, đảo qua trên người mỗi người, người bị hắn nhìn vào, đều là lạnh run một cái. Đoan Mộc Thương nói. Thiên cơ vận chuyển, Huyền Vũ Tinh Cung tái hiện trong lưỡng giới sơn, chúng ta hết sức tò mò, cho nên đặc biệt đến điều tra. Trong mắt hủ thi tựa hồ có chút giật mình, kéo lấy thanh âm nặng nề, nói. Huyền Vũ Tinh Cung tái hiện trong lưỡng giới sơn, nơi này không phải hư vô không gian, mà là thiên võ giới sao. Trong ánh mắt không hề bận tâm kia bắt đầu nhộn nhạo ra rung động, hiển lộ ra chấn động cực độ trong lòng. Đoan Mộc Thương ngưng tụ mắt đẹp, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, trầm giọng nói. Các hạ là người phương nào? Chính là chủ nhân tinh cung sao? Trên tròng mắt hủ thi xẹt qua tinh mang, quét qua trên người mọi người, tựa hồ lộ ra thần sắc cổ quái, không đáp mà hỏi. Dưới phiến thiên không này, thật sự đã không còn thần cảnh sao? Người bị ánh mắt của hắn điểm qua, đều chỉ cảm thấy thân hình chấn động, tựa hồ có loại cảm giác bị triệt để nhìn thấu. Mà hắn mà nói, càng làm khiến mọi người kinh hãi không thôi. 10 vạn năm trước, đúng là thời đại cường giả thần cảnh bắt đầu tiêu vong. Đoan Mộc Thương kinh hãi nói. Các hạ nói ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã thấy? Hoặc là bản thân chính là thập phương thần cảnh sao? Trong ma thủ thi chuyển động thoáng một phát, thoáng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mái vòm đại điện, tựa hồ muốn xuyên thấu thời không. Trên mặt thối giữa kia lộ ra thần sắc phức tạp, biến hóa bất định. Trong mắt lồi ra tuy rằng xấu xí đáng sợ, lại lóe ra mây đen, phảng phất đuổi theo thời gian, lưu lại dấu vết tuế nguyệt. Các hạ nói đi, nghe lời vừa rồi, tựa hồ biết rõ bí mật vì sao thiên võ giới không cách nào thành thần, mong rằng nói cho mọi người chúng ta biết một chút. Bắc Minh Nguyên Hải có chút thiếu kiên nhẫn rồi, hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt âm độc và ngưng trọng, trong mắt lộ vẻ khát vọng. Thành thần, không thể nghi ngờ là truy cầu suốt đời của tất cả cường giả. Mỗi người đều trầm mặt, hào khí áp lực dị thường, tuy có gần 100 người, lại yên tĩnh đến đáng sợ. Thái Thúc Tà Đình nói. Còn có chuyện Huyền Vũ Tinh Cung, tại hạ cũng phi thường cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể cùng các hạ điều tra. Mục Trinh lại suy nghĩ, nói. Đầu thi lễ này của ngươi có bán hay không? Hủ thi. Mục Trinh ho khan hai tiếng, nói. Lão phu nguyện ý dùng giá cao thu mua, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt đâu. Hủ thi có chút thâm tình nhìn thi lễ chi vương một cái, yêu thương nói. 10 vạn năm qua, nhờ có ngươi cùng ta. Thi lễ chi vương hưng phấn toát ra, thoáng cái bay lên, thân hình biến nhỏ một chút, trực tiếp đáp xuống trên bờ vai hủ thi, dùng cánh mỏng kia không ngừng cọ sát lấy gương mặt thối nát. Hình ảnh này khiến người sởn hết cả gai ốc, mà trên mặt hủ thi lại là một mảnh ôn nhu, thò tay vỗ vỗ trên đầu thi lễ chi vương vài cái. Một đám khói xanh màu xanh nhạt từ trong tay hủ thi xông ra, vừa nhìn đã biết là vật kịch độc, mà mắt thi lễ chi vương lại lóe lên, thập phần vui vẻ. Lý Vân Tiêu đột nhiên trong lòng khẽ động, nói. Các hạ chẳng lẽ 10 vạn năm trước đã biết rõ thiên địa khác thường, cho nên phong ấn bản thân, trốn vào hư vô thế giới, để tránh đã bị liên quan đến sao? Hắn từ trong miệng đế giả biết rõ, phiến thiên không này sở dĩ không hề có cường giả thần cảnh là vì thiếu khuyết thập phương quy tắc. Năm đó tất nhiên thiên địa đã phát sinh qua biến đổi lớn, mới thành ra như thế. Người còn lại mặc dù không rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, nhưng toàn thân cũng chấn động, tựa hồ nhận đồng quan điểm của Lý Vân Tiêu. Hủ thi phục hồi tinh thần lại, buồn bã nói. Không nên đoán bậy, ta cũng không phải là chủ nhân Huyền Vũ Tinh Cung, hơn nữa ta cũng rất muốn biết, vì sao Huyền Vũ Tinh Cung đột nhiên về tới lưỡng giới sơn đây. Cái gì, ngươi cũng không phải chủ nhân nơi đây sao? Đoan Mộc Thương trong lòng cả kinh, có chút sợ hãi nói. Vậy chủ nhân đâu rồi? Có còn sống không? Gương mặt hủ thi thoáng cái trở nên kỳ quái,
suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói. Có lẽ chết rồi nha. Trong mắt hắn quét qua trên thân mọi người, nói. Rời khỏi trần thế quá lâu, trước hết cho ta biết một chút về chuyện 10 năm qua đi. Hắn giơ tay lên, chụp vào không trung. Lập tức một đạo vòng xoáy hiển hiện ở bốn phía Đoan Mộc Thương đang ở trước nhất, lập tức nhiếp lấy nàng. Hủ Thi năm ngón tay chụp lại, đạo vòng xoáy không gian kia tính cả Đoan Mộc Thương cùng nhau bay tới chỗ hắn. Dừng tay. Sắc mặt Đoan Mộc Thương đại biến, từ thần thái âm lãnh và ngữ khí lạnh lùng của Hủ Thi kia mà xem, tựa hồ muốn trực tiếp siêu hồn rồi. Nàng khẽ quát một tiếng, hai tay đánh tới trước, một đoàn đoạn đái trăm điệp xuyên hoa như tuyết nguyệt quang hoa lưu động, chút xuống, duỗi dài ra hơn 10 trượng. Đoạn đái bay múa quanh thân, lập tức một mảnh ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen bách điệp vỗ cánh, múa thu xương, cả người hóa thành điệp trung tiên tử. Vòng xoáy xoay tròn kia thoáng cái bất động, toàn bộ không gian chi lực đều vỡ nát dưới phiến cánh thải điệp. Đoan Mộc Thương vừa thu lại đoạn đái, bạch quang lóe lên, liền thả người thối lui, thoáng cái trở lại trong đám người. Trong mắt tràn đầy tức giận và cảnh giác, cùng Hủ Thi kia xa xa tương trì. Các hạ đây là ý gì? À, trong các ngươi cũng không thiếu cao thủ, dưới thiên không này cũng coi như là cường giả rồi. Ta không có ý muốn động thủ với các ngươi, tùy tiện đến một người để cho ta siêu hồn, hiểu tình huống thiên võ giới hôm nay một chút là được. Hủ Thi chậm rãi nói, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đoan Mộc Thương tức giận hừ nói. Nếu chỉ cần hiểu tình huống, không cần ảnh hưởng tới nhân mạng. Hủ Thi nói. Chậm rãi hỏi quá phiền toái. Đoan Mộc Thương lạnh lùng nói. Thật có lỗi, không ai lại nguyện ý bị ngươi siêu hồn đâu. Hủ Thi gật đầu, nói. Trong dự liệu, dù sao không ai muốn chết cả. Những lời này nói xúc động sâu đậm, trên mặt thối nát vậy mà hiện ra một mảnh cảm khái. Nhưng dù sao vẫn có người phải chết. Tất cả mọi người đều cực kỳ cảnh giác, toàn bộ cẩn thận đề phòng lấy. Hủ Thi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên. Vậy thì để ta tự động thủ đi, ngủ say 10 vạn năm, vũ kỹ của ta không biết còn dùng được không nữa. Tựa hồ đang cố gắng nhớ lại võ kỹ. Nhưng tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng vạn phần, vài đạo kiếm quang vừa rồi, đã không kém gì tất cả cường giả ở đây rồi. Ân, nhớ ra một ít. Cũng không biết đủ không đây. Hủ Thi dùng tay nâng cầm lên, hào quang trong mắt càng ngày càng sáng loáng sáng, tựa hồ linh tính đang không ngừng trở về, nói. Các ngươi thật sự không có ai nguyện ý hy sinh sao? Ta thật sự không muốn giết người đâu. Lý Vân Tiêu nhìn không được mỉa mai nói. Thật sự không muốn giết người. Thiên Mê Cung và những thi lễ kia giết bao nhiêu người, thi lễ này cũng là sủng vật của ngươi a, giờ còn giả trang thánh nhân gì chứ? Hủ Thi nhìn Lý Vân Tiêu, hơi sững sờ, lập tức gật đầu nói. Lúc trước thiết kế của tinh cung là vì chọn đời cách ly với ngoại giới, chìm vào trong hư vô để tránh bị người xâm nhập, không thể tưởng được rốt cục vẫn phải có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, sợ rằng đoàn người năm đó, đều không ngờ tới a. Đoàn người năm đó. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lãnh đạm nói. Nói chính là những tán tu lưỡng giới sơn sao? Nói như vậy. Các hạ cũng là một trong các tán tu lưỡng giới sơn năm đó sao? Sắc mặt Hủ Thi trầm xuống, tựa hồ tức giận dị thường. Trên tròng mắt tuôn ra hung quang, bởi vì trong mắt hắn cơ hồ đều đã lộ ra bên ngoài nên toàn bộ gương mặt đều giống như lộ ra sát khí. Đoan Mộc Thương thấp giọng nói. Vẫn theo như an bài trước kia, năm người chúng ta đi đầu thăm dò thực lực người này, Nguyên Hải Đại Nhân và Vân Thiếu Lược Trận, người còn lại tùy thời nghe theo điều khiển. Tất cả mọi người gật đầu, biết rõ kế tiếp hẳn sẽ là một hồi ác chiến. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào Hủ Thi Ia, lạnh lùng nói. Sao hả, ngay cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận sao? Chết! Sắc mặt Hủ Thi một mảnh sát ý, trong miệng thốt ra một chữ. Cũng không thấy hắn có động tác như thế nào, một đạo kiếm khí u lục sắc liền bắn ra, trực tiếp chém về phía Lý Vân Tiêu. Không gian lập tức bị phách liệt. Một cổ lăng liệt chi ý lăng không ép xuống. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, con người bỗng nhiên co lại, bên trong kiếm khí kia không chỉ lăng lệ ác liệt dị thường, hơn nữa mang theo tính ăn mòn rất mạnh, tựa hồ trời sinh đã có kịch độc vậy. Uống! Trên người hắn cũng có kiếm khí phá thể mà ra, hàn quang lóe lên bốn phía, chém ra kiếm mang uy áp của đối phương, thân thể thoáng một cái lắc lư, liền chỉ để lại tàn ảnh, biến mất tại chỗ.
Phanh! Đạo kiếm quang lục sắc kia lập tức xuyên thấu tàn ảnh thân thể Lý Vân Tiêu, chém ra phía sau, trực tiếp đánh vào trên thạch bích đại điện, lưu lại một đạo vết kiếm. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, trong nội tâm dùng mình. Vừa rồi đánh một trận với Thi Lễ, bao nhiêu người thi triển thần thông, cũng khó có thể lưu lại nửa điểm dấu vết trong đại điện, mà một kiếm tùy ý của Hủ Thi này đã lăng lệ ác liệt như vậy. Lên! Đoan Mộc Thương thấy Hủ Thi nổi giận ra tay, lập tức hiểu rõ đây là Lý Vân Tiêu đang cố ý chọc giận đối phương, thân ảnh của nàng lóe lên liền xuất hiện ở trên không mái vòm, bách điệp xuyên hoa cẩm văn đoạn đái tản ra mà xuống. Phảng phất một đạo bạch hồng lăng không, từ trên trời cao hạ xuống. Đoạn đái bồng bềnh dịu dàng, trong đó hồ điệp bay múa, sắc thái lộng lẫy, như một mảnh bách hoa viên, không chỉ không có sát khí, ngược lại còn hơi có vài phần tiên khí. Nhưng Hủ Thi kia khẽ nhấc trong mắt, vung tay lên, một ngón tay điểm xuống, lập tức lục mang lóe lên, kiếm khí ngang trời. Xuy! Một đạo kiếm khí lục sắc trực tiếp bắn xuống, chém trọn cả bách hoa viên thành hai nửa, càng có độc tố trực tiếp dính trên đoạn đái, loại linh quang nhẹ nhàng phiêu giật kia thoáng cái biến mất. Đoan Mộc Thương cả kinh, vội vàng thu hồi đoạn đái, chỉ thấy trên đó một mảnh lục ban, không ngừng bốc lên khói độc. Nàng kinh hãi, hai tay xé lấy, lập tức xé đi một đoạn bị nhiễm độc, quát to. Cẩn thận kịch độc dưới kiếm khí của hắn, nó có thể ăn mòn huyền khí cửu giai đấy. Bách điệp xuyên hoa đái chính là một kiện huyền khí cửu giai, tuy rằng phòng ngự so với huyền khí kim loại phải kém hơn không ít, nhưng công kích rất mạnh, không nghĩ đến lại bị hỏng dễ dàng như thế, khiến nàng cảm thấy đau lòng không thôi. Hắc! Trong hư không một hồi cười lạnh, một cánh tay thò ra, chụp lấy cục gạch đập tới đỉnh đầu Hủ Thi kia. Cục gạch kia ở trên không trung biến thành đủ mọi màu sắc, kim ngân luân chuyển, ép khiến không gian cũng hãm xuống. Trong mắt Hủ Thi lóe lên hào quang, lộ ra có chút kinh dị, vung tay lên chảo thành nắm đấm, đánh tới. Ầm ầm, một cổ lực lượng bá đạo cuồng tuyệt chấn khai, hào quang trên cục gạch lập tức tối xuống. Trong hư không lần nữa thò ra một tay, lập tức kết ấn, trên cục gạch kia bay lên một đạo hồng mang, hóa thành một thanh ngũ sắc chi kiếm. Tất Hạo đáng hiện thân, đâm xuống một kiếm. Đương! Hủ Thi ngưng tụ hai ngón, nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy mũi kiếm, chấn khiến trên thân kiếm không ngừng nhộn nhạo ra kim ngân ngũ sắc, từng vòng chém tới trên người hắn. Xuy 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 xuy! Kiếm khí trùng kích lấy thân thể Hủ Thi, quét sạch làn da thối rửa buồn nôn trên người hắn, không ngừng có thịt nát hôi thối chấn ra. Hủ Thi tựa hồ bất phi sở động, phản phất kiếm khí chấn động ra kia giống như gió nhẹ vậy. Hắn chấn định tự nhiên không hề nhúc nhích, dưới hai ngón tay một mảnh u lục, trực tiếp niết lấy mũi kiếm, ăn mòn lấy ngũ quang thập sắc kia. Tất Hạo đáng biến sắc, tay trái chụp mạnh, như từ trong không khí trực tiếp rút ra vạn điểm quang hoa, ngưng tụ thành kính ở trong lòng bàn tay, thoáng cái chiếu tới. A! À, Hủ Thi nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt 10 vạn năm không thấy ánh sáng đột nhiên đau nhức, vội vàng uốn đầu lại. Khuông nhiên! Mặt kính chấn động. Hào quang lăng lệ ác liệt dị thường thoáng cái ngưng thực, hóa thành kiếm quang chém xuống. Mà giờ khắc này không gian sau Hủ Thi run lên, thân ảnh phương sử hiện ra, chiến thương điểm xuống, một đạo bạch mang qua khe hở, đâm tới chỗ trái tim Hủ Thi. Hủ Thi hoàn toàn liều mạng sau trường thương, gào thét ngưng tụ một quyền đánh tới kính quang kia. Phanh! Bảo kính trong tay Tất Hạo đãng lập tức nghiền nát, cả người cũng bị trùng kích, trong cơ thể một cổ khí huyết vọt lên yết hầu. Hắn muốn lui thân xuống, nhưng huyền khí bổn mạng cục gạch của mình còn bị đối phương cầm trong tay nên không dám bỏ qua. Lập tức thoáng cái này sinh ác độc, lần nữa bấm niệm pháp quyết đánh vào trên thân kiếm, kim ngân song sắc phóng đại, xông đánh tới Hủ Thi. Phốc! Đột nhiên nơi trung tâm trái tim Hủ Thi nổ bung lên, một mũi thương đâm ra, hơn nữa trên lồng ngực lập tức kết băng. Mọi người ở đây đang đại hỉ lại đột nhiên phát hiện băng cứng màu trắng kia lập tức hóa thành u lục. Không chỉ có như thế, trên chiến thương của phương sử cũng bắt đầu bị màu xanh lá che kín. Mau lui nhanh. Thân ảnh Lý Vân Tiêu thoáng cái hiển ra trên không trung, kinh quát. Đây là lục độc. Mấy người cũng không rõ cái gì là lục độc, nhưng không cần Lý Vân Tiêu nhắc nhở, cũng đã cảm nhận được bất thường. Phương sử thoáng cái buông trường thương ra, cả người bay ngược ra sau. Chuôi chiến thương kia lập tức hóa thành một mảnh màu xanh sẫm. Phanh một tiếng chấn khai khỏi người Hủ Thi, đâm ngược về phía hắn. Mà trên mặt Tất Hạo đãng lại cực kỳ khẩn trương,
đối phương tựa hồ hoàn toàn không chịu buông cục gạch của hắn ra, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ có thể giữ mạng trước. Hừ, muốn đi, dù sao cũng phải lưu lại một người, là ngươi đi. Hủ Thi khinh miệt nhìn Tất Hạo Đãng, thân ảnh khẽ động liền kéo lấy khoảng cách, một chưởng chụp về phía bộ ngực của hắn. Một đoàn độc khí màu xanh sẫm tản ra bốn phía lòng bàn tay, trực tiếp đột phá hộ thể đế khí của Tất Hạo Đãng, nhẹ nhõm dị thường. Phanh! Đột nhiên một đạo ngũ sắc chi quang từ trên người Tất Hạo Đãng tỏa ra, ngưng tụ thành một mặt kết giới chi lực, đẩy độc khí kia ra. Cái gì? Trong mắt Hủ Thi lóe lên tinh mang, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Chỉ thấy trong kết giới ngũ sắc kia, một mặt tiểu kỳ bạch sắc như ẩn như hiện. Trong nháy mắt này, Tất Hạo Đãng lập tức bỏ qua cục gạch, thối lui trăm mét, ống tay áo hất lên, một đạo bạch quang thu vào. Sắc mặt hắn cực kỳ trắng bệch, chỉ thấy cục gạch hóa kiếm của mình cũng giống với chiến thương của Phương Sử, đã thành một mảnh loang lổ lục sắc rồi. Nếu không phải mình kịp thời tế ra nguyên tố ngũ hành kỳ, sợ rằng giờ đã bị biến thành Hủ Thi rồi. Vào thời khắc này, không trung đột nhiên một mảnh kim quang mông mông, thân ảnh Đỗ Vũ Thành hiện ra, trong mắt tuôn ra vẻ giận dữ, quát to. Đi chết đi! Hắn lúc ban đầu vẫn treo ở phía trên không thi thuật, chuẩn bị một hồi lâu, một cổ lực lượng mênh mông buông xuống. Hai tay kháp ra hai đạo hoàng phù, lan ra bên người, lập tức trong kim quang tuôn ra hư ảnh một tòa thành trì nhỏ, trực tiếp đè ép xuống dưới. Những người khác lập tức nhìn ra, hư ảnh tòa thành kia chính là thành Ngạn Nam. Không khỏi đều trở nên kinh hãi. Thân là thành chủ thành Ngạn Nam, Đỗ Vũ Thành không biết thông qua bí thuật gì lại trực tiếp cách không vạn dặm, rút lấy lực lượng cả tòa thành trì trấn áp xuống. Dưới sức mạnh to lớn như thế, mặc dù là cường giả cửu tinh đỉnh phong cũng phải tan thành mây khói. Hủ Thi quả nhiên trầm xuống, lần đầu lộ ra vẻ kiêng kỵ. Thi lễ chi vương trên bờ vai cũng thoáng cái rung động lắc lư, hai cánh cổ động, một cổ khí tức ngăm đen vần quanh quanh thân. Hủ Thi một tay bấm niệm pháp quyết, ngưng ra một cái phù văn cổ quái đánh vào trong hắc khí kia, lập tức một đạo hắc mang quấn ra, một cổ kiếm khí kinh khủng bay lên. Chẳng biết lúc nào, thì lễ chi vương kia lại hóa thành một thanh trường kiếm ngăm đen, bị Hủ Thi nắm trong tay. Từng đạo âm phù tối nghĩa khó hiểu từ trong miệng hắn thốt ra, trên thân kiếm không ngừng bốc lên phù văn màu xanh lá, tất cả đều là do độc khí ngưng tụ thành. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại. Trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, hắn trông thấy rõ ràng trên trường kiếm ngăm đen kia hiện ra bốn chữ cổ triện to, nhất kiếm vạn thế. Da đầu hắn tê dần, lộ ra thần sắc khó có thể tin, hoảng sợ nhìn qua Hủ Thi kia. Kiếm quang ngăm đen và độc khí thảm lục sắc chớp động trên trường kiếm, kiếm ý khủng bố càng ngày càng mạnh, phảng phất phá tan gông xiềng quy tắc thiên địa, thoáng cái toàn bộ trên đại điện đều nhộn nhạo. Nhãn quang Hủ Thi lóe lên, nhìn qua thanh kiếm ngăm đen kia. Lộ ra vẻ vui mừng, cười to nói. Ha ha, ta nhớ ra rồi, người gọi là vạn thế ngự kiếm. Thành trì màu vàng mông mông kia bị chống đỡ dưới kiếm ý khủng bố, không thể rơi xuống. Đỗ Vũ Thành trong lòng hoảng hốt, toàn bộ gương mặt đều trở nên vặn vẹo, trên trán đổ đầy mồ hôi. Lực lượng trên kiếm kia còn đang không ngừng tăng cường, phảng phất vô cùng vô tận, không có kết thúc. Mỗi người đều dựng đứng tóc gáy. Cảm nhận được một loại sợ hãi vô biên, uy áp cực lớn khiến bọn hắn không chịu nổi. Thân ảnh Bắc Minh Nguyên Hải lóe lên, lập tức hiển hiện trên không trung, hét lớn. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay đánh chết hắn. Hắn không nói hai lời, thân hình mở ra, một mảnh thế giới huyền âm màu xanh ra trời hiển hiện sau lưng, ngưng tụ lại. Phiên Nhược Kinh Hồng. Đúng là một trong thiên ngoại tam thức, thi triển ra kinh thiên động địa. Uy thế còn trên cả lực lượng một thành của Đỗ Vũ Thành. Đoan Mộc Thương cũng nhanh bóng bấm niệm pháp quyết, xương trắng mông mông mà lên, một chiêu ngũ la khinh yên trưởng, hóa xuất ra trưởng ảnh trên không trung, trực tiếp lăng không chụp xuống. Các loại chiêu thức võ kỹ thoáng cái đều tách ra, bách hòa tể phóng khiến người hóa mắt, trong đại điện một mảnh rung chuyển, trở nên hoảng hốt bất định, khó có thể thừa nhận gần trăm người đồng loạt ra tay. Kiếm khí mênh mông cũng theo đó ngưng tụ, tựa hồ đã bị cự áp. Đang không ngừng thu nhỏ lại. Đột nhiên, một âm thanh sâu kín vang lên, hắc mang chợt xé trời. Nhất ngự vạn thế, bát lăng chiếu ảnh, định thần vi kiếm. Kiếm ý bỗng nhiên nổ bung, phảng phất có kiếm khí vô tận vượt qua cổ kim mà đến, lực lượng khủng bố đột phá thời không buông xuống. Ầm ầm, sức mạnh to lớn vô biên đẩy ra, đại điện Huyền Vũ Tinh Cung đột nhiên nghiền nát,
lực trùng kích lan tràn ra bốn phương tám hướng, mảng lớn khu kiến trúc chôn vùi trong đó. Giờ phút này tinh không triển lộ, tinh quang dưới lực lượng khủng bố kia cũng trở nên ảm đạm, vô số bụi bặm tan hết, không ít bóng người vọt ra. Một kích kinh thiên động địa kia không biết bao nhiêu người bị chết, võ giả còn sống vừa thấy tinh không, lập tức đại hỉ bỏ chạy ra ngoài. Xa vào vũng nước đục này quá nguy hiểm, có thể nhặt về một mạng rời đi, tất cả mọi người đều cuồng hỉ, nào còn dám dừng lại thêm chứ. Nhưng trên trời cao đột nhiên hiện ra kết giới chi lực, thoáng cái ngăn cản mọi người lại. Cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng hốt, kinh sợ nổi giận công kích lên trời cao, lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Chuyện gì xảy ra, kết giới ai bố trí xuống? Tất cả mọi người đều giận điên lên, sau khi công kích một lúc mới dần dần tỉnh táo, nguyên một đám sắc mặt âm trầm. Giờ phút này khu vực tinh cung mảng lớn bị hủy, ở trong khe núi lưỡng giới sơn, trải rộng hàng trăm hàng ngàn tế đàn, cấu thành tinh vực chi trận. Mà nam tử Hủ Thi đang đứng trên một tế đàn trong đó, thân hình hư thối trở nên càng thêm vô cùng thê thảm, có chất lỏng buồn nôn chảy ra từ trong làn da nứt nẻ của hắn. Khí tức trên thân càng hoảng hốt bất định, tựa hồ dưới một kích vừa rồi, cũng đã bị thương không nhỏ. Ngoại trừ 3-40 người chuẩn bị chạy ra trên bầu trời, còn có hơn 10 người cũng phân bố trên tế đàn, sắc mặt đều trắng bệch, lạnh như băng nhìn chằm chằm nam tử Hủ Thi kia. Dưới một kích khủng bố vừa rồi, lại có một nửa người phấn thân toái cốt, trực tiếp bỏ mạng. Ngực nam tử Hủ Thi không ngừng phập phồng lấy, mở lớn miệng thở, trên tròng mắt không ngừng lập lòe lục mang. Mà hơn 10 người kia lại bình tĩnh hơn nhiều, tuy dốc sức một kích, nhưng cũng không bị bao nhiêu tổn thương. Đoan Mộc Thương lạnh lùng nói. Các hạ xem ra đã cùng đường mạt lộ rồi. Nam tử Hủ Thi hắc một tiếng, nói. Các ngươi muốn giết ta. Đoan Mộc Thương nhíu mày, lạnh giọng nói. Là ngươi muốn giết chúng ta à, đừng nói ngược lại. Nam tử Hủ Thi nói. Hắc hắc, ta chẳng qua chỉ muốn bắt một người siêu hồn mà thôi. Cũng không muốn giết các ngươi. Hiện giờ chết bao nhiêu người như thế, giá trị sao? Đoan Mộc Thương lạnh giọng nói. Thà rằng chết trận, cũng sẽ không có ai nguyện ý bị ngươi siêu hồn, nếu ngươi có thể thúc thủ chịu trói, chúng ta cũng sẽ không hạ sát thủ. Ha ha, ha ha. Nam tử Hủ Thi tựa hồ sau một kích vừa rồi, linh tính đã triệt để trở về, ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói. Chỉ bằng vào đám hậu bối vô tri các ngươi, cũng muốn giết ta. Ngây thơ. Phanh. Vạn thế ngự kiếm trong tay hắn thoáng cái nứt vỡ, hóa thành vô số thi lễ, ông bay quanh đầy người hắn. Trên người nam tử Hủ Thi đột nhiên trở nên một mảnh u lục, độc mang chiếu rọi, những thi lễ kia cũng nguyên một đám biến xanh, trên lông cánh mang theo kịch độc. Mọi người biến sắc, loại độc khí này tựa hồ lăng lệ ác liệt, dị thường, ngay cả huyền khí cửu giai cũng có thể ăn mòn. Trên mặt Mục Trinh lộ vẻ kinh ngạc, nói. Độc mang này chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu cũng ngưng trọng dị thường, nói. Không cần hoài nghi nữa, đúng là lục chi độc. Lục chi độc. Trước kia hắn nói ra hai chữ lục độc, mọi người cũng không biết rõ, giờ phút này không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong hai tròng mắt tuôn ra vẻ hoảng sợ. Trong mắt Đoan Mộc Thương cũng tràn đầy rung động, cả kinh nói. Thất huyễn lục yểm. Một trong đại diệt tuyệt chí tôn ngũ độc sao? A, không thể tưởng được còn có người nhận ra. Nam tử Hủ Thi cũng nhếch miệng, toàn bộ gương mặt thấp thoáng dưới lục sắc, trở nên càng thêm dữ tợn. Mà càng khiến cho trong lòng mọi người phát lạnh chính là thi lễ đầy trời tất cả đều nhiễm lên loại lục sắc này, tựa hồ trở nên cực kỳ khủng bố. Những thi lễ này cũng không phải bình thường, chúng vốn là phân thân của thi lễ chi vương mà thôi. Bị giết chết cũng chỉ tiêu hao một chút năng lượng của thi lễ chi vương thôi. Mà ta chính là chủ nhân thi lễ vương, lễ trùng đầy trời phối hợp với thất huyễn lục yểm của ta, coi như là đại thành hàng tỷ người, cũng có thể tàn sát hết trong khoảnh khắc. Trong hai mắt nam tử Hủ Thi tuôn ra độc sắc, hai tay giao nhau trước người, đẩy mạnh tới trước quát. Đi! Ông! Thoáng cái vô số thi lễ vang lên, phóng tới hơn 10 người ở bốn phía, như vô số đom đóm dưới trời sao. Yêu dị xinh đẹp, lại mang đến cho người chí mạng. Sắc mặt Bắc Minh Nguyên Hải trầm xuống, quát. Phiên Nhược Kinh Hồng. Dị tượng hiển hiện, cự đồ minh mông triển khai, một mảnh huyền âm băng đống thế giới nghiền áp qua. Răng rắc, thi lễ trùng lục sắc đầy trời thoáng cái bị đông cứng, đều bị khóa lại trong dị tượng. Hừ, ngây thơ,
Cực hàn chi khí đích thật là khắc tinh vạn vật sinh linh, nhưng đại diệt tuyệt ngũ độc chính là thần vật áp đảo trên tổn thương nguyên tố A. Trong mắt nam tử Hủ Thi tràn đầy mỉa mai, lạnh lùng nói. Phanh! Cực âm băng đống chi lực phá vỡ, một đầu thi lễ xông lên, sau đó toàn bộ dị tượng đóng băng đều dạn nứt tan rã. Rầm 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 phanh! Vô số thi lễ phá băng mà ra, nhưng cũng có chút trực tiếp bị hàn băng nhập vào cơ thể chết cóng, bất quá số đó cực kỳ ít. Không tốt mau ngăn lại, ngàn vạn đừng để những thi lễ này lao tới. Có thể ăn mòn huyền khí, có thể nuốt đế khí, làm sao ngăn đây? Một gã võ đế cao giai đánh qua một quyền, cũng chỉ có thể đẩy lui thi lễ ra mấy trượng, quyền kình vậy mà không cách nào phá vỡ thất huyễn lục yểm kia, lập tức quá sợ hãi. Ta đến thử xem a, các ngươi lui về phía sau. Lý Vân Tiêu ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ cực kỳ trầm trọng. Một đám hỏa diễm tuôn ra trên người hắn, cương phong lực cũng thổi lên, lập tức một đạo hỏa trụ xoay tròn, bay thẳng đến chân trời. Phần phật, ở trên không trung vạn mét, bị kết giới chi lực đè xuống, lập tức dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc dưới đêm tối bừng lên biển lửa đầy trời, sáng như ban ngày. Lực lượng ngọn lửa kia sau khi bị cản trở, mãnh liệt lao xuống mặt đất, thoáng cái bao lấp phạm vi trăm mẫu vào trong. Võ giả còn lại vừa mừng vừa sợ, vội vàng hóa thành một đạo quang mang, phi độn ra ngoài biển lửa. Đoan Mộc Thương ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh cao ngạo trong hỏa trụ kia, lớn tiếng nói. Một mình ngươi gánh vác được không? Lý Vân Tiêu nhẹ ân một tiếng, nói. Thử xem a, không gánh được ta còn không biết chạy sao? Ngươi cho rằng ta ngốc đến mức đi chịu chết sao? Đoan Mộc Thương đầu đầy hắc tuyến, nói. Vậy thì cẩn thận đấy. Nàng cũng thoáng cái bay ra biển lửa, một đạo lỗ hổng cuối cùng cũng lập tức bị ngọn lửa bao lấy. Toàn bộ phiến thiên địa trong kết giới hoàn toàn thành một hỏa cầu khổng lồ, không thể thấy rõ cảnh tượng trong đó. Trên mặt Bắc Minh Nguyên Hải không ngừng lộ vẻ kinh hãi, giật mình nói. Đây là hỏa diễm gì? Ngay cả thần thức của lão phu cũng bị thôn phệ vào đó. Cực âm hàn khí của hắn dưới cổ hỏa diễm chi lực này cũng lộ ra vô lực. Cái này khiến trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Gương mặt mọi người dưới ngọn lửa kia chiếu rọi, chớp động không thôi, phần lớn là sợ hãi lẫn vui mừng. Thái Thúc Tà Đình nói. Uy lực lửa này sợ rằng đã là cửu giai đỉnh phong rồi, nếu không thể khắc chế thất huyễn lục yểm kia mọi người nguy hiểm rồi. Mục Trinh hai tay ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm vào hỏa diễm đầy trời kia, im lặng không nói, thật lâu mới thở khẽ nói. Khí tức lửa này. Sợ rằng đã vượt khỏi phạm trù cửu giai rồi. Mọi người toàn thân đại chấn, đều hoảng sợ nhìn qua, tràn đầy không thể tin được. Đoan Mộc Thương liên tục chớp mắt, tựa hồ đang dự đoán. Đây là Phượng Hoàng chi hỏa, thập giai nguyên tố mặc dù ở trong thập giai cũng là tồn tại ở gần trước. Bất quá mọi người không thể lơ là, vẫn nên mau chóng chuẩn bị, để tránh cho lúc Lý Vân Tiêu không địch lại có thể kịp thời trợ giúp. Tất cả mọi người nhìn qua ngọn lửa kia đều giật mình không thôi, đồng thời cũng lộ ra vẻ hâm mộ ghen ghét, không ít người trong mắt chớp động dị sắc, tựa hồ đã động tâm tư. Trong hỏa cầu, không gian trăm mẫu, Lý Vân Tiêu và Hủ Thi xa xa tương đối, những thi lễ dính thất huyễn lục yểm nguyên một đám đứng yên trên không trung, tựa hồ đang chờ mệnh lệnh. Trong mắt Hủ Thi cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, chậm rãi trầm giọng nói. Phượng Hoàng chi hỏa. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng là Phượng Hoàng chi hỏa, hơn nữa gần như nguyên vẹn, chẳng biết có thể khắc thất huyễn lục yểm của ngươi không? Hủ Thi cười nhạo nói. Gần như nguyên vẹn, nhưng ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đây? Bất quá chỉ là võ đế thất tinh mà thôi, có thể phát huy ra 1% uy lực của ngọn lửa này sao? Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình, nói. Có thể thử xem. Ánh mắt Hủ Thi ngưng tụ, một tay khắp lấy ấn quyết cổ quái, quát. Lên! Thi lễ đầy trời thoáng cái xếp đặt lấy, lại hóa thành trận thế, như một cái ấn phủ cự đại. Lục hắc song sắc quang mang khuếch tán ra, ông áp tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng một tay bấm niệm pháp quyết, trước người phanh một tiếng hóa ra một đầu hỏa phượng, mở ra cánh chim lộng lẫy, phô thiên cái địa. Sau đó hắn lại đánh ra một chỉ thanh thúy, ba thoáng một phát, một cổ cương phong hiển hiện, quấn trên không thải phượng xoáy một vòng, liền thổi tới những thi lễ kia. Phần phật lạp, những nơi cương phong đi qua, không gian phát ra tiếng hít khà zzz hí zzz, như bị cái chổi đảo qua vậy.
vô số thi lễ biến thành quyết ấn đột nhiên thoáng cái trở nên run rẩy, hắc lục song sắc quang mang đột nhiên đại thịnh, bị sức gió trực tiếp xoáy lên, trở nên phiêu hốt bất định. Thanh âm ông ông lan truyền ra, bắt đầu trở nên mất trật tự. Sắc mặt nam tử hủ thi đại biến, lộ ra thần sắc, cả kinh nói. Cương phong trải qua muôn đời bất diệt. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, lăng không chụp xuống, một tòa núi nhỏ màu đen bị nắm ở trong tay, ném mạnh ra ngoài. Núi nhỏ kia nện vào trên không thi lễ, chấn động hóa thành vô số hạt màu đen, theo cương phong cùng nhau xoay tròn, đánh tới thiên thiên vạn vạn thi lễ kia. Lập tức thanh âm đùng đùng cùng ông kia đan vào cùng một chỗ. Rốt cục oanh thoáng một phát, trận hình của thi lễ lập đột nhiên nghiền nát, toàn bộ trở nên hỗn loạn. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, quyết ấn trong tay biến đổi. Hỏa phượng đột nhiên hót vang một tiếng, hai con ngươi đột nhiên mở ra, bắn ra hoa quang, bay vọt tới. Không tốt! Trên mặt nam tử hủ thi một mảnh ngất lịm, trợn mắt ếch ra nhìn hỏa phượng phô thiên cái địa kia, thoáng cái nuốt hết ngàn vạn thi lễ và hạt màu đen. Ầm ầm, tiếng nổ vang cực lớn từ trong ngọn lửa truyền đến, lực lượng khủng bố tràn ra từng đợt, hiện lên ngũ quang thập sắc. Ánh mắt hai người đều lăng lệ ác liệt dị thường, thi lễ trong biển lửa đã binh bại như núi đổ, dưới sự thiêu đốt của phong hỏa chi lực, tăng thêm hạt màu đen va chạm, không ngừng sụp đổ, tuôn ra một đoàn lục mang và hắc khí. Hắc khí bị thần hỏa thiêu đốt trực tiếp biến mất, mà lục mang lại không ngừng chớp động, tựa hồ không sợ hỏa diễm, dung lại cùng một chỗ, càng lúc càng lớn. Lý Vân Tiêu trong lòng kinh hãi không thôi, hắn tuy rằng không thể phát huy ra thần hỏa chi lực nguyên vẹn, nhưng đây dù sao cũng là thần vật thập giai, tăng thêm thái cổ cương phong, nhưng cũng không thể tiêu diệt thất huyễn lục yểm kia. Nhưng hắn không biết là kinh hãi của nam tử hủ thi giờ phút này còn trên cả hắn. Bầy thi lễ rốt cục không chịu nổi nữa, cùng bay tới một chỗ, nhao nhao tụ hợp lại, hóa thành thi lễ chi vương, há to miệng ra khẽ hấp. Đoàn thất huyễn lục yểm kia lập tức hóa thành một đạo lục quang, bị nó hút vào trong bụng, toàn bộ trên người thi lễ chi vương lục quang đại thịnh. Cánh mỏng chấn động, chấn khai hỏa diễm và hạt màu đen, muốn phá không mà đi. Trong hỏa diễm truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, vô số hạt màu đen dưới cương phong xoáy lên, phi tốc ngưng tụ, hóa thành nửa người trên của ngạc ngư quái, mở ra bàn tay lớn chụp tới. Đây là... Trên trán nam tử hủ thi tựa hồ tuôn ra mồ hôi lạnh, toàn bộ khuôn mặt đều sợ ngây người. Ngạc ngư chụp bàn tay xuống, không gian lập tức cứng lại, phóng kín đường lui của thi lễ chi vương. Sau đó hét lớn một tiếng nhào tới. Phanh! Ngạc ngư trực tiếp đâm vào trên người thi lễ chi vương, hai tay chụp mạnh lấy nó, há to mồm cắn xuống. Két! Cả đầu thi lễ chi vương đều bị ngạc ngư cắn trong miệng, dốc sức liều mạng giãy giụa, trên người chấn ra từng vòng lưỡi dao sắc bén, lục mang cũng hóa thành trảm kích, cắt xuống trên người ngạc ngư. Những nơi hào quang đi qua, trực tiếp gọt thân thể kia trở lại hình hạt, nhưng cũng đang chậm rãi nhúc nhích. Ngưng mà không tiêu tan. Trong hai mắt ngạc ngư tuôn ra hung quang, thủy chung không chịu há miệng, cứ cắn lấy như vậy, đứng im trên trời cao không hề nhúc nhích. Thất huyễn lục yểm trực tiếp thẩm vào trong thân ngạc ngư, nhưng không có nửa điểm sót lại, hoàn toàn là trạng thái miễn độc. Thi lễ chi vương sau khi vùng vẫy một lúc, tựa hồ đã buông tha, vẫn không nhúc nhích, tùy ý để ngạc ngư kia thôn phệ từng chút một. Ọt ọt, nam tử hủ thi nuốt một cái. Cũng không biết có nước bọt hay không, chỉ cảm thấy yết hầu một hồi phát khô. 10 vạn năm trước, hắn từng gặp qua đủ loại cường giả, cũng có tồn tại có thể dễ dàng thắng mình, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, thì lễ chi vương và thất huyễn lục yểm lại hoàn toàn bị áp chế, khiến hắn hoàn toàn sững sờ. Ngạc ngư này, rốt cuộc là thứ thế nào? Em tử hủ thi nhìn không được mở miệng hỏi, vẻ mặt im lặng và ngốc trệ. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngạc ngư ngu xuẩn này bình thường nổi lên công dụng gì, hiện giờ ngược lại đại phát thần uy, khiến cho người hai mắt tỏa sáng. Hắn hắc một tiếng, nói. Đây là hữu vô tướng sinh phong hỏa ly hợp thần ngạc mà bản thiếu gia luyện chế, trừ phi tề tụ đủ đại diệt tuyệt ngũ độc, nếu không căn bản không phải đối thủ của nó. Hắn nhìn qua ngạc ngư đang không ngừng nhấm nuốt thi lễ chi vương, thầm nghĩ, đầu xuẩn vật ngươi. Bản thiếu gia lấy cho ngươi cái tên uy phong như thế, coi như là không phụ lòng ngươi rồi. Ngạc ngư tựa hồ nghe hiểu được một chút, phối hợp gầm thét vài tiếng, trong mắt tuôn ra hung mang, bộ dáng như tuyệt thế hung thú vậy. Nam tử hủ thi sửng sốt một chút,
sắc mặt trầm xuống, năm ngón tay chụp tới trước, quát. Kiếm đến. Thi lễ chi vương vẫn không nhúc nhích, tùy ý thôn phệ đột nhiên tuôn ra lăng lệ ác liệt chi khí, kiếm quang chảm phá thân thể ngạc ngư, xuyên thấu mà qua. Long cong. Một cổ kiếm ý dâng lên, thân thể ngạc ngư lập tức bị chém thành vô số hạt, sau đó chợt lui ra sau. Trên bảo kiếm ngăm đen kiếm ý mãnh liệt chấn động, từng vòng tản ra. Nam tử hủ thi hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, khí tức trên thân không ngừng kéo lên, cùng trường kiếm kia sinh ra cộng minh, trong thiên địa một mảnh hắc mang bắt đầu khởi động. Lý Vân Tiêu biến sắc, loại kiếm ý này rất mạnh, trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, đây chính là điểm báo trước của nhân kiếm hợp nhất. Trong tay hắn run lên, một đạo bạch mang lăng không hiện lên. Đó là... Đồng tử nam tử hủ thi đột nhiên co lại, thân hình đột nhiên đại chấn, quyết ấn trong tay mà trở nên mất trật tự, kiếm ý tản ra đầy trời. Long cong! Thân ảnh Lý Vân Tiêu theo đạo bạch quang kia cùng nhau xuất hiện, một thanh chiến đao sáng loáng ngang trời chém tới. Đao mang như nước, cũng không có gì cường đại, chỉ chiếu rọi ra một mảnh yên tĩnh, như cổ minh nguyệt triền miên. Xuy! Lưỡi đao đâm vào lồng ngực nam tử hủ thi, trực tiếp xỏ xuyên qua trái tim của hắn. Lý Vân Tiêu sắc mặt như nước, tựa hồ tất cả đều trong tính toán của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nhưng hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, trước kia chiến thương của Phương Sử cũng đâm xuyên qua trái tim của hắn, nhưng không hề khiến hắn bị thương. Trong biển lửa, thân ảnh hai người chăm chú kề cùng một chỗ, trường kiếm lâm lập bên cạnh kiếm ý đã loạn, hóa thành từng đạo kiếm quang sụp đổ. Nam tử hủ thi ngốc trệ nhìn qua trường đao đâm thủng tim mình. Trong cổ họng vang lên ọt ọt, gian nan nói. Thiên thu ngự đao. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, thì ra tên thật của đao này là thiên thu ngự đao, hắn một mực đều gọi là thiên thu bá đao. Trên thân đao truyền đến rung động lắc lư rất nhỏ, từng vòng phù văn dâng lên, trên đó hiện lên bốn chữ cổ triện to, nhất đao thiên thu. Đao này ngươi có được từ đâu? Nam tử hủ thi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, còn có thần sắc phức tạp vô tận trong mắt. Nhìn chằm chằm vào trường đao kia, trong mắt lại có ánh huỳnh quang chớp động. Thân sắc của hắn thoáng cái trở nên ôn hòa, lại mang theo nhu tình, vươn tay ra vuốt ve qua trên thân đao. Lý Vân Tiêu cũng không ngăn cản động tác của hắn, chỉ lãnh đạm nói. Người quả nhiên có liên quan đến chủ nhân đao này, như vậy Huyền Vũ Tinh Cung này cũng là nơi trấn ma sao. Thân hình hủ thi run lên, thần thái thay đổi, thất thanh nói. Chẳng lẽ phong ấn hóa long chỉ đã mở sao? Lý Vân Tiêu không đáp mà hỏi. Ta hiểu rồi, trong Huyền Vũ Tinh Cung này trấn áp một khối nghê hồng thạch, không biết là nghê hay là hồng đây. Thân hình hủ thi chấn động, gương mặt dị thường vặn vẹo, quát. Ngươi là ai, ngươi biết được những gì? Lý Vân Tiêu nói. Ta là tân chủ nhân chuôi thiên thu ngự đao này, là lão chủ nhân của nó tự tay giao phó cho ta. A. À. Hai mắt hủ thi chớp động lên ánh huỳnh quang, lại có nước mắt lăn xuống. Hắn hiện giờ có mạnh khỏe không? Gương mặt Lý Vân Tiêu run rẩy thoáng một phát, thở dài. Đã hóa trần mà đi rồi. Hủ thi hai tay bắt lấy thiên thu ngự đao, trên mặt tràn đầy nước mắt, lại thấp giọng nức nở nghẹn ngào. Dưới liệt hỏa hừng hực đầy trời, thân ảnh hai người lộ ra cô linh mà điều hưu. Lý Vân Tiêu chậm rãi dùng sức muốn rút đao ra. Lại phát hiện nam tử hủ thi kia đã nắm chặt, không thể lay chuyển được, hắn nhướng mày, nói. Nếu ngươi cũng là người trấn ma năm đó, lại có sâu xa với chủ nhân đao này vậy thì giữa ta và ngươi có lẽ là bạn không phải địch. Nam tử hủ thi dần buông thân đao ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu hỏa diễm, nhìn lên tinh không vô tận, trên mặt thối giữa một mảnh cô đơn. Lý Vân Tiêu thu hồi đao lại, một tay bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm đầy trời cũng chậm chậm biến mất. Lộ ra một mảnh đêm tối. Võ giả ở xa xa thấy hỏa diễm dần dần biến mất, đều thoáng cái trở nên cảnh giác, vội vận chuyển nguyên công, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Nhưng thời gian dần qua, vẻ mặt ngưng trọng dần trở nên ngạc nhiên. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu và nam tử hủ thi kia tương đối mà đứng, tựa hồ thập phần hữu hảo, trò chuyện với nhau thật vui. Đoan Mộc Thương cả kinh nói. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lắc đầu. Không ngừng dùng thần thức tràn qua, nhưng đều bị một cổ lực lượng vô hình ngăn lại, không cách nào nghe thấy chút gì cả. Nam tử hủ thi buồn bã nói. Nguyên chủ nhân chuôi đao này là thân đại ca của ta. Thân hình Lý Vân Tiêu hơi khẽ chấn động, nói. Thì ra là thế,
không thể tưởng được cuộc chiến trấn ma năm đó, lại vẫn có người còn sót lại, năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nam tử Hủ Thi mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, khẽ lắc đầu, nói. Ta tuy là một trong những người tham dự, nhưng chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật không chút ít nghĩa, không ít nội tình cũng không rõ ràng lắm. Hóa Long chỉ phá phòng, Huyền Vũ Tinh Cung lần nữa hàng lâm lưỡng giới sơn, sợ rằng ma kiếp sắp buông xuống rồi. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, ma đầu kia đã sớm đi ra, chỉ bất quá bây giờ thất linh bát lạc thôi. Nam tử Hủ Thi nhìn vào vô số tế đàn, bên dưới thở dài. Khối hồng thạch kia ở ngay trong chủ tế đài, các người phá vỡ phong ấn là có thể thu vào tay. Lý Vân Tiêu nghe ra điều hưu vô tận trong giọng nói của hắn, sững sờ nói. Vậy còn ngươi? Ta! Nam tử Hủ Thi cười khổ nói. Ta hiện giờ bộ dạng không ra người không ra quỷ, sống còn ý nghĩa gì nữa? Huống chi ta cũng đã không có phần tâm lực kia, mỗi thời đại đều có cường giả thuộc về mình, thời đại này đã không thuộc về ta nữa rồi. Hắn thu trường kiếm lại, lăng không cất bước, đúng là muốn trực tiếp rời đi. Đột nhiên một giọng nói vang lên, thân thể của hắn đột nhiên đại chấn, lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ. Hừ, Bắc Quyến Cổn Nam, người vốn là chủ tướng thủ hộ phòng ấn nơi đây, lại tiết lộ ra chuyện hồng thạch, muốn bó tay rời đi. 10 vạn năm qua, người đã sa đọa thành ra như vậy rồi sao? Thanh âm trôi giạt từ từ, trực tiếp vang lên trong tay Lý Vân Tiêu và Nam tử Hủ Thi, hai người đều đại chấn. Đại nhân! Trong mắt Nam tử Hủ Thi một mảnh kinh hãi, khó có thể tin nói. Đại nhân ngài còn sống. Hừ, may mắn bổn tọa còn sống, nếu không hồng thạch không phải sẽ bị ngươi trộm đi mất sao? Trong đạo thanh âm kia mang theo vẻ lạnh như băng, khiến người một hồi sởn hết cả gai ốc. Lý Vân Tiêu cũng thầm nghĩ trong lòng không tốt, chẳng biết tại sao trong lòng lại trầm xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, bọn người Đoan Mộc Thương tựa hồ không có chút phản ứng, giống như cũng không nghe thấy thanh âm kia vậy. Ọt ọt, Nam tử Hủ Thi nuốt một cái, sợ hãi nói. Ngài làm sao có thể còn sống? Thanh âm kia cười lạnh nói. Ngay cả ngươi cũng có thể không chết, bổn tọa vì sao không thể còn sống? Chỉ có điều ngươi bội phản tín nhiệm của mình, thật khiến bổn quá thất vọng a. Nam tử Hủ Thi vội vàng giải thích nói. Đại nhân, tại hạ không dám, những người này cũng không phải kẻ xấu gì, hẳn là cường giả đỉnh tiêm của thời đại này. Mà thiếu niên trước mắt này càng là truyền nhân huyền khí bổn mạng thiên thu ngự đao của đại ca ta, ta tin tưởng hắn. Ngươi là tin tưởng hắn, hay là tin tưởng ta? Thanh âm kia sẳng giọng nói. Nếu ngươi không bội phản sơ tâm, vậy thì mau giết toàn bộ những người này đi. Cái gì? Nam tử Hủ Thi cả kinh, lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh âm kia nói. Chuyện hồng thạch có bao nhiêu nghiêm trọng ngươi có lẽ nên rõ ràng. Vì bảo thủ bí mật, những người này phải chết. Lý Vân Tiêu đột nhiên trong lòng khẽ động, lạnh lùng nói. Các hạ hẳn chính là chủ nhân Huyền Vũ Tinh Cung sao? Thanh âm kia mỉa mai nói. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng hỏi thăm bổn tọa. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Nếu ta đoán không sai, các hạ hẳn là đã luyện hóa được hồng thạch, bởi vậy nên mới có thể còn sống đến giờ. Thanh âm kia đột nhiên trở nên bạo giận lên, lạnh lùng nói. Bắc Quyến Cổn Nam, còn chưa động thủ. Nam tử Hủ Thi toàn thân run lên, mặt lộ vẻ cực kỳ khó xử. Hừ hừ, tốt, người quả nhiên rời bỏ bổn tọa, rời bỏ tín niệm của mình, đã như vậy, vậy ngươi cùng chết cùng những người này đi. Thanh âm kia lập tức trở nên cực kỳ thê lương, đột nhiên một cổ lực lượng mênh mông quỷ dị hiển hiện. Lý Vân Tiêu đột nhiên hoảng hốt. Cổ lực lượng này hắn cũng không xa lạ gì, ngược lại hết sức quen thuộc. Đi! Nguyệt đồng chi lực lập tức hiển hiện, không gian bốn phía thoáng cái vặn vẹo, đồng thời một đạo kiếm khí bắn ra, phá vỡ hư không. Thân ảnh Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổn Nam bỗng nhiên biến mất. Mà trong nháy mắt này, chỗ hai người biến mất hiện ra một đóa băng sắc tiểu hoa, thoáng cái nở rộ, sau đó liền diệt. Dưới đêm tối nó không chút thu hút, nhưng đóa hoa kia lại nở ra rực rỡ tươi đẹp. Tan vỡ khiến người cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Phanh! Như thủy tinh nứt vỡ, dùng chỗ băng sắc tiểu hoa kia biến mất làm trung tâm, toàn bộ bầu trời lập tức nổ bung, ầm ầm một tiếng liền hãm xuống, lực lượng khủng bố tách ra. Võ giả xa xa đều biến sắc,
đặc biệt là Lý Vân Tiêu mang theo Bắc Quyến Cổn Nam thoáng cái thuấn di đến bên người bọn hắn lại khiến mọi người càng thêm hoảng sợ. Đoan Mộc Thương cả kinh nói. Vân Thiếu, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn lại chỗ trung tâm lực lượng kinh khủng kia, ngưng giọng nói. Phiền toái lớn rồi, Huyền Vũ Tinh Cung Chi Chu chính thức đã đến, hơn nữa đã nhập ma. Đóa băng hoa vừa rồi, đúng là băng sát tâm diễm. Bắc Quyến Cổn Nam toàn thân run lên, trong mắt bỗng nhiên bắn ra lục quang sâu kín, bộ dáng cực kỳ khó tin tưởng. Huyền Vũ Tinh Cung Chi Chủ chính thức. Mọi người đều giật mình, theo ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn lại. Chỉ thấy trong không gian sụp đổ kia, chậm rãi hiện ra một cỗ thân ảnh khôi ngô, dưới đêm tối vậy mà lóe ra hào quang kim loại. Trong mắt Lý Vân Tiêu lập tức trợn thật lớn, miệng há ra đủ để nhét vừa cả một quả dưa hấu. Thân thể hiện ra kia dĩ nhiên lại là hồ lô tiểu kim cương. Chỉ có điều vẻ ngốc trệ trên mặt đã hoàn toàn không thấy đâu nữa, mà đổi thành bộ dạng lạnh như băng và coi thường thương sinh, hiển nhiên đã bị Huyền Vũ Tinh Cung chi chủ đoạt xá. Bắc Quyến Cổn Nam sửng sốt một chút, lập tức lộ ra dị sắc, trầm giọng nói. Đại nhân, chẳng lẽ tâm tính ngài đã bị vật kia ảnh hưởng sinh ra biến hóa rồi sao? Trong hai mắt hồ lô tiểu kim cương tuôn ra lệ mang, chớp động lên hàn quang yêu dị, hừ lạnh nói. Bắc Quyến Cổn Nam, rõ ràng là ngươi bội phản, lại trách ngược bổn tọa, xem ra 10 vạn năm cô tịch đã triệt để bôi diệt đi sơ tâm của ngươi rồi. Đã như vậy, vừa hay ngươi cũng không cần thân hình mục nát này nữa, hãy để bổn tọa tinh lọc ngươi đi. Hồ lô tiểu kim cương nắm chặt 5 ngón tay, lập tức tinh vân bắt đầu khởi động, một cổ quyền uy minh mông tản ra, sát khí nghiêm nghị. Gương mặt và tâm tình Lý Vân Tiêu đồng thời trầm xuống, nghe hồng chi thạch quả nhiên có ảnh hưởng cực lớn đến tâm tính võ giả. Năm đó chủ nhân Thành Hồng Nguyệt mất tích cũng có quan hệ đến nó, mà Huyền Vũ Tinh Cung chi chủ, cũng đã từng là tồn tại thần cảnh cũng không ngăn được hồng thạch chi lực, trong lòng hắn chợt cảm thấy nôn nóng không hiểu, cảm thấy lo lắng thay Lạc Vân Thường. Phần đông võ giả đều cảm nhận được một sức mạnh to lớn của quyền kia, sắc mặt đều đại biến. Bắc Minh Nguyên Hải kinh hãi không thôi, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi sao lại dẫn ra một tên sát tinh như vậy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chuyện gì xảy ra tự ngươi không thấy sao? Thứ này đã nhập ma, muốn giết chết mọi người chúng ta. Nhập ma. Đoan Mộc Thương thì thào tự nói, trong mắt chớp động hào quang, nói. Chẳng lẽ trên người hắn có nghê hồng thạch? Lý Vân Tiêu nhướng mày, liếc qua Đoan Mộc Thương, liền im lặng không nói. Đoan Mộc thế gia luôn luôn là thần bí, tăng thêm thân mang dị thuật xem bói, biết rõ một ít bí mật trên đại lục cũng rất bình thường. Càng có khả năng Đoan Mộc Thương đã sớm biết đến hồng thạch, bởi vậy mới không ngại xa vạn dặm chạy tới, chỉ có điều huyền thần thiêm uy lực có hạn, không thể tính toán đến chủ nhân lưỡng giới sơn 10 vạn năm trước rõ ràng vẫn còn sống. Đương nhiên, cũng không tính toán được lưỡng giới sơn chi chủ còn đoạt xá hồ lô tiểu kim cương của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đột nhiên có chút cổ quái, thầm nghĩ Huyền Vũ Tinh Cung này trở về từ trong, sẽ không phải là vì hồ lô tiểu kim cương đấy chứ. Đối phương đã thi triển đoạt xá, liền chứng minh thân thể hắn tất nhiên không bằng hồ lô tiểu kim cương, hơn nữa một chiêu băng sát tâm diễm vừa rồi, hiển nhiên chính là lực lượng hồ lô tiểu kim cương. Nghĩ vậy, hắn lập tức có chút giật mình. Tựa hồ đã nghĩ thông tiền căn hậu quả mọi chuyện. Hồ lô tiểu kim cương bị Nhuận Tông truyền tống đi, thật không ngờ trùng hợp rơi vào trong tinh cung hư vô, bị tinh cung chủ nhân đạt được. Tinh cung chi chủ vốn đã luyện hóa được hồng thạch, nhưng thân thể có lẽ đã sớm mục nát không thành bộ dáng, tức cũng đã nhập ma, cũng bất lực, phá không mở ra cấm chế phong ấn năm đó mình bố trí xuống. Mà sự xuất hiện của hồ lô tiểu kim cương lại thay đổi tất cả. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ. Chẳng lẽ tất cả thật là số trời? Nhìn hồ lô tiểu kim cương linh tính 10 phần, trên mặt mỉa mai và lạnh lùng, hắn cảm khái nói không nên lời. Lưu Vũ Vũ Phong, Kinh Vân Quyền. Sắc mặt hồ lô tiểu kim cương trầm xuống, trong hai tròng mắt chớp động sát ý, một quyền xúc thế đột nhiên đánh ra, toàn bộ hoàn vũ điên đảo, tinh không rung động lắc lư. Phảng phất vô số ngôi sao từ trên bầu trời đêm rơi xuống, như một hồi mưa sao chổi xinh đẹp. Nhưng sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, không ai có tâm tình thưởng thức sự rực rỡ tươi đẹp của quyền thế kia cả, đều cắn răng một cái, vội vận chuyển nguyên công chống cự. Trong mắt Mục Trinh lại mang theo kinh ngạc, cả kinh nói. Muôn đời bất hủ, thần khôi.
hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp duỗi tay ra, năm ngón tay mở ra chộp tới quyền phong. Phanh! Lực lượng một quyền đập vào tay hắn, lập tức chấn nát da thịt, chấn khiến cả cánh tay đều máu tươi đầm đìa, một hồi run lên. Nhưng hắn vẫn chỉ nhíu mày, lắc đầu nói. Không đúng, lực lượng này không đủ, xa xa không đủ. Người còn lại nhìn hắn như tên điên, dốc sức liều mạng trốn đi, nhưng dưới quyền phong, uy áp mênh mông, đầy trời lưu tinh quyền ảnh, rất khó tránh né, chỉ có thể ra sức chống cự. Lý Vân Tiêu trong lòng cười khổ không thôi, may mắn lực lượng bản thân Hồ Lô Tiểu Kim Cương có hạn, nhưng dưới sự điều khiển của tinh cung chi chủ cũng phát huy ra chiến lực siêu cường. Trong quyền ảnh đầy trời, vậy mà mỗi một đạo quyền uy đều mạnh hơn Kim Cương quyền do bản thân Hồ Lô Tiểu Kim Cương đánh ra rất nhiều. Trong tay hắn lóe lên đao mang, thiên thu ngự đao quét ngang mà ra, trực tiếp chém nát một đạo quyền mang, uy thế hiển hách xẹt qua bên người hắn. Không ít võ giả toàn lực đối oanh vẫn kém một chút một, bị đánh cho trọng thương bỏ mạng, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục. Hồ Lô Tiểu Kim Cương ngưng tụ ánh mắt, lạnh giọng nói. Bắc Quyến Cổn Nam, bổn tọa giáo huấn ngươi, ngươi lại dám hoàn thủ. Sắc mặt Bắc Quyến Cổn Nam cực kỳ khó coi, cắn răng nói. Đại nhân, ngài đã bị Hồng Thạch khống chế tâm trí, nhập ma rồi. Im miệng, chuyện bổn tọa chưa từng đến phiên ngươi tới miệng lưỡi. Bổn tọa liền trước tiên giết chết tên phản đồ ngươi trước. Thân ảnh Hồ Lô Tiểu Kim Cương lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt Bắc Quyến Cổn Nam, giang hai tay chộp tới cổ hắn. Một đạo quang mang từ lòng bàn tay hắn bắn ra, vô cùng sắc bén, hào quang bốn phía hiện ra khe hở màu đen. Bắc Quyến Cổn Nam cả kinh, hắc kiếm trong tay dựng lên, chèm thẳng tới phía trước. Xuy! Hai đạo chảm kích va chạm vào nhau, bắn ra ra vô số linh áp chi lực lan tràn ra, thôn vệ trừ khử lẫn nhau. Bắc Quyến Cổn Nam trầm giọng nói. Đại nhân, chớ mất bản tâm a. Im ngay! Hồ Lô Tiểu Kim Cương tựa hồ nổi giận. Hai ngón bấm niệm pháp quyết điểm xuống trên người Bắc Quyến Cổn Nam, từng tiếng xé gió chói tai vang lên. Bắc Quyến Cổn Nam sắc mặt âm trầm, kiếm quyết mở ra, không trung hiển hiện mấy đạo bóng kiếm, thanh âm rầm 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 liên tiếp. Hồ Lô Tiểu Kim Cương dưới chân dẫm mạnh, liền đánh tới, mà Bắc Quyến Cổn Nam lại cầm kiếm lao ra, hai người quấn đấu. Người bốn phía thoáng cái đều ngốc trệ, có chút sờ không được ý nghĩ. Nhưng đa số đều điều tức nguyên lực. Suy nghĩ xem làm sao phá vỡ kết giới nơi này để đào tẩu. Mục Trinh kéo lấy cái cằm, trầm tư nói. Thứ này rõ ràng là khôi lỗi chi thân, chẳng lẽ là hồn phách bám vào trên khôi lỗi? Điều này sao có thể, trừ phi là thần khôi, nhưng lực lượng nó thi triển ra cũng chỉ là võ đế đỉnh phong mà thôi, kỳ quái. Đoan Mộc Thương ngưng giọng nói. Vân Thiếu, nam tử hủ thi này xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa rồi nói với hắn những gì? Ánh mắt Lý Vân Tiêu chớp động, sắc mặt cũng âm trầm dị thường, từ tình huống trước mắt mà xem, muốn đoạt lại Hồ Lô Tiểu Kim Cương thật sự cực kỳ khó khăn. Lời Đoan Mộc Thương khiến hắn thoáng phục hồi tinh thần lại, nội tâm hừ lạnh một tiếng. Đoan Mộc Thương này tất nhiên biết không ít thứ, lại cố ý giấu giếm mọi người, khó trách trên đường đi đều tích cực như vậy. Trên mặt hắn lóe lên vẻ vô lại, lạnh nhạt nói. Không có gì, chỉ hỏi han sức khỏe nhau một chút thôi. Mọi người, Mục Trinh nói, vậy người sắt thép này là sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu lóe lên, nói, có phải ngươi rất hứng thú đối với cấu tạo của nó không? Ừ, chẳng lẽ ngươi biết được gì sao? Mục Trinh ánh mắt sáng ngời, lập tức cảm thấy hứng thú. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói, đơn giản, truyền diệu pháp linh mục cho ta liền nói cho ngươi biết tình huống của nó. Thi lễ chi vương đã không có khả năng giúp Mục Trinh bắt lấy, cho nên Lý Vân Tiêu chỉ đành tìm cách khác. Mục Trinh nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Dùng diệu pháp linh mục chi thuật không trọn vẹn trao đổi cũng không phải không thể, chỉ là ta làm sao biết được ngươi nói thật hay giả. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Đối với khôi lỗi thế gia mà nói, biết được một mẫu khôi lỗi mới, còn hơn thần thông bí thuật rất nhiều, ngoại trừ diệu pháp linh mục ra, ta còn muốn một điều kiện. Sắc mặt Mục Trinh lập tức chìm xuống, quát lên. Lý Vân Tiêu, người đừng vội được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đôi môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm tới. Tất cả mọi người nhíu mày, muốn biết bọn hắn nói chuyện gì, nhưng trong bí âm kia còn mang theo cấm chế, căn bản không cách nào bắt được tin tức. Mục Trinh nghe xong một lúc,
trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói. Thật sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Thật. Mục Trinh trầm tư thoáng một phát, nhân tiện nói. Tốt, thành giao. Trong mắt của hắn tuôn ra một đạo hàn mang, nhìn lại hồ lô tiểu kim cương kia. Giờ phút này hai người còn đấu túi bụi, chỉ có điều căn bản là hồ lô tiểu kim cương tiến công, Bắc Quyến Cổn Nam từng bước phòng thủ, không ngừng lui về phía sau, càng ngày càng khó có thể duy trì. Các loại linh áp và trảm kích bay vụt ra, người chung quanh đều cảnh giác trốn tránh mọi nơi, sợ bị ảnh hưởng vào, chỉ có đám cao thủ Đoan Mộc Thương là bộ dáng thờ ơ. Lực lượng của hồ lô tiểu kim cương và Bắc Quyến Cổn Nam tựa hồ cũng không cường đại như trong dự đoán, ngoại trừ thất huyễn lục yểm của Bắc Quyến Cổn Nam khiến bọn hắn kiêng kỵ không thôi ra, còn lại đều có lòng tin có thể ứng phó. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát. Quyến Nam huynh, người một mực nhượng bộ cũng không làm nên chuyện gì, hắn đã mất đi tâm trí, muốn cứu hắn chỉ có thể bắt lấy hắn thôi, dùng khí lực của hắn căn bản không ngăn được lục độc của ngươi đâu. Bắc Quyến Cổn Nam và hồ lô tiểu kim cương đều biến sắc, trong mắt hồ lô tiểu kim cương tuôn ra lửa giận ra, trong tay càng ra ngoan chiêu. Trong mắt Bắc Quyến Cổn Nam hiện lên một tia kiên quyết, kiếm thế trong tay hất lên, một đạo kiếm quang đặt ở trên quyền phong của hồ lô tiểu kim cương, phanh một tiếng bước mở ra. Sau đó kiếm thế đánh chúng mà lên, lục mang chấp động, phân ra ba đạo kiếm ý trên không trung, ngang trời chém tới. Hồ lô tiểu kim cương trợn mắt tròn xoe. Tựa hồ cũng cực kỳ kiêng kỵ, hai tay thoáng cái kết ấn đanh ra. Nơi hai lòng bàn tay hiện ra vô số gợn sóng, từng đạo đồ án màu vàng hình tam giác bay ra, cấu thành hình thái phức tạp trước người. Xuy xuy xuy, ba đạo kiếm ý trực tiếp chém ra những gợn sóng kia, như cây đinh bỗng chốc bị đâm vào tấm ván gỗ, bị trói buộc không cách nào tiến thêm được. Bắc Quyến Cổn Nam sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ nằm trong dự liệu, kiếm quang mở ra, chọc ngược vào trước người. Một vòng kiếm ý tản ra, hình thành một đạo hình tròn, không ngừng bắt đầu khởi động lấy kiếm quang màu đen và độc khí màu xanh lá, nhị khí tương giao tương dung. Đồng tử hồ lô tiểu kim cương co rụt lại, quát. Đáng chết, lại dám sinh ra ác ý đối với bổn tọa, vậy bổn tọa sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Hắn hét lớn một tiếng, ấn quyết hai tay lăng không chụp xuống, trong tiếng nổ vang ầm ầm, ba đạo kiếm ý kia chợt mất đi. Sau đó chỗ mi tâm nhộn nhạo ra một cổ dị lực, toàn bộ không gian đều bị chấn động, khiến cho người cực kỳ không khỏe. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy chỗ mi tâm hồ lô tiểu kim cương lóe lên một đoàn hào quang đỏ thẫm, đang chậm rãi nhúc nhích, trong hào quang chính là một khối hồng thạch. Đoan Mộc Thương cũng đồng thời mở to mắt, lộ ra khiếp sợ và vẻ phức tạp. Lực lượng bản thân hồ lô tiểu kim cương có hạn, khiến tinh cung chi chủ rất nổi giận. Chỉ có thể mượn nhờ hồng thạch chi lực để đề thăng lực lượng. Quả nhiên là hồng thạch, đại nhân, khiến cho người thất vọng chính là ngươi a. Trong mắt Bắc Quyến Cổn Nam hiện lên vẻ giận dữ, kiếm trong tay ý càng tăng lên tới cực điểm, song sắc quang mang cuồn cuộn bắt đầu khởi động quanh thân hắn. Hừ, hồng thạch chỉ có ở trên người bổn tọa, mới là an toàn nhất. Hồ lô tiểu kim cương hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ lạnh lùng, hai tay mười ngón chạm nhau. Một đạo ngân quang lượn vòng giữa hai tay, lực lượng mênh mông truyền ra. Bắc Quyến Cổn Nam trong lòng nao nao, quát. Nhất ngự vạn thế, bát lăng chiếu ảnh, định kiếm vi thần. Kiếm khí xông lên trời, một đạo kiếm cương lục sắc ngang trời mà đi, chém về phía hồ lô tiểu kim cương. Ngân quang trong hai tay hồ lô tiểu kim cương càng lúc càng lớn, lại là một cây ngân tiên ba thước sáu thốn, trên đó quấn từng vòng có tất cả 21 tiết. Vô số phù văn màu bạc vờn quanh trên đó. Trong mắt hồ lô tiểu kim cương hiện lên một tia giãy giụa, nắm lấy ngân tiên kia đánh mạnh xuống. Ầm ầm, ngân tiên rơi xuống, vô số ngân phù bay múa, đánh lên trên kiếm cương, bắn ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Hai người lập tức bị linh lực phong bạo cuốn vào trong, lực lượng khủng bố phóng tới bốn phía và phía chân trời. Không ít người còn chưa chạm được phong bạo kia đã trực tiếp bị linh áp lách vào bạo thân hình. Bỏ mạng tại chỗ. Không tốt, trong linh áp phong ba này có tinh thần công kích rất mạnh. Một gã võ giả tròn mắt muốn nứt, trong hai tròng mắt chảy ra huyết lệ, hai lỗ tai và lỗ mũi càng có máu tươi chảy ròng, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được linh áp kia đập vào mặt, mang theo lực lượng quỷ dị rất mạnh, trực tiếp trùng kích linh đài thức hải hắn. Ánh mắt của hắn hơi co lại, nhìn chằm chằm vào roi sắt màu bạc kia. Đúng là do lực lượng vô tận tản ra từ trên đó đã trực tiếp công kích tâm thần hồn phách.
nghịch hồn tiên quả nhiên là nghịch hồn tiên. Đoan Mộc Thương chớp động đôi mắt đẹp, vừa mừng vừa sợ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thương đại nhân biết rất nhiều nha. Bọn người Bắc Minh Nguyên Hải cũng đều nhìn sang, lộ ra vẻ bất mãn. Thái Thúc Tà Đình ánh mắt lóe lên, cả kinh nói. Chẳng lẽ chính là nghịch hồn tiên có thể trực tiếp công kích thần thức, đả thương hồn phách người trong truyền thuyết sao? Đoan Mộc Thương nói. Đúng là vật ấy, thiếp thân cũng chỉ vừa hay nhận ra thôi, kỳ thật biết cũng không hơn chư vị bao nhiêu. Lời này của nàng tự nhiên không ai tin, trên mặt đều đầy lạnh lùng. Đỗ Vũ Thành nói. Giờ này khắc này, chư vị còn muốn lưu thủ sao? Tại hạ không muốn lại tranh vào vũng nước đục này nữa, có ai nguyện rời đi với ta không? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ do dự, phần lớn đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ không muốn đi. Thiên tân vạn khổ chờ tới bây giờ, ngay cả chủ nhân tinh cung cũng xuất hiện, thu hoạch lần này có lẽ còn hơn tưởng tượng rất nhiều. Tất Hạo Đãng khẽ cười nói. Cho dù chúng ta muốn đi, kết giới bao phủ phạm vi ngàn dặm này phá được sao? Sợ rằng cách phá cầm, còn phải tìm trong những tế đàn này mới được. Đỗ Vũ Thành mặt âm trầm, nói. Mọi người cùng nhau liên thủ, chưa hẳn không thể phá, hai người này thực lực phi phàm, có trời mới biết có còn nguy hiểm gì khác không, chẳng lẽ chư vị có lòng tin bản thân có thể cười đến cuối cùng sao? Tất Hạo Đãng liếc mọi người, cười nói. Ít nhất thế cục trước mắt còn khống chế được, ta xem ngươi cũng ngu rất chấn định, sợ rằng còn chưa lấy ra át chủ bài a. Đỗ Vũ Thành biến sắc, cũng bình tĩnh lại, hai tay thả lỏng phía sau, khẽ nói. Đã như vậy, ta liền một bên nhìn xem, chư vị có thể có bao nhiêu bổn sự, có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt trong lưỡng giới sơn này. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh nhạt nói. Chuyện là do người làm nha, Thương đại nhân trước kia từng nói, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Mọi người một bên trêu chọc, ánh mắt lại thủy chung không rời khỏi vòng chiến của hai người Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Nghịch hồn tiên kia sau khi đánh ra một kích, khí thế trên người Bắc Quyến Cổn Nam yếu đi rất nhiều, thân thể thối giữa không thành bộ dáng, người cũng trở nên ngã trái ngã phải, tựa hồ đã bị thương đến linh hồn. Mà sắc mặt Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng vô cùng âm trầm, bị Thất Huyễn Lục Yểm đánh trúng, trên người hiện ra từng khối lục ban, hơn nữa phạm vi ăn mòn đang không ngừng mở rộng. Toàn thân nó tuy rằng do tài liệu tuyệt phẩm cửu giai chế thành, nhưng vẫn không ngăn được độc tính của Thất Huyễn Lục Yểm. Dám đả thương ta, tan thành mây khói dưới roi của bổn tọa đi. Trong mắt Hồ Lô Tiểu Kim Cương tuôn ra sát khí, lực lượng hồng thạch trên trán chớp động, lần nữa giơ lên nghịch hồn tiên, vô số phù văn cổ quái điên tuôn ra, đánh xuống phía dưới. 3. Ngân tiên rơi xuống một nửa, liền ngừng lại, chỉ thấy một bàn tay lớn đen kịt chụp lấy nó. Phù văn màu bạc bay khắp đầy trời, bàn tay to kia lại không chút sứt mẻ, vững như Thái Sơn. Mà Hồ Lô Tiểu Kim Cương giờ phút này cũng bị từng vòng hoa văn bao lấy, cẩn thận nhìn lại, đúng là bị một bóng dáng màu đen cực lớn dùng cánh tay ôm lấy cổ. Mà trên người bóng dáng kia cũng bắn ra vô số đường vân màu đen, như băng dán một mức trói lấy Hồ Lô Tiểu Kim Cương lên người mình, cơ hồ dung làm một thể. Cái gì? Đồng tử tất cả mọi người đều co lại, giật mình nhìn lại bên người. Chỉ thấy Mục Trinh hai tay bấm niệm pháp quyết, trên mặt hiện ra cười lạnh. Bóng đen cực lớn kia chính là do hắn thả ra. Lý Vân Tiêu, ta đã trói chặt hắn rồi, kế tiếp liền xem ngươi đấy. Lý Vân Tiêu cũng lắp bắp kinh hãi, nhìn qua bóng đen cực lớn kia, hoàn toàn không nhìn ra chân dung, chỉ là ở sau lưng bóng đen hiện ra một cái trận pháp cổ quái. Xem ra những kẻ xông vào các ngươi cũng không thể chờ đợi được muốn chết rồi sao? Hồ Lô Tiểu Kim Cương lạnh như băng nói, tuy rằng bị trói buộc không thể nhúc nhích, lại không có chút bối rối. Thân thể của hắn bỗng nhiên thoáng cái biến hình, từ trong thân thể toát ra hơn 10 đạo lưỡi dao sắc bén phủ kín toàn thân thể lại mạnh mẽ xoay chuyển. Xuy xuy, vô số trảm kích bay vụt ra, lập tức cắt đứt trói buộc, thoáng cái độn ra mấy trượng, lần nữa khôi phục thân hình bình thường. Đồng tử Mục Trinh hơi co lại, cả kinh nói. Ký ức nguyên kim, có ý tứ, nhưng hắc ám thế thân của lão phu bất tử bất diệt. Thử lại chiêu này của ta, xem ngươi có trốn được nữa không. Quyết ấn trong tay hắn phi tốc biến hóa, hắc ám khôi lỗi cất bước tới trước, mở cánh tay ra nhào tới. Trận pháp sau lưng thoáng cái phát sáng lên, toàn bộ khôi lỗi tựa hồ trực tiếp dung nhập hư không, cùng phiến đêm tối này hợp thành một thể. Cắt, bất tử bất diệt, thật buồn cười.
Hồ lô tiểu kim cương mỉa mai một tiếng, bốn phía hồng thạch chỗ mi tâm hiện ra một vòng hỏa hoa băng sắc, dần dần đốt lên. Không tốt, là băng sát tâm diễm, mau lui lại. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Mục Trinh trong lòng khẽ giật mình, tuy rằng hắn cũng không biết cái gì là băng sát tâm diễm, nhưng cảnh cáo của Lý Vân Tiêu vẫn khiến hắn trở nên cảnh giác. Quyết ấn chợt thu lại, hắc ám khôi lỗi kia lập tức dừng người, muốn thối lui về phía sau. Hừ, người cũng nhận ra băng sát tâm diễm, quả nhiên đến có chuẩn bị, bất quá chút tài mọn, có chút huỳnh quang cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, làm trò cười cho người trong nghề. Hồ lô tiểu kim cương cười lạnh một tiếng, hỏa diễm nơi mi tâm chợt lóe lên rồi biến mất, sau một khắc đã hiện ra trong lòng bàn tay hắn, bị hắn chụp xuống dưới. Ầm ầm, một đóa băng diễm cực lớn ngưng tụ thành ở trên hư không, xinh đẹp và ngắn ngủi như hoa quỳnh vậy. Toàn bộ hắc sắc thân ảnh lập tức ngưng kết, như thời gian tĩnh chỉ, bóng đen đồng thời khi hỏa diễm biến mất cũng bỗng chốc bị thôn phệ hơn phân nửa, không ngừng tan rã ra. A! À, trên mặt Mục Trinh lộ ra vẻ hoảng sợ, vạn phần khó có thể tin. Đây là hỏa diễm gì? Quả nhiên là băng sát tâm diễm, tại sao có thể như vậy? Trong mắt Đoan Mộc Thương cũng biến hóa, một loại dự cảm bất hảo bay lên. Chỉ có nghe hồng song thạch hợp nhất, mới có thể sinh ra băng sát tâm diễm. Nhưng nàng không biết hồ lô tiểu kim cương kèm theo loại ma diễm chi lực này, chỉ có điều dưới tác dụng của hồng thạch nên lại được tăng cường thêm một bước thôi. Trận pháp trên lưng khôi lỗi màu đen thoáng cái sụp đổ, triệt để hóa thành một mảnh hư vô, tiêu tán trong ban đêm. Cái này, phốc, Mục Trinh lửa giận công tâm, phun ra một ngụm lão huyết. Không chỉ có tức điên, hơn nữa khôi lỗi màu đen kia cùng hắn tâm thần tương giao, vừa tổn hại cũng khiến tâm hắn cũng tổn thương. Ngu xuẩn, trước hết giết ngươi, sau đó lại đi thu thập bọn kia. Thân ảnh hồ lô tiểu kim cương lóe lên, liền xuất hiện ở trên không Mục Trinh, giơ ngân tiên lên đánh xuống. Vô số phù văn màu bạc bay múa mà xuống, một đạo ngân quang xuyên thẳng qua trong đó. Roi còn chưa rơi vào trên thân, Mục Trinh liền ôm đầu kêu to lên, thống khổ không thôi. Lão phu liều mạng với ngươi, biến thành áo giáp. Quanh thân hắn thoáng cái bay lên vô số hào quang, thân thể lập tức cao lớn lên, bị một cỗ thiết giáp khôi lỗi chừng 10 trượng bao khắp toàn thân, trên người lộ ra vô số phù văn tuôn ra, xông mạnh tới trước. 3. Thiết Khải hai tay thoáng cái bắt lấy ngân tiên kia, phù văn trên người sáng lên, vô số lực lượng khủng bố tuôn ra. Cái gì, hắn lại muốn tự bảo. Mọi người đều giật mình, không thể tưởng được Mục Trinh lại liều mạng như thế. Mục Trinh cách bọn họ cũng không xa, mọi người đều hoảng sợ bay ngược ra sau. Sắc mặt hồ lô tiểu kim cương cũng đại biến, nhưng nghịch hồn tiên kia bị đối phương cầm chặt, hoàn toàn không dẫy ra được. Hắc, chết đi. Trong Thiết Khải truyền ra một tiếng cười lạnh, ầm ầm thoáng một phát nổ bung. Hồ lô tiểu kim cương lập tức bị lực lượng tự bạo kia đánh chung, toàn bộ trời cao hiện ra không gian nứt gãy, một khe hở ngăm đen vắt ngang bầu trời. Phanh! Trong lực lượng nổ tung cực lớn kia, bay ra một viên cầu toàn thân ánh vàng rực rỡ, thẳng đến bên ngoài trăm trượng mới dừng thân lại. Viên cầu kia dâng lên vô số phù văn, đột nhiên giãn nứt, sau đó răng rắc một tiếng nghiền nát. Mục Trinh từ bên trong chui ra. Trên người của hắn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng sắc mặt cực độ trắng bệch, trong mắt lóe ra sát ý, nhìn chằm chằm vào vùng nổ tung kia. Ra đầu tất cả mọi người thoáng cái run lên, trong tự bạo cường đại như thế lại vẫn bình yên vô sự. Có thể thấy được thiết kế của thiết giáp khôi lỗi kia tinh diệu đến cỡ nào, do trong ngoài hai tầng tạo thành, lúc tự bạo, ngoại khải toàn bộ tự động thoát ly, năng lực sinh ra cũng bắn ra bên ngoài. Đồng thời vì để tránh cho ngoài ý muốn xảy ra, nội khải cũng sẽ lập tức ngưng cầu, hình thành phòng ngự vô cùng cường đại, bảo hộ chủ nhân phá không rời đi. Đây vốn là một đòn sát thủ cuối cùng của Mục Trinh, nhưng vừa rồi dưới nghịch hồn tiên, thần thức hồn phách bị đánh thẳng vào, khiến hắn lập tức thi triển ra sát chiêu. Dưới nổ tung trùng kích, cả người hồ lô tiểu kim cương đã triệt để biến hình, cơ hồ trở thành một đoàn sắt vụn, nghịch hồn tiên tuy rằng hình thái hoàn hảo, nhưng lại mất hết hào quang. Chọc vào trong thân thể. Két, két. Thân thể hồ lô tiểu kim cương không ngừng phát ra âm thanh, đúng là ký ức nguyên kim phát huy tác dụng, dần dần trở lại như cũ. Nhưng lục ban trên thân thể lúc càng lớn, tựa hồ ảnh hưởng đến thể chất khiến khôi phục phi thường chậm chạp. Đoan Mộc Thương cả kinh nói. Mọi người cùng nhau ra tay,
chờ hắn khôi phục thì khó ai chế phục được hắn nữa. Vừa rồi Mục Trinh một kích tự bạo kinh thiên động địa, tăng thêm băng sát tâm diễm và gần như bất tử chi thân, khiến tất cả mọi người đều kiêng kỵ vạn phần. Bắc Minh Nguyên Hải nói, công kích bình thường đối với hắn căn bản không có tác dụng, mọi người vẫn nên xuất ra át chủ bài đi thôi. Đột nhiên một tiếng du du truyền đến, hùng hồn và trầm ổn, khiến cho thiên địa đều run lên. Tất cả mọi người biến sắc, cảnh giác nhìn lại mọi nơi. Bắc Quyến Cổn Nam sau khi trúng một kích của nghịch hồn tiên vẫn một mực đều trong hoảng hốt. 10 vạn năm qua linh hồn chi lực của hắn cũng đã tiêu hao thật lớn, căn bản khó có thể thừa nhận nổi. Mà giờ khắc này thân hình hắn lại run lên, trong con ngươi đục ngầu lộ ra một tia tinh mang, tựa hồ thần trí thoáng cái khôi phục lại. Lại một thanh âm vang lên lên, bầu trời lần nữa run lên một cái, như có người đang chậm rãi tiến lên vậy. Đây là có chuyện gì? Là vật gì? Bắc Minh Nguyên Hải cũng khiếp sợ không thôi, có loại cảm giác run sợ không hiểu. Ha ha, người rốt cục đi ra sao? Bảo bối của ta. Hồ Lô Tiểu Kim Cương tuy rằng thân thể vẫn là một đoàn sắt vụn, khôi phục cực kỳ chậm chạp, lại nhịn không được cười ha hả, trong mắt không ngừng tỏa ánh sáng. Bỗng nhiên trong đám tế đàn phía dưới, trong đấu chi tiểu tinh của Huyền Vũ tinh vực nổi lên hào quang, mấy chục cây cột sáng trực tiếp trùng thiên. Ánh sáng màu xanh chớp động, những hào quang từ trong tế đàn phun ra hội tụ trên trời cao, hóa thành một đầu ngưu ảnh màu xanh cực lớn, che đậy vòm trời. Đầu thanh ngưu như một ngọn núi cao hiểm trở trùng điệp, hai mắt lập lòe như tinh thần, hai cái cự giác như cột điện bằng sắt đứng vững, răng như một hàng lưỡi dao sắc bén. Ở dưới chớ eo, toàn bộ quang ảnh có dài cả ngàn trượng, từ chân đến lưng, càng cao đến 800 trượng, bàng nhiên cự vật, lập thiên mà đứng. Tất cả mọi người lập tức hóa đá, há to mồm, nguyên một đám nhìn qua thanh ngưu kia đều ngây ra như phỗng. Trên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương phanh thoáng một phát phục hồi một cánh tay, từ trong thân thể rút ra nghịch hồn tiên, vung lên vào trong trời cao. Một đạo phù văn màu bạc hóa ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Thanh ngưu kia kêu dài một tiếng thân thể bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hóa thành lớn như châu nước, hơn nữa hào quang đều thu liễm lại. Mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng, ngưu này cũng không phải là ngưu thật tu, mà là một cỗ khôi lỗi. Nhưng trong hai mắt linh tính 10 phần, hẳn có luyện hung hồn vào trong đó. Khôi lỗi này. Mục Trinh kinh hãi, trong mắt lóe ra sợ hãi, thân hình nhịn không được run rẩy. Đây là thần khôi, thần khôi là cái gì? Bắc Minh Nguyên Hải kinh hỏi, khí tức của thiết ngưu kia cho tất cả mọi người ở đây một loại cảm giác áp chế, mỗi người đều biến sắc. Thiết hầu Mục Trinh khanh khách vang lên vài tiếng, cuối cùng không lên tiếng. Chỉ nhìn chằm chằm vào thiết ngưu màu anh kia, trong mắt có chút tuyệt vọng. Bắc Quyến Cổn Nam sắc mặt nặng nề thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nói. Đây là sủng thú của Huyền Vũ Tinh Cung chi chủ, Linh Mục Địch Đại Nhân, đứng đầu quần hùng lưỡng giới sơn, tuần thiên đấu ngưu. Trong miệng của con thanh sắc thiết ngưu kia u ồm kêu lên, trầm thấp mà xa xưa, chấn động lòng người. Tuần thiên đấu ngưu, Mục Trinh kinh ngạc nói. Sủng thú, đây không phải là thần khôi sao? Con người của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, trong lòng đại chấn, hắn nhìn chằm chằm bộ dáng của thanh ngưu, thoáng cái nhớ lại bên trong Hải Hoàng Điện, trên vô số thạch trụ, gặp qua tương tự chân linh hình bò. Hắn thất thanh kêu lên. Vật này là chân linh. Mọi người nghe vậy, đều là toàn thân đại chấn, hết đường thần sắc. Bắc Quyến Cổn Nam nói. Tuần thiên đấu ngưu đích thật là một trong chân linh. Năm xưa trong trấn ma chi chiến, nó gần như bỏ mình. Linh Mục Địch Đại Nhân thiên tân vạn khổ cầu người luyện chế ra giá phó khôi thân, để nó hồn phách có một chỗ ở. Hắn cho đã mắt phức tạp, từ tự tựa hồ có chút bay xa. Sắc mặt của Mục Trinh trắng bệch, nói. Chân linh hung hồn, lại thêm thần khôi chi thân. Linh Mục Địch hừ lạnh nói. Nghĩ không ra lấy khả năng của bản tọa, cũng sẽ có một ngày như vậy, đối phó chính là một ít vũ đế tồn tại. Cũng cố sức như thế. Thân thể của Hồ Lô Tiểu Kim Cương ở một chút phục hồi như cũ, nhưng khí thế lại không lớn bằng lúc trước. Bản thân lực lượng của Hồ Lô Tiểu Kim Cương sẽ không tiêu giảm, nhưng Linh Mục Địch linh hồn chi lực cùng với lực khống chế đối với thân thể càng trở nên suy yếu. Đặc biệt trên người chất độc xanh biếc càng ngày càng nhiều, hỗn hợp kim trúc cấu thành thân thể cũng không chống đỡ được độc tố, hủ hóa thối giữa xuống tới,
khuôn mặt của hắn nữ khúc thành bộ dáng mướp đắng, nói. Quyến Cổn Nam, người thủy chung là cánh tay đắc lực nhất của ta, ta không muốn đả thương ngươi. Ở dưới đầu mưu của bản tọa, các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Ngươi mau đưa độc trên người bản tọa giải, làm lại bộ hạ của ta. Bắc Quyến Cổn Nam vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, im lặng không lên tiếng. Sắc mặt của Linh Mục Địch trầm xuống, lạnh lùng nói. Cổ thân thể này đối với ta mà nói căn bản không giá trị một phơi nắng, giết sạch các ngươi sau đó ta lại đổi một cỗ khác là được, bản tọa chỉ là không nỡ giết ngươi, muốn cho ngươi một lần cơ hội mà thôi, ngươi không nên không biết phân biệt. Lý Vân Tiêu đột nhiên trào phúng nở nụ cười, nói. Mục Địch tiền bối, lời lừa gạt không phải hảo hài tử Nga. Đoạt xá hữu linh chi khu, rất khó cùng với linh hồn của chính mình dung hợp, thân thể sẽ không ngừng phản phệ hồn phách, trừ phi ngươi đi đoạt xá một ít đề giai võ giả lại vừa hoàn toàn khống chế, nhưng tất nhiên phá bản thân thiên tư của hư thân thể, mặc dù một lần nữa tu luyện, cũng khó đăng đỉnh phong. Mà đoạt xá vô linh chi khôi, liền suốt đời khó có thể tồn tiến. Không chỉ có như vậy, không có thân thể, đan điền, kinh mạch lực bổ dưỡng, hồn lực cũng sẽ không ngừng trôi qua, cuối cùng tiêu vong thần trí, triệt để biến thành khôi linh cấp thấp, duy chỉ có ngươi lúc này chiếm cứ cỗ thân thể đó. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Có phải rất cho ngươi kinh hỉ hay không? Linh Mục Địch cả người run lên, kinh hãi nói. Ngươi là có ý gì? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, cổ thân thể này sợ là trong thiên hạ thích hợp nhất đối với ngươi, cũng sẽ tìm không ra cỗ thứ hai như vậy tồn tại. Không chỉ có là độ phù hợp, còn có băng sát tâm diễm. Phanh! Linh Mục Địch toàn thân run rẩy một cái, vặn vẹo thân thể một chút bành trướng ra, ngũ chỉ nắm chặt, khiến bốn phía không khí cũng chấn vỡ nổ tung, phát sinh tiếng nổ phá. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Không cần hỏi ta vì sao biết. Bởi vì ngươi chiếm cứ cỗ khôi lỗi này, vốn là ta luyện chế ra tới. Lần này ta tới hai giới sơn cũng là đặc biệt vì nó mà đến, nhưng không nghĩ quấn vào trận phong ba nhàm chán này, càng không muốn khôi lỗi của ta bị ngươi chiếm đoạt. Tất cả mọi người đều sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Mục Trinh cũng là ngạc nhiên dưới, lúc này mới lộ ra chợt hiểu, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi luyện chế ra tới. Sắc mặt của Linh Mục Địch thay đổi. Đột nhiên cười ha hả, nói. Ha ha, người đã năng luyện chế ra một, tự nhiên còn có thể luyện chế ra cỗ thứ hai, thứ ba. Lý Vân Tiêu nói. Chưa chắc. Linh Mục Địch vùng xung quanh lông mày trong nháy mắt nhếch lên, quát dẹp đường. Vì sao? Lý Vân Tiêu nói. Một là tài liệu khó tìm, cơ duyên khó gặp gỡ, cỗ khôi lỗi này cũng là vừa khớp, một chút mới diễn biến đến bộ dáng bây giờ đây. Thứ hai sao? Cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là bản thiếu tâm tình không tốt, cái gì đều luyện không được. Trong mắt của Linh Mục Địch lóe lên hung quang, lạnh giọng nói. Hừm, bản tọa cho ngươi thư giãn gần cốt hồn phách, ngươi sẽ tâm tình thật tốt rồi. Trong tay hắn nghịch hồn tiên như nhau, trong miệng phun ra cổ quái âm phù. U ồm, Tuần Thiên Đấu Ngưu thấp giọng kêu lên một chút, chậm rãi xoay người lại, trong mắt toát ra thanh quang, như là lưỡng khỏa thật lớn bảo thạch. Từng vòng ánh sáng từ nó bốn vó hạ tràn. Toàn bộ bầu trời thoáng chút đã bị thanh sắc quang văn bao phủ, dường như thanh võng che khuất bầu trời, tràn đầy toàn bộ kết giới, mỗi người đều bị bao phủ bên trong. Đây là cái quỷ gì vậy? Lý Vân Tiêu lộ ra kinh ngạc, thanh sắc quang mang giống như là mạng nhện vậy, chính mình hoàn toàn bị dính vào mặt trên, không chỉ có như vậy, ngay cả nguyên lực cũng bị ràng buộc, ngón tay đều khó khăn lấy động đậy một chút. Mọi người đều biến sắc. Thử vận chuyển nguyên lực, tuy rằng còn có thể hành động, nhưng đang nhận được cực đại áp chế. Hơn nữa bên trong phương viên ngàn mẫu, hoàn toàn bao phủ ở trong quang võng này, căn bản không chỗ có thể trốn. Bắc Quyến Cổn Nam nói. Đây là Tuần Thiên Đấu Ngưu Thiên Phú Thần Thông, nó tự mang vực giới chi lực, giống như là kết giới cấm chế vậy, nhưng hơi có chút bất đồng. Nó không những được đi qua bên trong thanh quang công kích võng bất kỳ người nào, hơn nữa mọi người sau khi bị thương mất đi lực lượng. Đều sẽ bị nó hấp thu qua, lâu dài tiêu hao. Cái gì, lúc này còn đánh như thế nào? Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, toàn bộ há to mồm. Ngay cả đám người Bắc Minh Nguyên Hải cũng là trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, tựa hồ có chút lo lắng. Thân thể của Linh Mục Địch cơ bản khôi phục, cầm trong tay nghịch hồn tiên, cười lạnh nói.
Ngươi tên phản đồ này, còn phản bội thực sự là triệt để a. Bắc Quyến Cổn Nam nói. Mục địch đại nhân, chỉ cần ngươi bỏ qua hồng thạch, ta lập tức giải trừ chất độc trên người ngươi. Nghe vừa rồi người nọ nói như vậy, cỗ thân thể này đối với ngươi rất trọng yếu. Câm miệng. Linh mục địch lớn tiếng quát dẹp đường. Sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giải độc, quy thuận, bằng không chết. Trong mắt của Bắc Quyến Cổn Nam lộ ra nồng nặc bi ai. Hai giới sơn đồng bạn tất cả đều vì phong ma mà chết, mặc dù là đại nhân ngài cũng rơi vào đạo tiêu bỏ mình, ta cũng chỉ tồn một đạo tàn hồn. Dù vậy, mọi người cũng không có mỗi câu oán hận. Sống có gì vui, chết có gì buồn, cho dù hóa thành thi thể mục nát, lại trấn thủ 10 vạn năm ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là đại nhân ngài hiện tại bộ dáng này, làm sao đối mặt hơn 3.000 anh linh hai giới sơn bạn bè. Thân thể của linh mục địch run lên, tựa hồ cực kỳ xúc động. Nhưng trong mắt rất nhanh bị sắc bén vẻ thay thế được, quát dẹp đường. Hồng thạch ở trong cơ thể ta, đó là nơi khắp thiên hạ an toàn nhất, đây cũng là ý nghĩa hơn 3.000 bạn bè hy sinh, người càng tổn hại mọi người hy sinh, muốn cho hồng thạch rơi vào trong tay đám người thân phận bất minh này sao? Xin lỗi mọi người hy sinh, là ngươi a, Bắc Quyến Cổn Nam. Đại lượng quang mang từ trên người linh mục địch dâng lên, kèm theo 7 huyễn xanh biết hiểm độc, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo lợi hại. Gào thét nói. Đều đi tìm chết cho ta. Nghịch hồn tiên mạnh mẽ vung lên, ở trong trời cao hóa ra một đạo ngân quang, trong đó vô số ký hiệu lóe ra, phiêu phiêu nhiều xuống. Toàn bộ bên trong kết giới đều ở vào trong một mảnh ngân sắc ký hiệu, mang theo dị lực hảo hãn hướng mọi người cuốn theo tất cả đi. Chúng nhân thất kinh, trên ngân sắc ký hiệu không chỉ có tính công kích cực mạnh, hơn nữa trực tiếp nổ phá hồn phách. Hơn nữa cùng lúc đó, Tuần Thiên Đấu Ngưu truyền đến một tiếng gầm nhẹ, bên phải móng trước giơ lên sau mạnh mẽ đạp xuống. Ầm. Trên quang võng chấn động, vô số thanh quang dâng lên, bên trong cũng bay ra thanh sắc ký hiệu, toàn bộ bên trong kết giới không gian một mảnh thanh mang. Phanh. Một gã võ giả bản liền trọng thương trong người, bị thanh sắc ký hiệu một chút dán đầy quanh thân, trong nháy mắt nổ lên, nổ thành một đoàn huyết nhục. Cái gì, thứ này còn có thể nổ tung? Mỗi người đều là ra đầu một trận tê dại, hoảng hốt liều mạng thi triển ra tuyệt kỹ, đem thanh sắc ký hiệu đầy trời đánh văng ra ở ngoài 10 trượng. Ầm ầm. Tức đã là như thế, ký hiệu này còn là cuồn cuộn bạo liệt, trùng kích lực kinh khủng ở trên thanh võng quanh quẩn. Mà trên bầu trời ngân sắc ký hiệu cũng đều hạ xuống, như là yêu dị hoa tuyết, ở bên trong kết giới phiêu hốt xoay tròn. A! À, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám võ giả chính đang khổ cực chống lại bạo tạc chi lực, trong lúc bất chợt cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, trong khí khổng chảy ra máu tươi. Bang 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 bang. Nghịch hồn tiên uy lực đánh thẳng tới thần thức hồn phách, trong nháy mắt ra tốc tàn sát, không ít người càng ở trước thanh phù bạo thể cũng đã bị ngân phù đánh chết. Khắp bầu trời tràn đầy mùi máu tươi của cường giả, dưới cao giai vũ đế hầu như toàn diệt. Mà cao giai vũ đế trở lên, còn lại là một tinh một tầng thứ. Thất tinh vũ đế cường giả cũng không tốt gì, đồng dạng là thất khổng chảy máu, thân thể bắt đầu tan vỡ. Bát tinh vũ đế khó khăn lắm tự bảo vệ mình, chỉ có cửu tinh vũ đế mới cơ bản không lo. Linh mục địch và Tuần Thiên Đấu Ngưu liên thủ một kích, trực tiếp nháy mắt giết chết quá nửa võ giả, chỉ còn lại có 30-40 người, hơn nữa phân nửa trọng thương trong người, sợ là khó lại chống đỡ tiếp theo kích đến. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù là đám người Bắc Minh Nguyên Hải cũng là kinh sợ không ngớt. Quyến Cổn Nam đã ở dưới song trọng trùng kích, đôi mắt trở nên có chút hoảng hốt, hắn mục chi khu cơ hồ là tồn tại bất tử, nhưng nghịch hồn tiên này lại trực tiếp khắc chế hồn lực của hắn. Chết tiệt! Tất Hạo Đãng bỗng nhiên phẫn nộ quát một tiếng, một đạo hồng quang ở trời cao hiện lên, người khác ảnh một chút xuất hiện ở Tuần Thiên Đấu Ngưu trên, trong tay kim quang lóe lên, một cây trường thương tựu thẳng tắp đâm xuống phía dưới. U ồm, tiếng bò giống trầm thấp kêu lên, to lớn đầu trâu hơi ngăn, trên bầu trời vô số thanh võng nhất thời co rụt lại, đem Tất Hạo Đãng túi nhập bên trong, toàn bộ quang mang lóe lên dưới, tự tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc, Tất Hạo Đãng trực tiếp bị chuyển đưa đến trăm trượng ở ngoài, đồng thời quanh thân dán đầy thanh sắc ký hiệu. Cái gì? Trong mắt của Tất Hạo Đãng đều đột đi ra, một lòng trong nháy mắt chìm đáo đáy cốc. Trong tay áo tinh kỳ mở ra, ngũ sắc ánh sáng tuôn ra. Ầm ầm, thanh sắc ký hiệu trong nháy mắt nổ lên, lực lượng kinh khủng phóng lên cao, còn lại võ giả rất xa đều có thể cảm thấy hủy thiên diệt địa lực,
bạo tạc uy lực tan hết, Tất Hạo đãng bốn phía ngũ hành ánh sáng hoảng hốt bất định, cả người đều một mảnh đầy bụi đất, tuy rằng chật vật bất kham, nhưng may là không bị thương tích gì. Trong lòng Lý Vân Tiêu thất kinh không ngớt, phiến vực giới này, mặc dù không giống như trong giới thần bi dựa vào chủ nhân tùy tâm sở dục, nhưng cùng với lôi giới của lôi hổ hỏa báo không sai biệt lắm, cơ hồ là một loại thần thông diễn hóa. Đoan Mộc Thương ánh mắt chớp động, nói. Mọi người có thể có biện pháp gì tốt? Trong mắt của Thái Thúc Tà Đình có chút vẻ tuyệt vọng, nói. Đây là chân linh hung hồn phối hợp với thần khôi, hầu như chính là thần cảnh tồn tại, dốc hết sức giảm chục lần, chúng ta có chống đỡ thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đừng quá bi quan, nếu thật là thần cảnh tồn tại, vừa rồi dưới một kích chúng ta đã sớm hôi phi yên diệt, còn có thể có cơ hội tại đây nói chuyện phiếm tâm sự sao? Không sai, 10 vạn năm trước tuần thiên đấu nghiêu đã thân chịu trọng thương, đem hồn phách của nó dung nhập trong khôi lỗi, lại trải qua 5 tháng hao mòn, đã rơi xuống thần cảnh. Mới vừa rồi lực lượng một kích, còn chưa đủ bằng 1% lúc nó toàn thịnh. Bắc Quyến Cổn Nam nhìn chằm chằm tuần thiên đấu nghiêu, ánh mắt phức tạp nói rằng. Không được 1%. Tất cả mọi người đều trong lòng một trận sợ hãi, lúc toàn thịnh sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Lý Vân Tiêu nói. Quyến Cổn Nam tiền bối, 7 huyễn xanh biết hiểm của ngươi có thể khắc chế được nó hay không? Bắc Quyến Cổn Nam lắc đầu nói. Nếu là trước đó hẳn là có thể, tuy rằng ta hồn lực hỏng rồi, nhưng tấm thân thể mục nát này vốn là đại thành thiên địa độc thân, đủ để khống chế đại diệt tuyệt ngũ độc. Nhưng bây giờ, hắn khổ sở nói. Dưới nghịch hồn tiên, trạng thái linh hồn của ta như gần như xa, hoảng hốt bất định, đã không còn nhiều thời gian rồi, càng khó lấy xuất thủ. Con người của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, nhìn chằm chằm bộ thân thể mục nát, hoảng sợ không ngớt. Đồ đệ của hắn Mộng Bạch cũng là thiên địa độc thân, một trong kỳ dị thần thể, mà cái gọi là đại thành, đó là bát môn đều mở, thân thể thành thánh. Bắc Quyến Cổn Nam thời khắc này thân thể, hẳn là còn trải qua đặc thù xử lý, lúc này mới có thể trải qua 10 vạn năm tuế nguyệt, mà gần như không chết. Trong mắt của hắn một mảnh mơ hồ mờ mịt, thật có chút thần trí dần tiêu mất. Hiển nhiên ở dưới 2 chiêu nghịch hồn tiên, đã bị thương không nhỏ. Linh Mục Địch tuy rằng nhìn không ra biểu tình, nhưng nhãn thần ngoại trừ sắc bén ra, còn có thần sắc phức tạp, quấn quýt không ngừng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn, cũng không lên tiếng, ngược lại thì hai mắt khép hờ, tựa hồ chuyện không liên quan tới mình, điều tức. Đoan Mộc Thương nói, nếu không có đủ 1% lực lượng, thiếp thân liền có phương pháp khắc chế, ta có 1 chiêu thần thông, chỉ là cần tiêu hao thời gian nhất định. Bắc Minh Nguyên Hải nói, thương đại nhân cứ việc thi triển, chỉ là kéo dài 2 lão quái vật này một trận nói, tại hạ cùng với những người bạn này, tự hỏi vẫn có thể làm được. Những người khác trợn mắt với hắn một cái, vô duyên vô cớ đã đem mọi người cùng nhau lôi kéo, bất quá giờ này khắc này, nếu không phải đồng tâm hiệp lực nói, sợ là ai cũng đi không được, vì vậy chưa từng hé răng. Đoan Mộc Thương trầm giọng nói, được, làm phiền chư vị rồi. Nàng hai tay bấm tay niệm thần chú, ở trước người hợp lại, quanh thân 9 đạo hoa quang bay lên, như là một đóa liên hoa chưa nở, đem nàng bao bọc vào trong đó. Một cổ thánh khiết chi khí từ bên trong liên hoa mọc lên, trên nụ hoa chưa nở này, hiện ra vô số kim sắc ký hiệu, thoáng cái bừng lên. Đoan Mộc Thương đứng yên bên trong liên hoa, phía sau hiện ra một đạo hư ảnh, đúng là thiên thủ thiên nhãn. Linh Mục Địch sắc mặt đại biến. Đây là... Hắn cả người chấn động, quát lên. Giết bọn họ. Trong tay nghịch hồn tiên múa lên, một đạo ngân quang phi động. Thanh Ngưu kia loạng choạng đầu lớn, u ồm nhấc chân đạp 4 vó, nhoáng lên một cái, thân thể to lớn như vậy đã xuất hiện ở trước người Đoan Mộc Thương. Trên trán 2 sừng như sắt tháp đứng vững, trực tiếp đứng thẳng đi tới. Không trung lưỡng đạo sóng gợn ở trên đỉnh tháp đẩy ra, không gian trực tiếp bị Thanh Ngưu cự lực ép xuống. Nhằm phía thiên thủ thiên nhãn hư huyễn chi ảnh. Tất cả mọi người còn không có phản ứng kịp, Lý Vân Tiêu một chút thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thanh Ngưu, hét lớn một tiếng hướng phía cặp sừng kia chộp tới. Dưới 2 lòng bàn tay, không gian đều bị bóp nát, 2 cánh tay một chút trở nên ánh vàng, mạnh mẽ nắm sừng trâu, đem đỉnh đầu chi thế cản lại. Cái gì? Mọi người đều là hoảng sợ, trong mắt một mảnh kinh hãi. Trên 2 sừng của Thanh Ngưu này bắn ra lực lượng kinh khủng, đừng nói thân thể chống lại, coi như là dùng hết huyền khí chi lực cũng chưa chắc có thể ngăn được.
còn không mau xuất thủ. Lý Vân Tiêu tức giận quát một tiếng, trên người gân xanh lộ, nói. Bên trong phiến vực giới này, nó có thể tùy tâm sở dục thuấn di. Trên người Tuần Thiên Đấu Ngưu có vạn cân lực, ép tới kim sắc cánh tay của bắt đầu dạn vỡ ra, huyết dịch vàng rực chảy ra, cả người cũng không ngừng lui về phía sau. Đoan Mộc Thương ở trong thi thuật cũng hơi mở hai tròng mắt, xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc. Những người còn lại mới phản ứng được, cái này ai cũng không dám giấu giốt, mấy đạo thân ảnh chớp động một chút đã xuất hiện ở trên bầu trời đầu Ngưu. Lý Vân Tiêu lúc này mới hai tay vừa thu lại, thân thể từng tấc hóa lôi. Lực lượng hai sừng của thanh Ngưu kia bỗng nhiên oanh tới, trong nháy mắt đưa hắn lôi điện chi thân chấn phấn thân toái cốt, vô số lôi quang hướng bốn phía phụt ra. Sau đó lần thứ hai tụ tập ở trên khoảng không, hóa ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu, chỉ bất quá sắc mặt trở nên trắng bệch, hai cái cánh tay cũng là tiên huyết nhễ nhại. Lúc này, Bắc Minh Nguyên Hải 10 ngón bắn liên tục, hiện ra ngọc bích sắc chỉ khôi, một cổ âm khí mờ mịt ở đầu ngón tay toát ra, đột nhiên điểm xuống. Huyền âm thất chỉ, bang bang bang, mỗi một ngón tay đánh vào trên lưng thanh Ngưu, mỗi một lần đều điểm ra một đạo ám sắc băng ban. Đồng thời để động tác của thanh Ngưu bị kiềm hãm, toàn bộ trên người đều bao trùm một tầng miếng băng mỏng, hầu như đông tụ lại ở đó. Sau đó hai tay hợp lại, vô biên hàn khí từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành từng đạo gió xoáy kích bắn ra. Toàn bộ bầu trời biến sắc, bay xuống nhiều đóa tuyết trắng, một mảnh ngân trang làm khỏa, đặc biệt xinh đẹp. Vạn thụ hàn hoa, thiên xích tuyết. Hai tay ngưng trưởng, mạnh mẽ lăng không chụp đến. Mục đích của Bắc Minh Nguyên Hải rất rõ ràng, cũng không phải là muốn đả thương địch nhân, mà là trên mức độ lớn nhất kéo dài, song trưởng oanh xuống, bầu trời rung động. Tuần Thiên Đấu Ngưu trong nháy mắt bị ngưng kết, toàn bộ thân thể không ngừng kết băng, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa băng sơn, trực tiếp xuyên thủng tinh vân. Nhưng người còn lại đều há to mồm tới, kinh hãi nhìn dị cảnh trước mắt này, đối với Bắc Minh Nguyên Hải đều sinh ra một tia kiêng kỵ tới. Bắc Minh Nguyên Hải hô khẩu khí, nói. Lão phu dùng vạn năm hàn băng chấn áp nó, không biết có thể duy trì bao lâu. Thái Thúc Tà Đình nói. Như vậy phải làm không việc gì, lão hủ lại thêm vài đạo phong ấn. Hắn hai ngón tay khép lại, đột nhiên xuất hiện một đạo hoàng phù, phù ấn màu vàng ở trong đó không ngừng hiển hóa ra, vung lên, hóa thành hàng ngàn hàng vạn, đều dán ở trên băng sơn, rậm rạp. Nhất thời một cổ phong ấn chi lực hiện ra. Trên băng sơn phóng xuất ngũ quang thập sắc, xuyên thấu qua lớp băng còn có thể thấy Tuần Thiên Đấu Ngưu đông lạnh ở trong đó, vô pháp nhúc nhích. Hừm, ấu trĩ. Thanh âm châm chọc của Linh Mục Địch truyền đến, chỉ thấy được bóng người lóe lên, hắn liền trực tiếp dẫm nát trên băng sơn, trên trán hồng thạch quang mang chớp động liên tục, đầy người xanh biếc độc đều bị đẩy vào bàn tay trái, trở nên mặc lục không gì sánh được. Cánh tay kịch độc kia trực tiếp bấm tay niệm thần chú, một đạo kim quang hình tròn sáng lên. Bắc Quyến Cổn Nam cả người chấn động, bỗng nhiên hét lớn. Mọi người chạy mau. Hắn trước tiên thoáng chút liền bay lên, mấy người lóe lên liền trốn chạy đến sát biên kết giới. Những người còn lại còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Linh Mục Địch khóe miệng hiện ra một tia lạnh lẽo, từng chữ nói. Cửu Thiên Đô Lục Đại La Hoàn. Ầm ầm. Theo thanh âm hạ xuống, dưới chân băng sơn chợt rung mạnh, ngàn vạn phù lật trong nháy mắt bay lên, thoáng chút chấn về bốn phương tám hướng. Sơn thể cũng từng tấc nứt ra, một tiếng nộ hống kinh thiên từ băng sơn chi để truyền đến. Từng lớp băng, chỉ thấy trên cổ đấu ngưu chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vòng hình tròn, thay đổi đến đỏ bừng không gì sánh được, tản mát ra lực lượng kinh khủng hướng ra bốn phía kích động. Toàn bộ băng sơn trong nháy mắt nổ nát, biển lực như sóng biển dâng trào mà đến, sơn thế trong nháy mắt tan rã thành nước, ngưng tụ thành một cơn sóng gió động trời. Trên sóng lớn, Tuần Thiên Đấu Ngưu bốn vó nhấc lên, trên người thanh quang đại thịnh, không ngừng có ký hiệu bay lượn. Một đạo vòng tròn xích hồng sắc lên đỉnh đầu phía trên lượn vòng, tản mát ra lực lượng kinh khủng, hướng ra bốn mặt áp đến. Linh Mục Địch đưa tay chộp một cái, hạng quyền nhất thời rơi vào trong tay, sau đó hướng bên dưới ném đến, nhất thời hóa thành to lớn mấy mẫu, lăng không đè ép xuống tới. Đồng thời Tuần Thiên Đấu Ngưu lần thứ hai dẫm lên ra vực giới. Trên người này bay múa ký hiệu một chút ngưng kết, hóa thành một kiện cẩm tú hoàng kim giáp uy phong lẫm lẫm, rơi ở trên người. Dưới chân bốn vó bước ra đám mây, nhất thời ánh vàng, giống như thiên thần. Ầm ầm,
Mọi người ở dưới hạng quyển đè một cái đều cảm thấy khí huyết phún trương, thân thể hầu như muốn bạo vong. Có vài tên võ giả vốn đã trọng thương trực tiếp đập phun ra máu, tại chỗ bỏ mình. Lên trên đỉnh, Mục Trinh hai mắt trợn từng, phẫn nộ quát một tiếng, hai tay bấm tay niệm thần chú, một đạo khôi lỗi to lớn ở trước người đứng lên, hai tay một mảnh trong suốt thấu triệt, dường như hột xoàn mạnh mẽ hướng phía hạng quyển chống đỡ đến. Ầm ầm. Con khôi lỗi kia mặc dù không giống Khai Sơn Thiên Đinh khôi ngô kinh người, nhưng vẫn là hung hãn không gì sánh được, hai bàn tay kết ấn, một đạo thanh quang hiện lên ở lòng bàn tay, gắt gao chống đỡ hạng quyển. Răng rắc. Một đạo tiếng nổ nứt thanh thúy vang lên, sau đó hai cánh tay trong suốt kia trong nháy mắt bạo liệt. Toàn bộ khôi lỗi thật lớn thoáng chút nổ thành vô số mảnh nhỏ, bên trong kết giới một mảnh chấn động, mỗi người đều giống như là đọng ở trên thanh võng, qua lại nhộn nhạo, sắc mặt trắng bệch. Linh Mục Địch vẻ mặt châm chọc, nhãn thần miệt thị, giống như là đang nhìn con kiến hôi vậy, trong lúc bất chợt thần sắc của hắn khẽ động, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Đoan Mộc Thương đứng chi liên hoa, đã nở rộ, trên thiên thủ các thức quyết ấn, tẫn không giống nhau, thiên nhãn cũng có mấy trăm cái mở ra, nhìn hết thế gian bách thái. Không tốt. Hắn mạnh mẽ đánh tới một chảo, cửu thiên đô lục đại la hoàn bay trở về, quyết ấn mấy lần biến đổi nhắm phía Đoan Mộc Thương đánh tới. Đột nhiên một đạo nhân ảnh ở trời cao hiện lên, kim thương đâm một cái, phát sinh tiếng phá vỡ chói tai, trực tiếp xuyên thấu hạng quyển, đồng thời hiện ra một quyển kim sắc vòng xoáy. Chính là Tất Hạo Đãng, hai tay không ngừng đem ấn quyết đánh vào thân thương, các loại ký hiệu kích động. Cửu thiên đô lục đại la hoàn chỉ là xích quang lóe lên, phanh một cái đã đem trường thương vắt nát bấy, đồng thời toái khí đã ở dưới lực lượng của la hoàn hội tụ, hóa thành hàng vạn hàng nghìn ám khí, kích chiếu xuống tới. Tất Hạo Đãng biến sắc, lăng không một trường, ngũ hành nguyên tố kỳ thoáng chút mở ra, nhất thời ngũ hành chi lực tuôn ra, ngưng tụ thành trận. Tương hỗ phối hợp. Tương sinh tương khắc, không ngừng diễn sinh, biến hóa vô cùng. Hắn cũng biết Đoan Mộc Thương lúc này nổi lên đại chiêu, có thể là chỗ dựa duy nhất để bọn họ chuyển bại thành thắng, do đó không tiếc bất cứ giá nào kéo dài thời gian. Cửu thiên đô lục đại la hoàn một chút đánh vào trên ngũ quang thập sắc, nhất thời chấn đến không gian cự chiến, thanh sắc vực giới cũng trong nháy mắt nghiền nát một mảnh. Ngũ hành chi lực đột nhiên yếu đi xuống phía dưới, hung hăng bị dưới áp chế tới. Trên cờ xí quang mang nở rộ, nóng cháy không gì sánh được, đã là dấu hiệu đạt tới cực hạn chịu đựng. Xèo xèo. Ngũ hành nguyên tố kỳ thoáng chút bốc cháy lên, năm loại nguyên tố trong nháy mắt tỏa khắp, phòng ngự kết giới chợt bị phá. Cửu thiên đô lục đại la hoàn thoáng cái trùng kích đến đây, đem Tất Hạo Đãng đánh thành phấn vụn, nhưng đều hóa thành một chút ánh huỳnh quang. Hắn vừa nhìn tình thế không đúng, trực tiếp lưu lại tàn ảnh đã trốn ra. Mắt thấy cửu thiên đô lục đại la hoàn trong nháy mắt nhảy vào bên trong quang chi liên hoa, hai tròng mắt của Đoan Mộc Thương thoáng cái mở ra, giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng trên la hoàn kia chộp tới. Trên đầu ngón tay tựa hồ tràn ra ánh sáng màu vàng, chạm vào la hoàn, càng phát sinh tiếng kim loại. Phanh! Cửu thiên đô lục đại la hoàn một chút bị nàng nắm lại, cả người thân thể run lên, một tia ân hồng tiên huyết liền từ khóe miệng tràn ra. Phía sau thiên nhãn mở ra. Nhìn khắp thế gian. Sau đó thiên thủ vũ động, đều tự bấm tay niệm thần chú, biến hộ chúng sinh. Một đạo tiếng phản từ trong miệng Đoan Mộc Thương đọc lên, nói. Nhược ngã đương lai kham năng lợi ích an nhạc nhất thiết chúng sinh giả, lệnh ngã tức thì thân thiên thủ thiên nhãn cụ túc. Dứt lời, vô số kim sắc phù ấn từ trong thiên thủ bay lên, trên không trung hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn kim sắc đám mây, xuất hiện một chữ phạm to lớn. Thủy Vu Kim Nhật thành chính giác, phổ phóng như thị đại quang minh. Thủy Vu Kim Nhật đắc tự tại, diễn phóng hy hữu đại thần lực. Thiên nhãn thiên thủ, Kim Nhật nhân quả ấn. Thiên nhãn nháy mắt, thiên thủ chém ra, phạm tự quyết ấn đột nhiên hạ xuống, phảng phất xuyên qua vô lượng quá khứ, vô lượng hiện tại, vô lượng tương lai. Quá khứ chi tâm không thể được, hiện tại chi tâm không thể được, thời gian tới chi tâm không thể được. Ấn quyết cùng nhau, nhân quả theo. Nghiệp lực tới, vạn vật sinh diệt. Trên cửu thiên đô lục đại la hoàn phát sinh âm dung to lớn, dưới chấn động mạnh trong nháy mắt từ trong tay Đoan Mộc Thương thoát ra bay trở về. Hóa thành một phương hạng quyển, đeo ở trên cổ của Tuần Thiên Đấu Ngưu. Hôm nay nhân quả ấn xuống, trực tiếp nghiền nát thanh ngưu vực giới, lực lượng hủy thiên diệt địa hạ xuống,
toàn bộ giàn tế bốn phía kết giới cũng theo đó vỡ nát. Linh mục địch sắc mặt đại biến, nơi mi tâm hồng thạch bay lộn, băng sát tâm diễm lần thứ hai ngưng ra, hóa thành một đóa kinh khủng chi hoa, đột nhiên đánh ra. Đồng thời tuần thiên đấu ngưu cũng đã nhận ra nguy hiểm, một u ồm dưới, thân thể to lớn nhoáng lên, một đạo to lớn thanh ngưu quang ảnh từ trong cơ thể phóng đi, hai mắt nộ tính, gào thét lớn nhằm phía vô biên biển chi ấn. Ầm ầm, bầu trời chấn vỡ, hoàn vũ điên đảo. Toàn bộ tinh không một chút lờ mờ không ánh sáng, mấy trăm giàn tế trong sát na đồng thời nghiền nát, toàn bộ núi non trong nháy mắt đổ nát. Ong ong ong, ở trong bạo tạc kia, một mảnh bạch quang sáng quắc, truyền đến tiếng huyền khí rung động. Cửu thiên đô lục đại la hoàn lần thứ hai bay ra, hóa thành cỡ nửa mẫu, đem linh mục địch và tuần thiên đấu ngưu đều bảo hộ ở trong đó, không ngừng tản mát ra xích sắc chi lực, thừa thụ ở hơn phân nửa nhân quả nghiệp lực trùng kích. Phanh! La hoàn kia rốt cục đạt đến cực hạn, vỡ ra được, xuất hiện một đạo vết rạn sâu đậm, sau đó trong nháy mắt biến trở về hình thái hạng quyển, treo ở trên cổ đầu ngưu. Linh mục địch hồ lô tiểu kim cương chi khu lần thứ hai bị oanh biến hình đứng lên, trên người tuần thiên đấu ngưu hoàng kim áo giáp ầm ầm đánh nát bấy, toàn bộ thiết ngưu bị cự lực cuồn cuộn nổi lên, một chút ném lên không trung. Đoan mộc thương ở dưới một kích, gương mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, cả người thoáng chút uể oải xuống tới, thiên nhãn thiên thủ dị tượng tiêu thất, một búng máu phun ra. Đột nhiên lưỡng đạo quang mang bay vụt hướng linh mục địch, càng ở trên không trung đánh đứng lên. Đồng thời xuất thủ công kích lẫn nhau. Lý Vân Tiêu, người muốn tìm cái chết. Một người trong đó chính là Bắc Minh Nguyên Hải, trên mặt một mảnh âm hàn, lớn tiếng quát dẹp đường. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nguyên Hải đại nhân, chỉ giáo cho. Cỗ khôi lỗi này vốn chính là của ta, người muốn giết người cướp hàng. Bắc Minh Nguyên Hải thoáng cái nghẹn lời, sắc mặt âm trầm xuống tới, lạnh giọng nói. Người nói của ngươi sẽ là của ngươi. Hắn đưa ngón tay ra, nói. Một chữ, cút băng không chỉ có một chữ chết. Chết em gái ngươi. Lý Vân Tiêu há mồm một ngụm đờm nhổ ra, đờm ở trên không trung kích bắn, uy lực không ở dưới huyền khí bình thường. Muốn chết. Bắc Minh Nguyên Hải giận dữ, một quyền đã đánh xuống tới, trực tiếp đem miếng đờm đánh chúng nát bấy, quyền lực càng ít giảm xuống, toàn bộ bầu trời đều đông lại ra một đạo băng vết. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cười nhạt. Lăng không một trưởng vỗ đến, lòng bàn tay nhất thời bay ra một ngọn hỏa phong chém kích, trong nháy mắt đem băng quyền phách vỡ thành hai mảnh, thẳng chém tới. Bắc Minh Nguyên Hải tức giận không nhẹ, trong mắt sát ý lóe lên, đột nhiên xa xa truyền đến liên tiếp cười to. Ha ha ha, con thần ngưu này thuộc về ta. Chỉ thấy một gã võ giả trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh thân tuần thiên đấu ngưu, hai tay nắm lấy sừng trâu, cứ như vậy sống sờ sờ dắt đi. Con đấu ngưu kia ở dưới nhân quả ấn bị oanh thất điên bát đảo, áo giáp thân thể cũng vùi lấp xuống phía dưới, đã không còn uy phong nữa. Nhưng vẫn là nổi giận rằng co, móng trước mạnh mẽ đá một cái, phanh một tiếng không khí vỡ ra, trực tiếp đánh vào trên người tên võ giả kia, đưa hắn đá văng ra mấy trượng. Tuần thiên đấu ngưu một kích đắc thủ, trong mắt toát ra hung mang, tuy rằng thân thể có chút biến hình, nhưng khí thế hung ác ngập trời một điểm chưa giảm, hơn nữa trên cổ la hoàn mặc dù xuất hiện vứt nứt. Lại vẫn như cũ đang lóe lên quang mang, hơn nữa có khí ẩn tản ra. Tên võ giả kia cả kinh, không dám tiến lên nữa. Tuần thiên đấu ngưu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, liền xoay người hướng xuống dưới, nhắm phía linh mục địch chạy đi. Linh mục địch tựa hồ triệt để lâm vào hôn mê, thân thể hồ lô tiểu kim cương biến hình lơ lửng trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Hừm, nếu bị ta nhìn chúng, đừng mơ tưởng đi. Trên mặt của tên võ giả kia hiện lên một tia ngoan lệ, lại kiêng kỵ thần ngưu lợi hại, trong mắt lộ ra một đạo thần sắc kiên quyết, cả nhân ảnh bay nhanh xông tới. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hoàng phù, vài đạo quyết ấn đánh vào trong đó, hét lớn một tiếng lại hướng phía tuần thiên đấu ngưu vỗ tới. Một đạo hoàng quang bay xuống, ba một tiếng ký hiệu đã dán ở trên lưng đầu ngưu. Con đấu ngưu kia đột nhiên giận dữ, đang muốn phát huy, lại mạnh mẽ cả người run lên. Từ trong hoàng phù tuôn ra vô số ma ha cổ văn, thoáng chút đem nó triệt để ràng buộc. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, phù lật này chính là trước chấn tà trên bia hoàng phù. Tên võ giả này cũng không rõ lắm hiệu quả, chỉ là đem nó tùy ý kích phát, nghĩ không ra sẽ nổi lên kỳ hiệu. Còn đấu ngưu kia ở dưới hoàng phù thiếp thân, trở nên thành thật hơn, trong mắt hung quang dần dần yếu ớt,
giống như là muốn ngủ đi vậy. Ha ha, là của ta chính là của ta, ai cũng không đoạt đi được. Hắn cười lớn lấy ra một con ngự thú túi tới, đem Thiết Ngưu thu vào, hì hì cười nói. Chư vị đại nhân, tại hạ còn có việc trong người, đi trước một bước. Hừm, lưu lại. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Phương Sử trường thương đưa ngang một cái, liền một đạo thương mang hàn khí bức người đâm tới. Yêu yêu, nguyên lai Bắc Minh Huyền Cung đại nhân, chỗ này vật vô chủ, ai lấy được là của người đó, người có duyên chiếm cứ. Tên võ giả kia cười châm chọc một tiếng, thân ảnh rất nhỏ lóe lên, liền thành thạo tránh thoát băng thương, đồng thời chớp động một cái đã xuất hiện ở trước mặt Phương Sử, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Phương Sử trong lòng cả kinh, một cảm giác xấu dâng lên. Chỉ thấy tên võ giả kia một trường vỗ tới, trường lực ở trong con ngươi của chính mình càng phóng càng lớn. Hắn muốn né tránh, lại phát hiện một cổ lực lượng vô hình đem chính mình ràng buộc gắt gao, thân thể một chút đều không thể nhúc nhích. Cái gì? Trong lòng hắn hoảng hốt, hoàn toàn là một cổ uy áp chi lực cực mạnh, ở trên cảnh giới của mình tồn tại. Ngươi! Phốc! Trong ngực của Phương Sử trúng một trường, nhất thời nội phủ nghiền nát, phun ra một búng máu tươi rơi xuống. Người nọ một chút cười khẽ, ánh mắt hướng phía trên người mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào trên thân linh mục địch, cười lạnh nói. Con trâu này ta thu, cỗ khôi lỗi để cấp chư vị rồi, tái kiến. Tiếng cười to vang lên, hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, không nói hai lời liền hướng phía linh mục địch phóng đi, tuần thiên đấu nghiêu hắn rất muốn, nhưng linh mục địch này không chỉ có là muốn, hơn nữa còn là nhất định phải được. Bắc Minh Nguyên Hải tức giận, đuổi cũng không phải, không đuổi cũng không phải, vừa nhìn động tác của Lý Vân Tiêu, cũng theo lao xuống đến, trực tiếp nguyên công vận chuyển, một chiêu Ngô Đạo Hữu nhai đã chụp đến. Người điên rồi, người nọ giết thủ hạ của ngươi, người không đi truy trái lại tới dây dưa ta. Lý Vân Tiêu giận dữ, thân hóa lôi đình, đồng thời kiếm khí thi triển ra, dị tượng nghiền nát phong thiên tỏa địa, thoáng cái đã chui đi ra ngoài. Gương mặt của Bắc Minh Nguyên Hải âm trầm không gì sánh được, quát lên. Cút ngay cho lão phu. Trong cơ thể hắn nguyên lực trong nháy mắt nổ lên, từng đạo hàn âm khí ở bên ngoài cơ thể biến hóa thành trận gió, từng vòng đẩy ra, toàn bộ khí thế trực tiếp để thăng tới trước nay chưa có đỉnh phong, sau đó một mảnh dị tượng ở sau người hiện lên, chính là thức thứ hai và thứ ba của thiên ngoại, phiên nhược kinh hồng. Cổ lực lượng này, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ tới. Lúc này mọi người ai nấy bị thương trong người, mà hắn lại càng trở nên dũng mãnh. Sắc mặt của Đoan Mộc Thương ngược lại càng bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn tất cả, đồng thời chậm rãi điều tức thương thế. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, lạnh giọng nói. Lão thất phu, người đã muốn chết, bản thiếu cũng liền trước tiên tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắn cũng là thật sự nổi giận, hai tay bấm tay niệm thần chú dưới. Một mảnh ánh vàng, ba đầu sáu tay hóa ra, đồng thời một đạo hư ảnh ở sau người hiện lên, chậm rãi đứng thẳng lên, xông thẳng trời mây. Chân ma pháp tướng cũng là thoáng chút bày biện ra trạng thái ba đầu sáu tay, một đạo ma hoàn ở bốn phía hư ảnh hiện lên, bên trong ma khí cuồn cuộn, ma diễm ngập trời. A, ngươi! Ở cách đó không xa Bắc Quyến Cổn Nam cả người đại chấn, lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, thần thức bị thương cũng tựa hồ thoáng cái bị kích thích thanh tỉnh. Mở to hai mắt khó có thể tin tưởng nhìn chân ma pháp tướng của Lý Vân Tiêu. Đoan Mộc Thương cũng là che miệng kêu sợ hãi, lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh hãi, đồng dạng là không thể tin trước mắt nhìn thấy được. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Không nên giật mình, đây là đại ca ngươi lưu lại ma chi thần thông. Chân ma pháp tướng chính là thiên thu ngự đao chi chủ sau khi rời đi, hắn mới học tập được. Thần sắc trên mặt Bắc Quyến Cổn Nam lúc này mới chậm rãi tan ra. Nhưng vẫn như cũ kinh hãi không nhỏ, tự lẩm bẩm. Thế nhưng, thanh âm của hắn dần dần nhỏ không thể nghe thấy, bởi vì trên bầu trời hai người khí thế của ngập trời, sinh ra linh áp uy lực, đem không khí bài trừ tiếng ầm ĩ, khiến màng tai kẻ khác vỡ tan. Sắc mặt của mỗi người rất khó coi, căm tức nhìn hai người bọn họ, nội tâm trực tiếp một vạn đầu cây cỏ nê mã bôn quá. Nhìn trước khi tới tranh đấu. Hai xúc sinh này cùng với Yết Phù Thâu Bò xúc sinh kia như nhau, đều là xuất công không ra lực, chờ cuối cùng mò vớt chỗ tốt. Lý Vân Tiêu và Bắc Minh Nguyên Hải tự nhiên cũng cảm nhận được những người khác tức giận, nhưng tất cả đều làm bộ không phát hiện,
chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, sát ý càng ngày càng mạnh. Bắc Minh Nguyên Hải sau khi ngắn ngủi nổi giận, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Sát ý đối với Lý Vân Tiêu chưa bao giờ lại cường liệt giống như lúc này. Người trước mắt này thiên tư quá dọa người, trên người bất quá là tu vi thất tinh vũ đế, trước đó trên khí thế dĩ nhiên không kém gì hắn, nếu là có thêm thời gian. Cùng với thiên tài như vậy là địch, ngẫm lại đều cảm giác ra đầu tê dại. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Kỳ quái, Nguyên Hải đại nhân tựa hồ đối với ta hận ý ngập trời, trong mắt đều trợn trừng đỏ ngầu, giữa chúng ta có ân oán lớn như vậy sao? Có. Bắc Minh Nguyên Hải như đinh đóng cột, lạnh giọng nói. Thiên phú thành tựu của ngươi, đó là cừu hận lớn nhất. Mọi người ngạc nhiên một chút, cũng nhất thời hiểu rõ ra. Cây ngọc đón gió, phong tất tồi chi, chính là đạo lý muôn đời không đổi. À, cừu hận thường thường khiến người ta rơi vào vạn kiếp bất phục, Nguyên Hải đại nhân hôm nay đó là ví dụ tốt nhất. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nhếch miệng lên, lộ ra châm chọc. Bắc Minh Nguyên Hải vẫn chưa tức giận, tính táo nói. Người thanh niên tâm cao khí ngạo ta minh bạch, lão phu năm xưa làm sao cũng không phải như vậy. May mà để ta gặp ngươi ngày hôm nay, ngươi chỉ có thất tinh vũ đế chi lực. Hắc, cậy già lên mặt. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ hơi nắm lại, một đoàn lôi quang ở lòng bàn tay hội tụ, chậm rãi ngưng ra một đạo lôi cầu tới, mặt trên vô số lôi văn bắt đầu khởi động. Một cánh tay nắm lên lôi truy, mạnh mẽ hướng trên lôi cầu gõ xuống. Ầm ầm. Vạn đạo lôi quang bắn ra, một mảnh lôi hải điện ngục, đột nhiên tản ra. Lôi giới. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, lôi cầu không ngừng phân giải ra, như là một đạo vực giới chặn ngang mà đến, toàn bộ bầu trời thoáng chút hóa thành thanh sắc. Mà lôi cầu như là lột ra trứng gà, dưới thanh lôi đúng là một mảnh bạch quang, bên trong bạch quang mơ hồ có một cái hắc tuyến. Con người của Bắc Minh Nguyên Hải chợt co rút lại, ánh mắt ngưng tụ ở bên trong đoàn lôi cầu màu trắng. Ký hiệu trong suốt lóe ra liên tục, thấy không rõ hình thái, lại cho hắn một loại cảm giác không ổn. Đôi mắt của Mục Trinh một chút trở nên đục ngầu, cả người hoảng hốt, thất thanh kêu lên. Tử lôi đúng là một tia tử phủ diệt thế thần lôi. Cái gì? Tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Bắc Minh Nguyên Hải càng ra đầu tê dại trực tiếp nổ lên, hai tròng mắt nộ tính, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngượng ngùng chảy ra. Không có khả năng nhất định là nhìn lầm rồi, giả. Bắc Minh Nguyên Hải lau một chút mồ hôi lạnh, tuy rằng trên lý trí cũng không tin, nhưng là toàn lực quan tâm hai tay trong lúc đó, bắt ra các loại quyết ấn phức tạp, hướng phía trên lôi cầu điểm xuống. Huyền âm thất chỉ, bang bang phanh, tổng cộng 7 đạo chỉ mang phá không đi, mỗi một lần đều muốn đem lôi giới xé mở, điểm vào bên trong lôi cầu, nhưng đều bị nuốt trôi, không có phản ứng chút nào. Con người của Bắc Minh Nguyên Hải co rụt lại, khóe miệng hiện lên cười nhạt, trong tay quyết ấn bấm một cái, quát dẹp đường. Thiên xích tuyết, lôi cầu lượn vòng mà đến đột nhiên thoáng chút đình trệ, mặt trên tuôn ra đại lượng băng chi ký hiệu, xung quanh nhiệt độ không gian bất chợt giảm xuống. Ầm ầm, toàn bộ bên trong bạch quang thoáng cái lấp lánh đến mức tận cùng, rốt cục nổ lên, bắn ra vạn trượng quang mang. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, màu trắng hoảng hốt. Tựa hồ có một đạo tử sắc hư ảnh phóng lên cao, hóa long mà rơi. Giống. Nổ tung rung mạnh bên trong bạch mang thế giới, một đạo cự ảnh ngang trời, nhằm phía Bắc Minh Nguyên Hải. Nhưng hư ảnh này lực lượng quá yếu, không có long hình, bị song trưởng của Bắc Minh Nguyên Hải một chút xé mở, hóa thành oánh mang tiêu tán. Hừm, bất quá là một đạo tử lôi hư ảnh mà thôi, cáo mượn oai hùng. Trong thanh âm của hắn tràn đầy khinh thường. Nhưng nội tâm lại là kinh hãi tột đỉnh. Có thể hóa ra hư ảnh, chứng minh đối phương chí ít đã chạm tới cánh cửa tử lôi, có lẽ một ngày nào đó là có thể làm ra thực sự tử lôi hàng thế. Thân ảnh của hắn ở trong trời cao thoáng chút chớp động, một đạo hàn mang từ trong tay toát ra tới, trực tiếp đâm về phía kim thân vĩ ngạn Lý Vân Tiêu. Đạo hàn mang kia ở trên không trung ngưng tụ, đúng là một thanh hàn quang chiếu nước bảo kiếm. Có thể làm cho lão phu vận dụng huyền khí. Người chết cũng có thể kiêu ngạo. Ừ, chê cười. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra cười nhạt, hai tay ở trước người bắt chặt, kết xuất một phương long hình ấn ký, hướng lên trường kiếm kia chộp tới. Cái gì, tay không? Không chỉ có là Bắc Minh Nguyên Hải, bốn phía mọi người đều là kinh tròng mắt trợn lồi đi ra.
hai tay màu vàng của Lý Vân Tiêu trên không trung không ngừng biến hóa ấn quyết, rốt cục kết ấn bấm một cái, đem thế kiếm kia ngưng ở trong hai tay nắm lại, thân kiếm lại vô pháp tiến dần lên mảy may. Trên bảo kiếm phát sinh cự chiến, vô số kiếm phủ dâng lên, chia cắt cánh tay của Lý Vân Tiêu, chấn lên khắp bầu trời kim quang. Nhưng vết thương này trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, chỉ để lại ấn ký nhợt nhạt. Cái gì, đây là... Bắc Minh Nguyên Hải trong lòng hoảng hốt, hắn bỗng nhiên phát hiện mình đã tính toán sai thực lực của đối phương, chiến lực đích thực của Lý Vân Tiêu tựa hồ so với trước mắt hắn nhìn thấy còn muốn kinh khủng hơn. Uống! Con người của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, mở miệng tới, hét lớn một tiếng. Một cổ long uy vô biên mênh mông cuồn cuộn mà đến, phảng phất như thượng cổ chân long mở ra hai tròng mắt, vượt qua vô cùng ngân hà, một mâu xuống. Chính là thủy long chi uy từ trong vũ địa thiên chi đầu cùng hấp thu mà đến. Bắc Minh Nguyên Hải là lão giang hồ thành danh đã lâu, Lý Vân Tiêu không dám chậm trễ, do đó vừa ra tay đã dùng sát chiêu, chiếm được tiên cơ. Bắc Minh Nguyên Hải tâm thần chấn động, ở sát na thất thần, liền trông thấy chân ma pháp tướng sáu tay bấm tay niệm thần chú, trước người một đạo hắc sắc tinh vân lăng không xuống. Tinh tuyền bảo, vô cùng cự lực, hạo hãn biển như biển, chiếu nghiêng xuống. Thiên địa trong nháy mắt đổ nát, một mảnh ma lực dập dần bồng bềnh, khắp nơi mang mang. Bắc Minh Nguyên Hải ở trong nháy mắt rút về trường kiếm trong tay, thân hóa lá rụng lui về phía sau, đồng thời tay phải kiếm quyết, tay trái quyền ý, lưỡng đạo huyền âm chi lực hội tụ, đánh thẳng tới tinh tuyền bảo chém xuống. Ầm ầm, linh áp kinh khủng trở nên phức tạp hơn, hướng ra bốn phương tám hướng kích động. Mọi người tất cả đều lui người ra mấy mét, hoảng sợ nhìn. Đám vũ đế cường giả còn may mắn sống sót này, đặc biệt trọng thương trong người, phức tạp nhìn thoáng qua trước mắt quyết đấu, liền dứt khoát hóa thành lưu quang, hướng phía xa xa bỏ chạy, không bao giờ muốn chuyến này giao du với kẻ xấu. Thoáng cái liền đi rời ra hơn phân nửa võ giả, chỉ để lại mấy người lẻ loi, còn đang vẻ mặt ngưng trọng chú mục quan chiến. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trên người thần hỏa nổi lên, trong nháy mắt hóa thành cá sấu nhào tới. Con người của Bắc Minh Nguyên Hải ngưng tụ, dưới tức giận đánh ra một quyền, phanh một tiếng đem trong ngực cá sấu đánh ra một cái lỗ thủng, nhưng trong nháy mắt khép lại, cái miệng sấu hé ra đã cắn xuống tới. Chết tiệt! Bắc Minh Nguyên Hải tức giận mắng một tiếng, thân ảnh lóe lên một cái đã tiêu thất ở tại chỗ, thối lui trăm mét. Hắn vừa đứng vững đầu gót chân, liền trong lòng trầm xuống, một cảm giác xấu từ nội tâm dâng lên. Trích thấy dưới chân không hiểu bị mở ra một đạo trận quang, sau đó là hàn khí lăng liệt lóe lên, liền biến thành kiếm khí như biển. Thiên tinh soi sáng, đột nhiên đang lúc kiếm quyển thiên lãng, khắp bầu trời đều hóa xuất kiếm ảnh, hướng phía hắn thẳng chém xuống. Bắc Minh Nguyên Hải hoảng sợ cả kinh, trong trận thế này ẩn chứa vô tận hung hiểm, để hắn cũng một trận rợn cả tóc gáy, mạnh mẽ vận chuyển nguyên lực muốn phá trận đi. Đột nhiên một đạo kính chiếu sáng xuống, quang mang màu vàng lóe lên, toàn bộ không gian bị kiềm hãm. Bắc Minh Nguyên Hải cũng là nguyên lực quanh thân trong nháy mắt bị áp chế xuống, hắn tức giận ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Vân Tiêu ở trên biển kiếm khí kia, giơ một cái gương soi sáng xuống, trên mặt gương một tầng xương trắng mờ mịt, trong lúc mơ hồ có kim quang lóe ra bên trong. Mà cái tay còn lại cầm một chiếc hộp kiếm vừa chuyển, lại có bốn cái cánh tay mau chóng bấm tay niệm thần chú, không trung thoảng chút đã ngưng ra hơn 30 thanh bảo kiếm, chói mắt người nhìn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ở dưới 36 thanh kiếm cũng biến thành một mảnh tái nhợt, tựa hồ khó có thể chống đỡ, trên thiên quang kiếm hạp ngân văn bay múa lợi hại, một mảnh hoa cả mắt. Đạo hóa nhất khí, đến. Hắn sáu tay đột nhiên dừng lại, một đạo kiếm phủ sắc bén hiện ra, như là một đại truyện cổ tự, một khoản một bức tranh trong lúc đó, đều lộ ra phong mang, tỉ mỉ đưa mắt nhìn tới, liền cảm thấy đau nhức. Vèo vèo vèo. 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong nháy mắt đấu đá xuống, đạo kiếm phủ kia càng lăng không vừa chuyển, dường như tinh thần rơi xuống, bên trong huyền vũ tinh vực, kiếm quang trùng ngưng. Bắc Minh Nguyên Hải cả người hoảng hốt, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy tử vong nguy hiểm, khó có thể tin nhìn khắp bầu trời kiếm vũ, phảng phất như đến từ tinh thần thiên cung chi lực. Mà sau kiếm vũ kia, là một khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng. Còn có một đôi mắt đạm mạc cùng với tuổi tác hoàn toàn không hợp, nhìn lén mấy lần lạnh lẽo, ngưng mắt nhìn tang thương trăm năm. A ngươi! Bắc Minh Nguyên Hải ở trong ranh giới sinh tử, bị ánh mắt chăm chú nhìn tới, cả người đại chấn,
tựa hồ gợi lên một đoạn ký ức trong đầu. Hắn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, nhưng đã không có thời gian suy tư, trong khoảnh khắc đem nguyên lực của chính mình vận chuyển tới cực hạn, đại lượng dị tượng hiện lên. Thiên ngoại tam thức chi phiên nhược kinh hồng. Kỳ hình cũng, uyển như du long, như khinh vân chi tế nguyệt, như phong tục thời xưa còn lưu lại chi quay về tuyết. Bắc Minh Nguyên Hải thấm nhuần chiêu này trăm năm thời gian, lúc này khuynh lực bên trong, trong nháy mắt dung nhập vong ngã chi cảnh, hoàn toàn cùng với chiêu thức hợp nhất. Phiên nhược kinh hồng. Thân ảnh của Bắc Minh Nguyên Hải lóe lên, liền biến mất ở bên trong bạch mang. Toàn bộ kiếm hải trong nháy mắt đã bị cự chiến, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thoáng cái ngưng trệ, kiếm phủ kia đột nhiên nổ lên, cổ sức mạnh to lớn cuốn theo tất cả. Không chỉ có là toàn bộ tinh không vỡ vụn, lực lượng kinh khủng đồng thời nhảy vào trong địa mạch, toàn bộ hai giới sơn đàn đều sụp đổ. Mọi người lần thứ hai hoảng sợ trở ra, nội tâm đều là tuôn ra một cổ sợ hãi khó có thể nói ra lời. Cổ lực lượng hủy thiên diệt địa ở trên trời chấn động thời gian đủ chén trà nhỏ, lúc này mới dần dần tiêu tán. Mọi người kinh hãi nhìn lên trời cao, Lý Vân Tiêu một thân tiên huyết nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai tròng mắt như nước, tinh quang chớp động. Bắc Minh Nguyên Hải còn lại là không nhiễm một hạt bụi, lại vẫn không nhúc nhích, ngay cả trường bào trên người, ở dưới gió đêm cũng chưa từng phất động một cái, cả người như là một tòa điêu khắc. Tất cả mọi người trong lòng rùng mình, kinh hãi tột đỉnh, chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc. Bọn họ đều là đỉnh phong cường giả, tự nhiên vừa nhìn liền phát hiện Bắc Minh Nguyên Hải sinh cơ đã tuyệt. Ca, thân thể của Bắc Minh Nguyên Hải đột nhiên nứt ra, giống như là thạch điêu vậy. Dầm một tiếng đã vỡ thành bột mịn, vĩnh cửu tiêu tán trời cao. Thân thể của Lý Vân Tiêu hơi giật mình, liền lăng không một điểm. Một đạo thanh quang từ trong ngón tay bắn ra, trong nháy mắt trên bầu trời mở ra một đạo quang hoàn, linh mục địch chính giang ẩn thân bên trong, khí tức trên người cực yếu, nhưng thần trí không mất, chỉ là phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn phía mọi người, lo lắng nói. Ta thu hồi khôi lỗi của mình, chư vị đại nhân không có ý kiến gì chứ? Tất cả mọi người trong lòng chấn động, con người khẽ ngưng trọng lên. Tuy rằng kiêng kỵ, nhưng không ai muốn ý buông tha lợi ích trước mắt. Mỗi người đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, tuy rằng đoán được hắn lúc này tất nhiên chiến lực giảm đi, căn bản không phải đối thủ của mọi người, nhưng trước đó thần thông kinh khủng kia đã khiến mọi người nội tâm phát lạnh. Hắc, ha ha. Mục Trinh đột nhiên vỗ tay cười ha hả, nói. Lão Phu không ý kiến, con khôi lỗi này vốn là vật sở hữu của Vân Tiêu công tử, bây giờ là vật quy nguyên chủ, Bắc Minh Nguyên Hải uổng là lão giang hồ, càng sinh ra ý nghĩ giết người cướp hàng, quả thực chính là lấn danh đạo thế đồ, hạng người vô sỉ. Ở sau ngắn ngủi kinh hãi, Mục Trinh là người thứ nhất bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn và Lý Vân Tiêu bí ước vốn là giúp đối phương đoạt được hồ lô tiểu kim cương. Lúc này chính mình cũng không có suất lực gì cả, rất sợ Lý Vân Tiêu bội ước, vì vậy nhanh chóng đứng thành hàng, cho thấy thái độ của mình. Nhưng hắn lúc này vừa tỏ thái độ, nhìn xem ở trong mắt người khác, ngoại trừ tức giận ra, càng nhiều hơn chính là khinh thường và khinh bỉ, đều là trợn trừng con mắt. Con khôi lỗi này nếu vốn thuộc về Vân Thiếu sở hữu, tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Nhưng mọi người một đường đến đây cũng chịu không ít đau khổ, hiện tại thứ tốt đều bị ngươi cầm đi. Thế nào cũng không thể nào nói nổi chứ. Đỗ Vũ Thành sắc mặt tái xanh, chậm rãi nói rằng. Thái Thúc Tà Đình cũng là nói. Không sai, nếu bàn về công lao, Lão Phu nghĩ Thương Đại Nhân công lao cao nhất. Đoan Mộc Thương ở sau nghỉ ngơi ngắn ngủi, hơi chút khôi phục điểm huyết sắc, nhưng vẫn là dầu hết đèn tắt, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu, trở nên cực kỳ quái dị. Những người còn lại cũng là đều gật đầu nói phải. Đứng thành một đường, bão đoàn sưởi ấm. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Bản thiếu khôi lỗi là một cỗ như vậy, chẳng lẽ muốn ta đem nó chặt bỏ một tay chân các loại cho các ngươi? Thái Thúc Tà Đình nói. Khôi lỗi là của Vân Thiếu, chúng ta tự nhiên sẽ không cần. Nhưng nghịch hồn tiên và hồng thạch này, sẽ giao cho chúng ta tới xử lý tốt. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến, lạnh lùng nói. Người vừa rồi thu lấy đấu nghiêu. Thế nào không gặp chư vị đi tới ngăn cản đòi chỗ tốt? Chẳng lẽ cảm giác ta dễ bắt nạt hơn? Hắn không nói hai lời, ngũ chỉ một chảo, nhất thời đem hồ lô tiểu kim cương lăng không nắm lên, nơi mi tâm quang mang lóe lên, liền thu vào.
Toàn bộ trong quá trình linh mục địch thần sắc đều thập phần không vui, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng vẫn là thúc thủ chịu trói rồi. Bắc Quyến Cổn Nam thân thể khẽ động, cũng không nói gì thêm, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều tức. Thái Thúc Tà Đình sắc mặt đại biến, hiện lên vẻ giận dữ, một bước tiến lên, liền chắn ngang trước mặt Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Vân Thiếu thực sự muốn ăn mảnh. Lý Vân Tiêu vùng xung quanh lông mày hơi nhíu một cái, nói. Tà Đình đại nhân tựa hồ rất kích động a, vừa rồi khi đối phó linh mục địch, thế nào không thấy ngươi kích động đứng ra như vậy. Thái Thúc Tà Đình khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói. Vân Tiêu công tử làm sao cũng không phải như vậy, đối phó Bắc Minh Nguyên Hải, so với khi đối phó linh mục địch lợi hại hơn không chỉ gấp trăm lần a. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Bây giờ nói chỗ này làm gì? Bản thiếu hơi mệt chút, muốn về nhà ăn nghỉ ngơi, xin mời đại nhân tránh ra đi. Thái Thúc Tà Đình nhãn thần một chút trở nên âm trầm, hắc hắc cười lạnh nói. Nếu Vân Tiêu công tử cố chấp không chịu. Hai tròng mắt của hắn híp một cái, bắn ra từng đạo hàn quang, mạnh mẽ song trưởng đã vỗ xuống, quát dẹp đường. Vậy đi tìm chết đi. Phanh! Trên lòng bàn tay bay ra lưỡng đạo hoàng sắc ký hiệu, hướng về Lý Vân Tiêu phiêu đãng mà đến. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, hắn sớm có dự cảm Thái Thúc Tà Đình sẽ ra tay, nhưng nghĩ không ra sẽ quả đoán kiên quyết như vậy, xem ra người này cũng là một nhân vật hung ác, trước đó cũng là thâm tàng bất lộ. Lưỡng đạo hoàng sắc ký hiệu ở trên không trung lóe lên, trong đó một đạo mặt trên vẽ một bộ thất xảo linh lung tháp, phù quang lóe lên, quang tháp bay ra, thoáng cái hóa thành trăm trượng cao lớn, đỉnh thiên lập địa. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, sợ hãi nói. Đây là... Quang tháp đột nhiên lóe lên, liền chấn áp xuống tới, ầm một tiếng trực tiếp đem Lý Vân Tiêu chấn vào đại địa, núi non đã vỡ nát càng đã bị trùng kích, triệt để nát bấy, đất đá bắn tung ra. Mặt khác một tấm hoàng phù còn lại là linh quang lóe lên, hóa thành một thanh vô hình quang đao màu vàng, ở xung quanh cự tháp bay một vòng, liền lóe lên rồi biến mất, tiến vào bên trong thân tháp. Mục Trinh cả kinh nói. Cửu giai khí linh phù. Thái Thúc Tà Đình vẫn chưa hé răng. Trên mặt một mảnh tím đen, bộ dáng không có chút nào thư giãn, hai tay không ngừng đánh ra quyết ấn, bay vào bên trong quang tháp. Nhất thời một tiếng gào thét, một mảnh hỏa diễm phảng phất như đến từ cửu u địa phủ, không rõ ở dưới tháp xuất hiện, hừng hực đốt cháy. Mọi người ở dưới ngọn lửa kia chiếu rọi, đều là sắc mặt hoảng động liên tục, thấy không rõ suy nghĩ trong lòng, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nếu đạo khí linh phù, liền đem huyền khí chi lực hoàn toàn rút lấy ra. Luyện chế thành phù. Chỗ tốt như vậy là đê giai võ giả liền có thể kích phát, không cần tổn hao quá nhiều nguyên lực, hơn nữa lực lượng hoàn toàn quyết định bởi huyền khí chi lực. Nhưng lấy mẫu lực lượng luyện phù sau đó huyền khí đã triệt để bị hỏng. Phổ thông thuật luyện sư có thể rút lấy đẳng cấp huyền khí phân nửa lực lượng, cũng đã phi thường khó khăn rồi, mà hai đạo khí linh phù này của Thái Thúc Tà Đình biến thành ra khí linh, hầu như ngưng thực chất vậy, chí ít ẩn chứa 90% trở lên lực lượng. Bên trong quang tháp, quanh thân Lý Vân Tiêu bị một đạo kim quang ngăn chặn, dường như Thái Sơn áp đỉnh, có hàng vạn hàng nghìn lực lượng. Mặc dù hắn thân thể mạnh mẽ, sau khi cùng với Bắc Minh Nguyên Hải đánh một trận đã tổn hao cực lớn, lúc này càng trong cơ thể khí huyết dâng trào, bất diệt kim thân cũng bắt đầu vỡ nứt, chảy ra máu tươi. Lúc này phía dưới thân thể càng đột nhiên nóng lên, một đoàn cửu u chi hỏa bắt đầu thiêu đốt, trực tiếp đưa hắn nuốt hết, dị hỏa lực mang theo cực âm hàn lãnh và quỷ dị. Trực tiếp từ ra tay của hắn Lý rót vào đi vào. A, à, một cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, kim quang kia lấp lánh, toàn bộ lớp da bị lật ra, huyết nhục không rõ. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu vặn vẹo lợi hại, trong tròng mắt tuôn ra một đoàn sát ý, quát dẹp đường. Thiên địa thủy nguyên, trong cơ thể tuôn ra lam sắc thủy nguyên lực, đem ngọn lửa kia từ trong cơ thể bài xích đi ra. Cửu u chi hỏa thoáng chút hóa thành độc hình thái xà. Hộc lưỡi vọt xuống tới. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, thiên địa thủy nguyên thoáng cái hóa thành đoàn, ngưng tụ thành cự linh, một quyền đã đánh tới. Ầm ầm, thủy hỏa chi lực ở trước người nổ lên, lực lượng kinh khủng tứ tán, đem chấn áp chi lực quang bên trong tháp cũng sông tùng động. Lúc này con người của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, trong lực lượng kinh khủng kia một đạo hoàng quang chớp động, nhanh như thiểm điện phi chém xuống. Suy. Quang tháp cực mạnh chấn áp lực, để hắn hành động chậm chạp, thiếu chút tránh né không kịp,
đầu trực tiếp bị chém xuống tới. Nhưng chỗ đứt gãy cũng không có tiên huyết chảy ra, mà là từng vòng lôi quang điện mang, bay ra ngoài đầu trợn tròn đôi mắt, một mảnh lôi sắc xanh tím. Thái thúc Tà Đình, bản thiếu phải giết ngươi. Đầu của Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành lôi quang lóe lên một cái liền trở về trên cổ. Trong tay một đạo kiếm khí lăng liệt dâng lên, hóa thành kiếm cương, đem chấn áp lực đánh bật ra. Trong con người bắn ra từng điểm hàn mang, nhìn quang đao lần thứ hai phi chém mà đến, giơ tay lên tới. Trên thân kiếm vang lên tiếng khí minh phấn khởi, từng đạo kiếm ý tuôn ra. Cả người Lý Vân Tiêu trong nháy mắt trở thành một phiến kiếm khí tinh vân trung tâm, kiếm cương lăng liệt không giận tự uy, hướng về bốn phía kích động ra, đánh thẳng vào toàn bộ quang tháp. Loại cảm giác này, thật tốt. Trong khoảnh khắc cầm tinh diệt, toàn bộ nội tâm đều bình tĩnh lại, thế giới cũng theo đó thanh tịnh. Thần kiếm mặc dù tàn, nhưng khí uẩn vẫn còn đó. Một thanh tinh diệt kiếm này, bản thân chính là kiếm ý ngưng tụ thành, kiếm quyết hóa thân. Vô số ngôi sao ký hiệu từ trên thân kiếm từng cái dâng lên, trong sát na toàn bộ bên trong quang tháp, kiếm cương lưu chuyển, vô số kiếm phủ tựa như tinh quang chớp động. Quang tháp đột nhiên run lên, Thái Thúc Tà Đình cũng tựa hồ đã nhận ra dị dạng, vùng xung quanh lông mày một chút nhăn lại. Hắn trầm tư một chút, hai tay lần thứ hai bấm tay niệm thần chú, các loại quyết ấn cổ quái đều đánh vào trong tháp, còn có hơn 10 đạo hoàng phù các loại ném ra, trên không trung quấn thành một vòng, dường như cự hoàn bao phủ lên đến. Đột nhiên, bầu trời vô số ngôi sao thoáng cái trở nên lấp lánh, ngay lập tức tiêu tan. Toàn bộ bầu trời đại địa, trong sát na rơi vào tĩnh mịch. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Mọi người bỗng nhiên trong lòng cả kinh, vị trí thế giới, chỉ còn lại có quang tháp còn đang tản mát ra u quang, cùng với cửu u chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Khắp bầu trời tinh thần, ánh trăng như nước trong khoảnh khắc tiêu thất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy, toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám. Đây là... Tất cả mọi người đều hoảng sợ không ngớt, bởi vì bọn họ đã nhận ra một cổ vô cùng kiếm ý, từ quang trong tháp này bắn ra, kiếm khí chưa nổi lên, kiếm ý đã tới trước. Ừng ực, chỉ nghe thấy vài đạo tiếng nuốt nước miếng, vẫn như cũ khó có thể tư nhuận yết hầu khô khốc. Mỗi người đều là trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh tới, loại thần thông có thể thay trời đổi đất, trực tiếp ảnh hưởng nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, hầu như đạt đến thần kỹ. Sắc mặt của Thái Thúc Tà Đình trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu lã chã chảy xuống, vẻ mặt kinh khủng không ngớt. Tất Hạo đáng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Thần kiếm tinh diệt thần kiếm không ngờ ở trong tay hắn. Cái gì? Mọi người đều là cả kinh, Tân Duyên Thành việc coi như là khiếp sợ thiên hạ, cuối cùng một kiện áp trục bảo vật thần kiếm tinh diệt bị người cướp khứ, tung tích không rõ. Toàn bộ thương minh đều truyền xuống lệnh truy kích, khắp thiên hạ tìm kiếm đầu mối. Đỗ Vũ Thành kinh hãi nói. Tương truyền trong tinh diệt thần kiếm, ẩn chứa một đạo kiếm ý do cổ Phi Dương lưu lại, lẽ nào điều này là thật? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thoáng cái đã mạnh mẽ thối lui trăm mét. Ngay cả Bắc Quyến Cổn Nam cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, theo mọi người hướng phía sau triệt hồi. Trong mắt Đoan Mộc Thương tinh quang chớp động, tựa hồ khôi phục không ít tinh lực, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ có thể tái hiện cổ Phi Dương kiếm quyết? Lời của mọi người đều truyền vào trong tai Thái Thúc Tà Đình, một đạo hàn khí lạnh như băng từ lưng cốt xông tới, toàn thân rét run. Đùa gì thế, một đạo kiếm ý của cổ Phi Dương. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại muốn nổ lên. Tuy rằng nhận biết trong quang tháp cũng không có kinh khủng như thế, nhưng tâm tình của mọi người đã nhuộm đẫm đến hắn, rốt cục không chống đỡ được áp lực to lớn trong lòng, mạnh mẽ cắn răng một cái liền ném quang tháp đi, phi thân hướng phía xa xa bỏ chạy. Khi hắn thu tay sát na, toàn bộ quang tháp đột nhiên nổ lên, như là một đóa hoa quỳnh nở rộ ở trong đêm đen, nộ phóng suốt đời đẹp nhất chi hoa. Vô tận quang huy hướng về bốn phương tám hướng kích bắn, tựa như lưu tinh cực nhanh. Ở trong tia lửa kia và lưu tinh, một đạo kiếm quang ở dưới tiêu thất, vượt qua tuyên cổ tinh không mà đến. Xuyên qua quá khứ xa xôi, chém ở hiện tại, chém về phía tương lai. Một kiếm kia ánh sáng hầu như diễn biến cực hạn của kiếm đạo, xinh đẹp khiến kẻ khác một trận hít thở không thông. Thái Thúc Tà Đình từ lâu bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, may mà chính là kiếm mang kia cũng không có cường đại như trong tưởng tượng, đặc biệt phá vỡ quang đao quang tháp. Lực lượng càng còn dư lại không nhiều lắm. Tà Phong Phổ.
hắn thoáng chút đã ném ra một quyển hoàng phù, ầm ầm trên không trung triển khai, liên thiên tiếp địa, hóa thành một đạo hồng hà đem thế giới cách biệt. Phốc suy, hồng hà trong nháy mắt bị kiếm quang chém ra, toàn bộ dị tượng thoáng cái đã tiêu thất, kiếm thế không giảm, trực tiếp vào đầu hạ xuống. Con người của Thái Thúc Tà Đình chợt co rút lại, lúc này đã không có loại cảm giác sợ hãi lúc trước này nữa, hét lớn một tiếng, trên người quang mang đại thịnh, bay ra một kiện hoàng sắc áo giáp, trên không trung thành lớn. Phanh, kiện áo giáp kia trong nháy mắt bị xuyên thủng, kiếm khí đột nhiên chém ở trên đế khí quanh thân hắn, chấn đến một ngụm máu tươi phun ra, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cũng không gì hơn cái này, vẫn chưa tạo thành nguy hiểm chí mệnh. Kiếm thế này cũng có bộ dáng, tiếc rằng uy lực hữu hạn, kỳ quái. Đỗ Phú Thành kéo cằm, một bộ dáng vẻ trầm tư, lầm bầm lầu bầu. Tất Hạo đãng mày nhăn lại, nói. Có lẽ là thời gian lâu lắm, uy lực kia đã tiêu hao hết, dù sao kiếm này vốn là phế phẩm. Đỗ Phú Thành cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói. Cho dù như vậy, kiếm ý kia mạnh, hầu như chính là võ đạo cực hạn diễn biến, kẻ khác xem thế là đủ rồi. Rất khó tưởng tượng tam kiếm hợp nhất thì cảnh tượng sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Thái Thúc Tà Đình kiểm trở về một cái mạng tới, có loại sống sót sau tai nạn may mắn, dữ tợn hét lớn. Dám làm ta sợ, lão phu muốn ngươi chết. Hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trên bầu trời tam sắc quang mang lóe lên, như thải hồng lăng không mà đến, ở trước người hóa thành một tòa tam sắc núi nhỏ, trực tiếp chấn rơi xuống. Đó là... Bắc Quyến Cổn Nam cả người run lên. Trong tròng mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ừ, trọng lượng hình huyền khí, ha ha, múa rìu trước cửa lỗ ban. Thái Thúc Tà Đình thoáng chút cười như điên, cánh tay phải thoáng chút cơ thể bành trướng lên gấp mấy lần, hơn nữa mặt trên tràn đầy lân phiến, gân mạch như là cây già mọc đầy trên cánh tay. Lực sĩ chi thủ, Mục Trinh sửng sốt, lập tức thần sắc khôi phục bình thường. Lão phu tu luyện chính là lực sĩ chi thủ, đã đạt đến đại thành. Thái Thúc Tà Đình nhe răng cười ra tiếng, mạnh mẽ mở ngũ chỉ, liền hướng phía tam sắc núi nhỏ chộp tới, quát dẹp đường. Bàn cổ đại lực tí. Ầm ầm. Trên núi nhỏ tam sắc quang mang lóe lên, vô cùng thổ hệ nguyên tố đè xuống, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Phanh. Cánh tay của Thái Thúc Tà Đình vừa chạm vào đến núi nhỏ kia, toàn bộ thế rơi xuống bị ngăn trở, cả cánh tay cũng trong nháy mắt ở bành trướng hơn gấp đôi. Cái gì? Ầm ầm, Thái Thúc Tà Đình kinh hãi, chỉ cảm thấy cả cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, sau đó núi nhỏ trực tiếp đặt ở trên người hắn, cả người đều triệt để không có ý thức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.